chương 316, xin ta đi. Bóng người trượt lóe Tân Lâm liền đứng chắn trước mặt tiêu phàm, lạnh lùng nhìn chăm chú đám cảnh sát đang xông vào. Đôi lông mày của Uyển thiên thiên dương mạnh lên, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Đường huyên lại tiến lên một bước, chắn trước người của Uyển thiên thiên. Đám cảnh sát bỗng nhiên xông vào cửa, tổng cộng có 5 vị, có điều đều mặc thường phục, một vị cầm đầu kia, ước chừng khoảng 30 mấy tuổi, vóc dáng cao lớn, tóc húi cua, vẻ mặt ngạo khí, từ trên cao nhìn xuống quét qua mọi người đứng trong phòng một lượt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đều không được động đây, cảnh sát kiểm tra phòng. Tóc húi cua cười lạnh nói. Giấy tờ. Tân Lâm lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhanh chóng quét qua trên người năm tên cảnh sát, những người này đều không dùng súng, chỉ có tay không như vậy, thế nhưng trong đó có ba người tay đút vào túi áo, dường như là cầm súng. Trong căn phòng này rốt cuộc có những người như thế nào, xem chừng trước khi tiến vào cửa, Bọn họ sớm đã có thông tin tình báo xác thực, đơn giản là một tên công tử bột không mở mắt đến từ phương Bắc, mang theo ba cô gái trắng nõn nà. Sức chiến đấu luân phiên đều chỉ là một đống cặn bã không hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đối phó với bốn tên cặn bã như vậy, đồng chí cảnh sát hiển nhiên không đến lượt phải dùng đao súng, vậy cũng quá đề cao mấy tên từ vùng khác này rồi. Hơn nữa ở đây dù sao cũng là khách sạn đại đường vương triều khách sạn 5 sao cao cấp sang trọng nhất của thành phố Cố Đô, nếu như không cần thiết, nổ súng ở nơi này, ảnh hưởng cũng không tốt. Mặc dù nói tất cả đã có lê thiếu bao che, có thể chú ý một chút vẫn là nên chú ý một chút. Sự điềm tĩnh của Tân Lâm làm cho tên cảnh sát đầu húi cua có chút không ngờ đến, tuy nhiên lập tức liền không để trong đầu nữa. Mấy tên đến từ Bắc Kinh này đều thích giả bộ làm ra vẻ có tiền. Không sai, Bắc Kinh là có rất nhiều người châu bò tàng long ngọa hổ, thế nhưng nhiều hơn nữa vẫn là dân chúng thấp cổ bé họng không quyền không thế. Tuyệt đối không phải ai đều có thể ở thành phố cổ đô này khiêu chiến với Lê Thiếu. Cho dù ngươi là từ Bắc Kinh đến, cũng không ngoại lệ. Yên tâm, sẽ cho các người xem giấy tờ. Viên cảnh sát tóc húi cua cười lạnh một tiếng, từ trong túi quần móc ra một thẻ cảnh sát, rất tự nhiên mở ra trước mặt Tân Lâm. Vương Đại Hải, đại đội trưởng đại đội một chi đội trị an cục công an thành phố Cổ Đô, thanh tra cảnh sát cấp 2. Tân Lâm lạnh lùng lầm nhầm. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ kiêu ngạo như vậy của cảnh sát phương, phỏng trừng thân phận riêng của gã ta, so với chức đại đội trưởng Trị An này còn ghê gớm hơn. Bằng không, đừng nói một chức đại đội trưởng chi đội Trị An của gã, cho dù là chi đội trưởng, trong khách sạn đại đường Vương Triều cũng không dám hò hét hoành tráng như vậy. Nhìn rõ rồi chứ, này, tên nam giới kia, xoay người lại đây. Viên cảnh sát tóc húi của đem tấm thẻ thu về, hướng về phía tiêu phàm giống to một tiếng xoay người lại hai tên cảnh sát đi theo cũng giống lên tiêu phàm chậm rãi đem chiếc bình bát tạp ngọc kia đặt trên bàn trà phòng khách từ từ xoay người lại nhìn về phía vương đại hải hai hàng lông mày hơi nhíu lên tiêu đại thiếu ra trước giờ luôn chấn định vững vàng dường như cuối cùng cũng có chút tức giận tên là gì vương đại hải hung tợn nhìn chằm chằm tiêu phàm hung thần ác sát hỏi đủ rồi nha ồn ào cái gì chứ có lời gì bảo lê lạc tự mình vào đây nói Uyển Thiên Thiên ngay tức khắc cũng rất khó chịu, giọng nói nũng nịu nổi giận. Vẫn đúng là Tân Lâm đoán chúng, Lê Lạc này cư nhiên thật sự di rời cảnh sát qua đây. Đêm hôm khuya khoát, trong chốc lát liền có thể bắt cảnh sát trị an cục công an thành phố gấp gáp đến khách sạn, hơn nữa trực tiếp đạp cửa, thế lực của Lê Thiếu ở thành phố cổ đô, quả thực không đơn giản. Quyền Thiên Thiên không ưa nhất chính là cái này. Ồ, Uyển Tiểu Thư có lời gì muốn nói với tôi sao? Lê Lạc tôi rửa tai lắng nghe theo giọng nói đàn ông nho nhã này, Lê Thiếu chậm rãi đi vào, miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt cười như có như không lạnh nhạt quét qua mặt tất cả mọi người, trên mặt tiêu phàm dừng lại một lát, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cuối cùng rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của Uyển thiên thiên. Tiếng vang cực lớn khi nãy, sớm đã kinh động đến khách ở các phòng xung quanh, một đám người chạy đến xem náo nhiệt. Thế nhưng Lê Lạc chuẩn bị đầy đủ, trừ năm tên cảnh sát, nhân viên bảo vệ khách sạn cũng sớm được điều động đến, cả đoàn đã vây quanh phòng 3026 của tiêu phàm bọn họ đang ở, cấm các khách khác vây lại xem. Lê Công Tử, chỉ sợ là anh có lời gì muốn nói với chúng tôi thì phải. Nhìn thấy Lê Lạc, Uyển Thiên Thiên lại không tức giận nữa, cũng cười như có như không hỏi. Tôi ư, xin lỗi, Thiên Thiên Tiểu Thư, cô lần này thực sự nhầm rồi, tôi không có lời gì nói với các người. Các người có lời gì, đến cục công an từ từ nói đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ghi chép. Lê Lạc cười ha hả, nói: "Xin hỏi chúng tôi phạm tội gì, tại sao lại muốn bắt chúng tôi?" Đường Huyên ở bên cạnh hỏi, dư quang trong mắt đều rơi trên mặt Tân Lâm, hiển nhiên là đang đợi chỉ thị của Tân Lâm. "Phạm tội? Không không không, các người không phạm tội." Lê Lạc giơ một ngón tay, không ngừng lay động ở trước mặt, dáng vẻ vô cùng tây. "Thế nhưng, các người có phải cho rằng không phạm tội, cảnh sát liền không thể đến tìm các người thì phải?" ha ha nếu thực sự như vây các người thực sự nhầm rồi ở đây tôi nói các người có vấn đề các người liền có vấn đề tôi nói các người nên đi cục công an khai báo hiểu chưa về phần phải nói rõ những vấn đề gì đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho các người đương nhiên các người có thể không cần khai báo cái gì có điều các anh em trong cục sẽ có cách làm cho các người khai báo đã hiểu rồi chứ quyền thiên thiên liền khanh khách cười rộ lên rất có hứng thú quan sát đánh giá lê lạc nói nói như vậy chính là lê công tử khó chịu rồi muốn chỉnh chúng ta có đúng không đúng nói thật chính xác chính là như vậy lê lạc lập tức gật đầu hơi có chút khoa trương lớn tiếng nói ta chính là nhìn các người không vừa mắt rồi ta chính là muốn chỉnh các người thế nào không phục sao không phục các người có thể cắn ta sao lê thiếu cuối cùng cũng đem cái gọi là phong độ tao nhã ném sang một bên thật sự hai ngày này Cục tức này của Lê công tử bị đè quá nặng, còn không phát tiết ra, không chừng sẽ bị đè đến mức phát bệnh đấy. Lê công tử, anh thật quá đáng yêu rồi, cái gì cũng dám nói. Tiếng cười của Uyển Thiên Thiên càng thêm trong trẻo, không ngừng đánh giá Lê Lạc, dường như cảm thấy anh ta đặc biệt thú vị. Ta nói như vậy đấy, thế nào? Các người ghi âm đi, ta tuyệt đối không có ý kiến. Ta nói cho các người, đối với các người, ta xem như là tính nhẫn nại tốt. Thế nhưng các người thật sự không biết phận. Ném mặt mũi trước mặt lê lạc ta, lên giọng, ta còn thật không tin thứ tả này. Nói như vậy, chuyện này thật không thể thương lượng rồi. Uyển thiên thiên chấp đôi lông mi dài, mỉm cười hỏi, giọng điêu hụ càng thêm êm ái. Có chứ, có thể thương lượng, kỳ thực con người của ta rất dễ nói chuyện, hai chữ xin ta. Xin ta thì được, chỉ cần thái độ của các người đoan chính, ta cũng không phải là không thể suy nghĩ đến việc tha thứ cho mấy người được lê lạc bật cười ha hả tiếng cười đặc biệt vang dội khách của cả lầu ba gần như đều nghe thấy tiếng cười đắc ý này lạc ca nói mấy lời vô ích với bọn họ làm gì vậy bắt lại rồi nói sau đám danh con kia em gặp nhiều rồi cậy trong nhà có chút tiền liền không biết trời cao đất dày cho rằng cả thế giới đều phải nghe bọn họ đối phó với loại người này phải rút cái tát tai ra đánh đau xong rồi mới tỉnh ra vương đại hải hung hăng gắt một tiếng rất khinh thường nói Xin hỏi vương đại đội trưởng, các người hôm nay vì sao xuất kích, đến đây bắt bọn ta là vì lý do gì? Tiêu Phàm thản nhiên hỏi, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Lý do? Cần có lý do sao? Mày mở mắt nhìn cho rõ ràng, vị trước mắt mày đây là ai? Lê Lạc, Lạc ca, nghe nói rồi chứ, lời của Lạc ca chính là lý do. Vương đại hải ta ở đây chính là lý do. Không phục đúng không? Không phục bọn mày có thể đi tố cáo chúng ta? Nhưng hiện tại, chúng mày nhất định phải theo bọn ta quay về cục, nghiêm túc khai báo vấn đề." Vương Đại Hải rất khinh thường hất đầu lên, tiến lên một bước, thẳng tắp đứng trước mặt Tiêu Phàm, ưỡn ngực rất cao. Tên này cao hơn Tiêu Phàm, thân hình lại càng tráng kiện hơn, đứng trước mặt Tiêu Phàm như vậy, quả thực vô cùng có khí thế. Nói như vậy, các người xuất kích tối nay là lấy thân phận riêng đến." Tiêu Phàm hỏi, giọng nói đã có chút lạnh. "Con mẹ ngươi nói thật nhiều lời." Vương Đại Hải cười lạnh một tiếng, giơ cánh tay khoát về phía sau. "Người đâu, đem mấy tên này còng tay lại cho bố mày." Khóe miệng Huyền Thiên Thiên hơi nhếch lên trên, một nụ cười từ từ nở rộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ của cô, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ trào phúng, dường như vị vương đại đội trưởng này nói nhầm lời gì quan trọng, càng đã làm sai chuyện gì quan trọng. "Vâng." Một tên cảnh sát đáp lại một tiếng, lộ ra chiếc còng tay sáng trói lọi, muốn tiến lên trước. Vừa lúc đó, một tiếng động long trời lở đất vang lên, ai cũng đều không nhìn rõ là chuyện gì, thân hình cực lớn của Vương Đại Hải liền bay lên, trực tiếp từ phòng khách bay ra ngoài, ước chừng bay ra khoảng 3-4 mét, mới ẩm vang, một tiếng, nặng nề ngã xuống, lại ở trên tấm thảm nền trượt về phía trước mấy mét, mới chịu dừng lại. Đến đây liền không có nửa điểm tiếng động nữa. Mấy tên cảnh sát và lê lạc giật mình trợn mắt há hốc mồm, mở to hai mắt sửng sờ nhìn vương đại đội trưởng đang yên tĩnh nằm ở chỗ đó, chỉ có tay chân không ngừng run rẩy nửa chữ cũng nói không ra. Miệng ngậm nửa điếu thuốc lá của Lê Lạc cũng rất xuống, không có nửa phần chi giác. Cô, cô dám đánh lén cảnh sát. Cũng không biết chố mắt bao lâu, Lê Lạc lắp bắp nói, mấy tên cảnh sát lúc này mới vội vàng đi rút súng. Ai ra? Ngay sau đó, Lê Lạc liền hét ầm lên, thế nhưng tiếng thét chói tai rất nhanh đột nhiên liền dừng lại, Lê Công Tử hai đầu gối mềm nhũn, liền ngã quỵ xuống đất, đầu đập thật mạnh vào nền đá cẩm thạch trong phòng khách, cốp một tiếng thật lớn. Quyền Thiên Thiên hơi rụt cổ, cảm thấy quá thảm thương. Trên giang hồ, được xưng là đệ nhất ma nữ giang hồ, ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Thế nhưng hiện tại nhìn Tân Lâm ra tay, một chút cũng không, dịu dàng, không hề thua kém nữ ma đầu. Ai ra, đau chết tôi rồi. Lê Đại Thiếu Gia vừa nãy còn phong độ người người, lập tức đã kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Này, làm gì vậy, mau buông tay. Lập tức ngừng tay lại. Mấy tên cảnh sát rốt cuộc cũng móc súng ra, linh tinh lộn xộn chỉ về phía Tân Lâm, trong miệng không ngừng kêu la, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, Lê Thiếu ra kêu thảm như heo bị chọc tiết lại biến thành tiếng rên hừ hừ, một cây dao găm nhỏ hàn quang bắn ra từ phía, đã kề trên chiếc cổ mềm mại của Lê Thiếu. Bảo bọn chúng đều cút hết ra ngoài. Tân Lâm lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh băng làm cho cả người Lê Lạc Dung mình ớn lạnh, anh ta tuyệt đối không nghi ngờ nếu như mấy tên cảnh sát kia có hành động gì khác thường, Tân Lâm sẽ không hề khách khí xử lý anh ta. Ra ngoài, đều ra ngoài. Lê Lạc Khan cả giọng quát to, gân xanh trên cổ từng sợi từng sợi nổi to, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt rớt xuống. Chương 317, phiền phức lớn. Ai, các người đừng làm loạn, đây là phạm tội, hiểu không? Tội chết đấy một tên cảnh sát kêu lên tên cảnh sát này cũng coi như là lão luyện đi theo vương đại hải lăn lộn không ít có nằm mơ cũng không ngờ đến lê thiếu lại bị người ta cầm dao kề vào cổ thực sự vượt quá tưởng tượng rồi cút tân lâm lạnh lùng quát nếu như là cảnh sát bình thường xuất kích cho dù có gì sai lầm tân lâm cũng sẽ không phải là thái độ này thế nhưng mấy tên cảnh sát mặc thường phục này hiển nhiên không phải là bình thường vừa rồi vương đại hải đã nói rất rõ ràng rồi bọn họ là lấy thân phận riêng đến đây cổ động cho lê lạc tân lâm phải khách khí với bọn họ mới lạ uyển thiên thiên nghiêng đầu cười hì hì nói với lê lạc lê công tử bạn của anh thật sự không đáng tin cậy bọn họ một chút cũng không để ý đến tính mạng của anh đó anh đều đã thế này rồi bọn họ còn ở đây lải nhải cũng không lo lắng chị của ta thực sự dùng một dao cắt cổ của anh hay sao đúng anh có thể là người có một ông bố rất tài giỏi hoặc là có một bà mẹ rất tuyệt vời, thế nhưng anh cũng chỉ có một cái mạng thì phải. Thật sự đụng phải hoàng viên rồi, không sợ bố mẹ của anh, thấy Lê công tử anh chết cũng chết rồi, anh chẳng phải là bị chết rất hoan uổng sao. Một ngụm máu của Lê lạc thiếu chút nữa phun ra. Tình cảnh hôm nay thật sự đụng phải đồ ngốc rồi. Cửa này, Lê thiếu hiển nhiên rất khó tiến hành tư duy bình thường, chỉ biết nếu như đụng phải người ngốc, Lê thiếu anh ta quả thật có chút nguy hiểm rồi giống như huyền thiên thiên nói, những người này làm việc không suy nghĩ, trực tiếp gỡ yêu ta ết chết anh ta, lẽ nào còn có người có thể cải tử hoàn sinh sao? Đều ra ngoài, đều ra ngoài đi. Lê Lạc dướn cổ, đem hết toàn lực quát to lên. Đều cút hết ra ngoài. Mấy tên cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều chạy ra ngoài, luống cuống tay chân dìu vương đại hải dậy, vừa gọi vừa la, loạn thành một đống. Tân Lâm vừa rồi ra tay thật không lưu tình chút nào, Vương Đại Hải nhất thời làm sao có thể tỉnh lại được. Tiêu Phàm nhìn Lê Lạc đang nhe răng nhếch miệng một cái, lắc lắc đầu, có chút không hài lòng nói. Lê Tiên Sinh, anh làm như thế này quá lỗ mãng rồi, xem ra phải tìm vài người bạn đến đem phiền toái này giải quyết hết. Tiêu Tiên Sinh, hiểu lầm hiểu lầm. Lúc cần phải nói, lòng muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Phàm của Lê Lạc đều có, chỉ là dưới sự uy hát yêu ta ép của mũi sao sáng trắng như tuyết kia, lại không thể không hạ thấp sự cao ngạo xuống, ngoan ngoãn cười cười với người ta. Đôi mày của tiêu phàm nhíu lại, cũng không để ý đến anh ta, chậm rãi ngồi xuống sofa, móc điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Trong mắt lê lạc lóe lên một tia mong mỏi, xen lẫn có một chút ý khinh thường. Họ tiêu này thực sự tính toán muốn tìm bạn bè đến giải quyết phiền phức, thật là chuyện cười. Mày sợ là không biết lợi hại sao, liền vừa nãy, các người đem con trai của vương cục trưởng cục công an thành phố cổ đô một cước đạp ra ngoài, sống chết còn chưa biết, lại cầm dao kề vào cổ lê lạc ta. Trong thành cổ đô này, ai có thể có mặt mũi lớn như vậy để đến giải quyết phiền phức này? Lại có ai dám nhận củ khoai lang phỏng tay này đây? Xin chào, xin hỏi ai vậy? Điện thoại vừa gọi đã thông, bên trong truyền đến một giọng nữ vô cùng nhã nhặn. Tiêu phàm mặc dù không có mở loa ngoài, thế nhưng cách gần như vậy, lê lạc cũng nghe thấy giọng nữ nhã nhận này ngay lập tức sắc mặt đại biến ánh mắt trở nên vô cùng nghi hoặc xin chào xin hỏi là trưởng phòng tạ phải không tôi tiêu phàm trưởng phòng tiêu giọng nữ tao nhã hiển nhiên không ngờ người gọi điện thoại cho cô là tiêu phàm giật mình kinh hãi đúng vậy trưởng phòng tạ là tôi ngay sau đó trưởng phòng tạ liền trở nên cực kỳ nhiệt tình liên tục nói chào ngài chào ngài trưởng phòng tiêu trưởng phòng tiêu lâu rồi không gặp làm thế nào lại nghĩ đến việc gọi điện thoại cho tôi vậy là thế này trưởng phòng tạ tôi ở cổ đô cô bây giờ có thời gian không hả ngài đến cổ đô rồi sao đến khi nào vậy sao lại không báo cho tôi một tiếng tôi đi đón ngài ngài xem ngài xem tôi thật là thất lễ rồi trưởng phòng tiêu ngài bây giờ đang ở khách sạn nào tôi lập tức qua ngay trưởng phòng tạ luôn miệng nói tiêu phàm mỉm cười nói trưởng phòng tạ quá khách khí rồi thế nhưng tôi bây giờ đụng phải chút phiền phức có lẽ phải nhờ đến trưởng phòng tạ giúp đỡ xử lý một chút phiền phức phiền phức gì trưởng phòng tạ lại giật mình kinh hãi không ngừng hỏi han giọng nói đã trở nên có chút lo âu tiêu phàm là lai lịch như thế nào cô rất rõ ràng đích tôn trưởng của lão tiêu ra gặp phiền phức ở cố đô không cần liên lụy đến ông cụ nhà cô mới được những hào môn thế gia bậc một này tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội là thế này tôi ở phòng 3026 khách sạn Đại đường Vương Triều, nơi này của tôi có đến mấy vị khách, đều là người của Cục Công an, vị cảnh sát dẫn đoàn tên là Vương Đại Hải, thái độ tương đối cứng rắn, xảy ra một chút tranh cãi. Ngoài ra còn có một vị là đồng chí Lê Lạc, cũng ở đây, là bạn của mấy người cảnh sát Vương Đại Hải kia, đối với tôi hình như tương đối có thành kiến. Lê Lạc, trưởng phòng tả càng thêm giật mình. Vâng, trưởng phòng tả có thể thuận tiện đến đây một lát không? tiêu phàm vẫn không nhanh không chậm nói bên kia điện thoại trưởng phòng tạ hít một hơi thật sâu luôn miệng nói đương nhiên đương nhiên mong trưởng phòng tiêu đợi một chút tôi lập tức qua đó trưởng phòng tiêu nếu như lê là có chỗ nào không hiểu chuyện mong trưởng phòng tiêu nể mặt của tôi thứ lỗi tôi trước tiên thay mặt nó xin lỗi ngài xin lỗi xin lỗi tiêu phàm cười cười thản nhiên nói trưởng phòng tạ đừng khách khí vẫn là đợi cô qua đây hiểu rõ tình hình rồi nói sau. Được được, tôi lập tức đi ngay. Ừm. Tiêu Phàm cũng không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại, ánh mắt lại dừng lại trên mặt của Lê Lạc. Đầu bị Tân Lâm gắt gao ấn chặt trên bàn trà cẩm thạch, bởi vì bị đè ép, mặt của Lê Lạc bị biến hình hoàn toàn, nhìn qua vô cùng tức cười. Tiêu Tiêu tiên sinh, cậu gọi điện thoại cho ai vậy? Có phải là trưởng phòng Tả của phòng chính sách pháp quy ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Minh Thu? Lê Lạc gắng sức hỏi, bởi vì quá dùng lực, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Tiêu Phạm cười nhạt một tiếng nói. Lê Tiên Sinh và trưởng phòng tạ là thân thích. Khuôn mặt đỏ bừng của Lê Lạc, ba, một tiếng trở nên tái nhợt, miệng há to, nửa buổi cũng không nói ra lời. Tiêu Phạm và trưởng phòng tạ đối thoại khi nãy, anh ta nghe thấy rất rõ ràng, chị họ trong điện thoại đối với Tiêu Phạm là thái độ gì, anh ta nghe càng hiểu rõ hơn nữa, vốn dĩ còn ôm một tia hy vọng may mắn ai biết Tiêu Phàm trực tiếp chỉ ra quan hệ giữa anh ta và trưởng phòng tạ, làm sao không khiến trong lòng Lê Lạc vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi được. Bản thân mình rốt cuộc là đắc tội với người nào vậy? Làm sao ngay cả chị họ đều đối với hắn kính cẩn như thế? Khó trách nữ nhân bên cạnh hắn dũng mãnh như vậy, một lời không hợp đã trực tiếp đá bay Vương Đại Hải ra ngoài. Vương Đại Hải từ khi làm việc đến giờ, phỏng chừng chưa từng chịu ấm ức như vậy. Tuy nhiên lúc này lê lạc hiển nhiên không có tâm tư đi quan tâm đến sống chết của vương đại hải thân mình còn lo không được đây tân lâm tiêu phàm khẽ vuốt cằm lê lạc chỉ cảm thấy chỗ cổ vừa buông lỏng cô áp lực nặng tựa ngàn cân lập tức biến mất ngay sau đó bị người túm lấy cổ áo lôi quẳng sang bên cạnh sofa ngồi xuống là được rồi đừng có làm thiêu thân giọng nói lạnh băng của tân lâm lại vang ở bên tai yên tâm yên tâm sẽ không như vậy lê lạc không kìm lòng nổi liên tục gật đầu trên mặt tận lực gượng một nụ cười miệng nói năng lộn xộn nhìn dáng vẻ chật vật của lê lạc uyển thiên thiên cười khanh khách không dừng đường huyên lại nhẹ lắc đầu lê lạc trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng mặt xấu hổ vô cùng hận không thể tìm một lỗ nẻ chui vào tiêu phàm không để ý đến anh ta nữa tự mình cầm chiếc bình bát tạp ngọc lên tỉ mỉ thưởng thức tiêu tiên sinh xin lỗi xin lỗi đây là một hiểu lầm thật vất vả, Lê Lạc mới bình tĩnh lại tinh thần, đầu óc hoạt động trở lại, bắt đầu liên tục nói xin lỗi với tiêu phàm. Từ thái độ của chị họ với tiêu phàm, Lê Lạc cũng có thể đoán ra, lai lịch của tiêu phàm, tuyệt đối không đơn giản. Tiêu phàm nhẹ nhàng khoát tay, ngừng lời xin lỗi của Lê Lạc, ra hiệu anh ta không nên làm phiền bản thân mình. Lê Lạc vội vàng ngậm miệng, vẻ mặt ngượng ngùng, rất xấu hổ. Có thể nhìn ra, tiêu phàm từ đầu đến cuối đều không xem bản thân mình ra gì lúc đầu còn cho rằng hắn cố ý kiêu ngạo trước mặt, bây giờ mới biết, người ta là không thèm để ý. Chỉ có điều, trong phòng yên tĩnh, không được bao lâu, bên ngoài lại náo nhiệt trở lại. Dưới sự nỗ lực của mấy tên cảnh sát và nhân viên phục vụ khách sạn, Vương Đại Hải một mực hôn mê bất tỉnh cuối cùng cũng tỉnh lại, sau đó chính là giống lên tức giận. Khốn kiếp, xông vào cho bố mày, đánh cho đến chết. Vương Đại đội trưởng thực sự là tức chết rồi, trong bụng còn sông cuộn biển ngầm, ngực đau không ngừng, cả đời cũng chưa từng nếm phải quả đắng như vậy. Ở thành phố Cố Đô, có người dám trực tiếp đạp bay con trai của Cục trưởng Vương Cục Công an thành phố, nói ra đều không có người tin. Cuống hồ, Vương Đại Hải còn là loại tính cách nóng nảy xét đánh, vẫn là trước giờ bị chiều hư rồi. Đại ca, không được. Một tên cảnh sát thấp giọng nói. Khốn kiếp, cái gì không được, bố mày nói được là được, xông vào đánh cho bố mày, đánh cho đến chết thì thôi. Vương Đại Hải càng khan giọng tức giận giống lên. Mấy tên cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới được. Lê Lạc giống như ngồi trên đống lửa, từ trên sofa nhảy lên, chuẩn bị chạy ra ngoài phía cửa, đột nhiên hồi phục tinh thần lại, vội vã cúi đầu về phía tiêu phàm, thấp giọng nói. Trường phòng tiêu, xin lỗi xin lỗi, tiểu tử Vương Đại Hải này là một tên ngu ngốc, tôi đi nói rõ cho anh ta một chút. Một câu nói của Lê Lạc còn chưa dứt, Vương Đại Hải lại tức giận giống lên. Sững sờ làm gì, tiến vào đánh cho bố mày đi. Xảy ra chuyện, tao phụ trách. Mày phụ trách, mày phụ trách cái gì? Đồ khốn kiếp. Liền vào lúc này, một giọng nói già nua cũng tức giận giống lên, tựa như sấm sét cuồn cuộn, lăn ù ù trên đầu mọi người. Cùng lúc đó, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, hiển nhiên đến không ít người. Cha. Vương Đại Hải vốn dĩ còn đang phát điên ngay lập tức liền xứng sờ ngơ ngác nhìn một người đàn ông khoảng tầm năm mươi mấy tuổi đang vội vã chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Người đàn ông này tóc hoa dâm, mặc quần áo cảnh sát, mang theo quân hàm cảnh sát cấp 2, không đội mũ, bước nhanh đến, mồ hôi từng giọt theo mái tóc hoa dâm bên thái dương lăn xuống, ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển. Đi cùng với vị cảnh sát cấp bậc 2, còn có mấy cảnh sát cấp bậc cao, còn có hai người nam nữ mặc thường phục khoảng tầm 30 mấy tuổi. Từng người một thần sắc vội vàng, khắp mặt đều là vẻ lo âu bất an. Chương 318, không biết trời cao đất dày cha, sao cha lại tới đây? Nhìn thấy hai người nam nữ trẻ tuổi mặc thường phục kia, Vương Đại Hải lại cảm thấy không ổn, lấy can đảm hỏi. Đồ khốn cây ta F. Cảnh giam cấp hai bước nhanh tới bên Vương Đại Hải, không nói hai lời, xoay tròn cánh tay cho anh ta một bạt tai. Ba tương đương Vương Đại Hải không thể ngờ tới cha mình sẽ động thủ trước mặt mọi người, không kịp chuẩn bị, lập tức bị lính đủ một bạt tay. Một cái tát này của cục trưởng Vương, nhưng đủ sức khiến Vương Đại Hải dù là cao lớn thô kịch, cũng là hét lên mà ngã xuống, bị một bạt tay rắn chắc này quật ngã xuống đất. Hai cái răng bay ra ngoài, nửa mặt lập tức sưng vù lên. Vương Đại Hải miệng đầy máu tanh, chỉ cảm thấy toàn bộ phần lợi đều buông lỏng ra, không ngừng giơ tay bưng kín, ánh mắt nhìn về phía cha sớm đã tràn ngập sự sợ hãi. Lâu ngày không dạy dỗ là ngươi liền gây chuyện, ngươi tên khốn kiếp, ta mà không đến, ngươi dám đâm thủng trời một lỗ luôn đấy nhỉ? Cục trưởng Vương giơ tay chỉ Vương Đại Hải, tức giận đến mức cả người run rẩy, hai mắt trừng trừng, mở đầu là chửi mắng một trận. Vương Đại Hải hoàn toàn bị đánh cho mơ hồ, bưng lấy mặt không nói nên lời. Tuy nhiên nhìn thấy tư thế như vậy, y chính là đồ gà mờ đi nữa, cũng biết đã gây ra rắc rối. Không nghe cha y nói, dám chọc trời thủng một lỗ. Cổ đô lại là thành phố cấp phó tỉnh, cha y chính là phó chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng công an, cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc sở cứng rắn. Còng mấy người này lại áp giải về cục, nhốt lại. Cục trưởng Vương lập tức vung tay lên, quát. Mấy người cảnh quan bậc cao đi cùng ông ta đến cùng đồng ý kêu lên, bước nhanh lên trước, hướng về mấy người cảnh sát mặc thường phục quát tự còng mình lại. Đến cảnh quan cấp bậc này như họ, hơn nữa đến vội vàng, có thể vẫn không mang theo còng tay bên người. Trong lúc này, mấy gã cảnh sát mặc thường phục đi theo Vương Đại Hải đến, làm sao còn dám nói nửa chữ, không, ngoan ngoãn lấy còng tay ra, ngoan ngoãn tự còng tay mình lại. Cục trưởng Vương tự tay rút còng tay từ bên hông Vương Đại Hải ra, tự tay còng tay đứa con lại. Giải đi. Vâng, cục trưởng Vương. Mắt thấy mấy người cảnh sát sắp áp giải đám người Vương Đại Hải đi, người phụ nữ trẻ tuổi chừng 30 tuổi kia bỗng nhiên kêu một tiếng. Cục trưởng Vương vội vàng quay đầu lại, hạ giọng như hỏi ý. Trưởng phòng Tạ, Trưởng phòng Tạ khẽ lắc đầu. Cục trưởng Vương hiểu ý, hướng về một vị cảnh quan bậc cao khoát tay, ra hiệu bọn họ tạm thời không vội áp giải đám người Vương Đại Hải đi. Ý của Trưởng phòng Tạ rất rõ ràng, đều còn chưa gặp qua chính chủ, cứ tự ý xử lý đám người Vương Đại Hải như vậy, lại không biết người ta có vui hay không. Càng là con ông cháu cha tai to mặt lớn lợi hại, càng không thích để người khác tự đưa ra quyết định cho mình. Trưởng phòng tạ và nam tử trẻ tuổi bên cạnh liếc nhau, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía phòng 3026. Nam tử thanh niên kia thì theo sát phía sau. Trưởng phòng tiêu, chào ngài, tôi có thể vào được không? Cho dù cửa phòng đã mở rộng như vậy, trước khi đi vào, trưởng phòng tạ vẫn rất lễ phép gõ cửa trước, nhẹ giọng hỏi. Trưởng phòng tạ mời vào. Tiêu phàm chậm rãi để bình bát tạp ngọc trong tay xuống, ngồi thẳng người, cao giọng nói trưởng phòng tả và nam tử thanh niên lúc này mới đi vào phòng chị họ anh rể lê thiếu sớm đã đứng dậy hướng về phía trưởng phòng tả và nam tử thanh niên kêu lên một tiếng mặt đầy vẻ xấu hổ trưởng phòng tả và nam tử thanh niên không hề nhìn gã lấy một cái lập tức đi về phía tiêu phàm mặt mỉm cười một mực chờ bọn họ đi đến trước mặt tiêu phàm mới không vội vàng đứng dậy dơ ra bắt tay với bọn họ trưởng phòng tiêu hai năm không gặp ngày càng phong độ trường phong tạ cầm tay tiêu phàm thật chặt, liên tục lắc đi lắc lại. Vị chị họ này của Lê Thiếu, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, dường như còn trẻ hơn so với Lê Lạc. Ăn mặc trang phục công sở nữ rất nghiêm chỉnh, mang một cặp kính mắt con đồi mồi, tóc ngắn ngang tai, cả người mang đậm dáng vẻ của người trí thức, hoàn toàn khác với Lê Lạc phô trương khoác lác. Được xem là mỹ nữ tài trí rất điển hình. Nghe lời hàn huyên giữa cô và tiêu phàm, hình như quan hệ giữa họ rất thân quen, thật ra cũng chỉ quan hệ qua lại một lần. Tạ Minh Thu công tác ở Ủy ban Dân tộc tỉnh Tần Quan, là trưởng phòng của Ban Chính sách Pháp Quy ủy, ủy ban Nhân dân tỉnh. Hai năm trước, tỉnh Tần Quan tổ chức lễ tế, hiên viên đại đế, trọng đại, Ủy ban Dân tộc Quốc gia, Ban Tôn giáo đều cử người tham dự, hưởng ứng hoạt động lớn. Tiêu Phàm đi theo dự lễ, bên tỉnh Tần Quan phụ trách tiếp đón đoàn người của Ban Tôn giáo, chính là vị trưởng phòng Mỹ nữ tài trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Minh Thu. Tạ Minh Thu biết Tiêu Phàm là cháu đích tôn của Tiêu gia, sau đó có liên lạc qua điện thoại với anh ta một lần nữa. Muốn nhân cơ hội đến thủ đô công tác, hẹn Tiêu Phàm cùng nhau ăn một bữa cơm, đã bị Tiêu Phàm khéo léo từ chối. Tạ Minh Thu là người cực kỳ khéo léo, từ thái độ này của Tiêu Phàm, lập tức liền hiểu được, Tiêu Phàm không có ý định quan hệ qua lại thân thiết với cô, thì cũng không miễn cưỡng nữa. Kết mối thâm giao với những con ông cháu cha tai to mặt lớn này, cũng cần có duyên số đấy sẽ không ngờ được hai năm sau tiêu phàm lại đến cổ đô hai bên lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này thật sự rất xấu hổ căn nguyên mối rắc rối này đương nhiên đều phải trách lê lạc chỉ có điều lúc này cũng không phải là lúc giáo huấn lê lạc trưởng phòng tạ quá khen rồi trưởng phòng tiêu đây là chồng tôi lưu hồng công tác ở huyện trung minh miền đông tạ minh thu giới thiệu nhanh với tiêu phàm nam tử trẻ tuổi bên người lưu hồng cũng khoảng ba mươi mấy tuổi mang một cặp kính viền đen, cả người toát lên vẻ phong độ của người trí thức giống như Tạ Minh Thu. Tuy nhiên nhìn kỹ một chút, có thể phát hiện ra, trong vẻ phong độ trí thức của hai người đều lộ ra sự khôn khéo mơ hồ. Lưu Hồng vốn là thư ký của Tạ Hồng Toàn, bố của Tạ Minh Thu. Bởi vì cưới được con gái của bí thư Thành ủy, mới không tiện tiếp tục lưu lại văn phòng Thành ủy Cổ Đô công tác. Mấy năm trước dưới sự sắp xếp của Tạ Hồng Toàn, đi xa đến huyện Trung Minh Lạc Hậu ở miền Đông nhậm chức bí thư huyện ủy. Theo ý của Tạ Hồng Toàn, người trẻ tuổi chính là phải rèn luyện nhiều, đứng mãi trong phòng lạnh, trưởng thành không nổi. Hôm nay cũng là tình cờ, Lưu Hồng đang họp ở tỉnh thì gặp phải việc này, đương nhiên cả hai người cùng chạy tới. "Bí thư Lưu, xin chào." Tiêu Phàm mỉm cười bắt tay với Lưu Hồng. "Trưởng phòng Tiêu, ngài biết tôi?" Lưu Hồng kinh ngạc, vội vàng nói, đảo mắt nhìn về phía vợ. Tạ Minh Thu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, khẽ lắc đầu gia hiệu mình vẫn chưa nói cho Tiêu Phàm biết chức vụ của Lưu Hồng. Lại không biết làm cách nào Tiêu Phàm biết chức vụ của Lưu Hồng, chẳng lẽ đã sớm điều tra quan hệ của tạ gia nhà họ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Minh Thu chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh. Đây cũng thật không phải là cái gì tốt đẹp. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Thất phẩm trường lại, Bách Lý Vi Hầu, tướng mệnh đương nhiên không giống người bình thường. Cái gọi là tướng làm quan, cán bộ bình thường trong tay nắm giữ đại quyền." đúng là có tướng làm quan nhưng muốn nhìn rõ ra chức vụ như thế nào đó không phải thầy tướng bình thường có thể làm được tiêu chân nhân đương nhiên có thể nhìn ra được trưởng phòng tiêu thực hài hước lưu hồng lòng đầy lo sợ miễn cưỡng cười cười nói anh ta cũng không tin tướng mệnh gì gì đó chẳng lẽ đích tôn trưởng của tiêu gia còn sẽ xem tướng không được cho người ta hay sao trăm phần trăm là trước đó nhất định đã tiến hành điều tra về bọn họ rồi tiêu phàm đương nhiên cũng sẽ không giải thích nhiều nữa, liền để cho bọn họ nghi thần nghi quỷ được rồi. Bọn họ trong lòng càng là không thành thực, thì ứng đối việc này càng thật cẩn thận. Trường phong tạ, bí thư tạ vẫn khỏe chứ? Tôi lần này đến cổ đô là việc riêng, không có đến nhà thăm hỏi bí thư tạ, thật là thất lễ rồi. Tiêu phàm theo lễ nghi xã giao nên có, nói. Tạ Minh Thu vội vàng nói. Cảm ơn trưởng phòng tiêu quan tâm, cha tôi vẫn khỏe đến nhà thăm hỏi là không dám nhận rồi, trưởng phòng Tiêu đến cổ đô, chúng tôi không có tiếp đón tốt, người thất lễ là chúng tôi chứ. Mong trưởng phòng Tiêu thứ lỗi cho. Tiêu Phàm khoát tay, nói: "Trưởng phòng Tạ, đừng nói những lời khách khí như thế. Đã chế thế này, còn kinh động đến hai vị, thật sự xin lỗi. Vị Lê tiên sinh này, là thân thích của trưởng phòng Tạ sao?" Ánh mắt mọi người cuối cùng đều hướng về Lê Lạc. Lê Lạc sớm đã sợ tới mức choáng váng choáng đầu óc, chỉ muốn trốn ở một bên không lên tiếng. Lúc này cũng biết trốn không nổi, đành kiên chỉ cuốn quyết cúi người người về phía tiêu phàm, vẻ mặt cười làm lành, nói. Trưởng phòng tiêu, rất xin lỗi rất xin lỗi, hiểu lầm hiểu lầm, thật là một sự hiểu lầm. Tôi, tôi thật sự không biết huyền tiểu thư là bạn của ngài. Không biết mới là lạ, Lê Thiếu tuyên bố chính là muốn lấy tiền đập ngất bạn gái của công tử bột chỉ có điều vào lúc này cũng chỉ có thể nói như vậy chẳng lẽ còn dám nói tôi chính là nhìn ngươi không vừa mắt tạ minh thu và lưu hồng vừa nghe liền hiểu được thì ra là chuyện vì phụ nữ hơn nữa còn là lê lạc chủ động đi trêu chọc tiêu phàm muốn cướp phụ nữ của tiêu phàm đây thật là ông cụ sống thọ thắt cổ trên mệnh trường tạ minh thu trong lòng khó xử nếu là người khác đắc tội như vậy với tiêu phàm thế thì dễ giải quyết rồi mặc kệ người đó là ai trước tiên bắt lại rồi hãng nói. Lúc này không phải cục trưởng vương cục thành phố cũng đã cùng chạy tới, rất tiện xử lý. Nhưng tên hấp tấp tìm đến chỗ chết này lại là em họ ruột của cô, con của em gái bố. Không nói đến muốn cứu, lê lạc hay không, việc này cũng nhất định phải nghĩ cách giải quyết mới được. Bằng không, làm không tốt sẽ liên lụy đến tạ ra. Trưởng phòng tiêu, thật sự xin lỗi, lê lạc là em họ tôi, con của cô tôi. Tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chưa va chạm nhiều với xã hội, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Xin trưởng phòng tiêu tha cho lần này, tôi nhất định dạy dỗ cậu ấy thật tốt. Trong lúc này, tạ Minh Thu trong lòng có chán ngán đi nữa, cũng chỉ có thể cố nén lửa giận, thẽ thoạt khúm núm hướng về phía tiêu phàm cầu xin. Nếu cô là đàn ông, thì lại dễ giải quyết rồi, như cục trưởng vương, đi lên cho Lê Lạc một cái tát nổ như đom đóm trước rồi hắn nói. Nhất định một cái tát này, tiêu phàm sẽ đỡ tức giận đi nhiều. Cô ruột, Tiêu Phàm chất vấn một câu. Cô ruột, cha tôi chỉ có hai huynh muội, cho nên, bình thường em họ này của tôi hơi được nuông chiều. Lần này, nhất định dạy dỗ anh ta thật tốt, cho anh ta biết đạo lý làm người. Tạ Minh Thu khẽ cắn môi, đáp. Dù sao loại quan hệ thân nhất này, thì không thể giấu giếm được. Lê Lạc không biết trời cao đất dày như vậy, nói tới tạ Hồng Toàn cha của tạ Minh Thu cũng thật sự có chút trách nhiệm. Tạ Hồng Toàn chỉ có hai đứa con gái, không có con trai, không tránh khỏi rất coi trọng đứa cháu trai ngoại này. Hơn nữa Lê Lạc miệng mồm lẻo mép, còn đẹp trai trắng trẻo, thì càng có được sự yêu chiều của tạ Hồng Toàn. Nhiễm nhiên tự cho mình là con ông cháu cha bậc nhất ở thành phố Cố Đô. Được rồi, tôi biết rồi. Bí thư lưu, trưởng phòng tạ, cảm ơn hai người muộn như vậy còn chạy tới. Tôi hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. trầm ngâm một lúc, tiêu phàm gật gật đầu, thản nhiên nói. chương 319, Đại Phi tạ minh thu và lưu hồng lướt nhau lòng đầy nghi ngờ nghe ý tứ trong lời nói của tiêu phàm việc này dừng ở đây cứ như vậy thôi thực sự có việc tốt dễ dàng như thế ư trưởng phòng tiêu tạ minh thu thử hỏi dò một câu tiêu phàm khoát tay người hơi ngả về phía sau xem ra trưởng phòng tiêu là thật sự mệt rồi tạ minh thu ngẫm nghĩ một lúc còn định nói thêm lưu hồng liền khẽ kéo ống tay áo cô nháy mắt tạ minh thu hiểu ý vội vàng đổi giọng nói thế thì chúng tôi tạm thời không quấy dày trưởng phòng tiêu nữa trưởng phòng tiêu nghỉ ngơi thật tốt đi ngày mai chúng tôi lại đến tiêu phàm thản nhiên nói đa tạ lòng tốt của trưởng phòng tả tôi lần này đến tần quan có chút chuyện riêng cần giải quyết mong trưởng phòng tả và bí thư lưu có thể lượng thứ cho được được trưởng phòng tiêu chúng tôi hiểu rồi lưu hồng vội vàng tiếp vào câu chuyện khom người nói lại hướng về phía lê lạc nháy mắt Lê Lạc hiểu ý, chậm rãi bước đến trước cửa, nhưng lại cố gắng nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Lúc này, trong phòng bất kỳ người nào khẽ, hư, một tiếng, chỉ sợ đã khiến Lê Thiếu sợ tới mức rớt mông xuống đất. May là không ai hé răng. Từ sau khi tạ Minh Thu, Lưu Hồng chạy tới khách sạn, thì không còn ai xem chuyện của Lê Công Tử là chuyện quan trọng nữa rồi. Mắt thấy Lê Lạc đã dần đi tới cửa, tiêu phàm cũng không có ý ngăn anh ta lại. Lưu Hồng và Tạ Minh Thu lại nhìn nhau, lại cúi người hướng về phía tiêu phàm, lại mỉm cười chào tạm biệt, song song lui ra ngoài cửa, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Đại đường Vương Triều, không hổ là khách sạn 5 sao, cửa phòng này coi như rắn chắc. Bị Vương Đại hải một cú ra chân đá văng, không ngờ vẫn không hỏng hoàn toàn, còn có thể khép lại. Cửa phòng vừa mới khép lại, Lê Lạc liền tựa mạnh vào vách tường, một tay xoa ngực, từ từ trượt xuống mặt đất, cũng là quá run sợ rốt cuộc cũng kiên trì không nổi nữa rồi. Làm sao vậy? Tạ Minh Thu hung hăng chừng mắt nhìn anh ta, rất chán ghét nói. Ngày bình thường, thật ra cô cũng khá nuông chiều cậu em họ này, mà Lê Lạc cũng quả thật rất biết dỗ dành người khác. Chỉ có điều lúc này, tự nhiên thấy thế nào cũng thấy không vừa mắt. Không, không có việc gì, chị họ, em, em thở một hơi. Lê Lạc sợ chị họ hiểu lầm, vội vàng giải thích một câu, ánh mắt mập mờ, không dám nhìn thẳng tạ minh thu lại may mắn thế nào đụng phải ánh mắt vương đại hải chỉ thấy vương đại hải hai tay còng ở sau lưng má trái sưng vù khóe miệng cũng rách một miếng lớn còn không ngừng có tia máu từ trong miệng ngậm chặt trào ra ngoài nhìn vô cùng nhếch nhác thảm hại hai người đều cười khổ một tiếng đây có thể xem như là một đôi bạn khố rách áo ôm rồi cục trưởng vương lập tức lại gần hạ thấp giọng hỏi bí thư lưu trưởng phòng tạ thế nào đây Tạ Minh Thu khẽ, hừ, một tiếng, ngẩng cổ lên, không muốn nói nhiều. Nói thật, qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Minh Thu phải thẽ thọt khúm núm trước mặt người khác như vậy. Cho dù đối diện là con cháu dòng họ lão tiêu ra, Tạ Minh Thu cũng cảm thấy không thể oan ức hơn nữa. Việc này quả nhiên là do Lê Lạc gây ra, nhưng Vương Đại Hải nhà ngươi nếu không tùy tiện như vậy, mang theo súng chạy đến đây đến làm loạn, cũng không đến nỗi khiến sự việc làm ầm lên như vậy. Hiện tại xem ra là Tiêu Phàm không truy cứu nữa, nhưng việc này thật đúng là không thể cứ như vậy cho qua. Bản thân Tiêu Phàm cũng nói rồi, hắn lần này đến Tần Quan là có chút việc riêng cần giải quyết. Có lẽ, việc riêng này rất quan trọng, trước mắt Tiêu Phàm không muốn thêm rắc rối. Nhưng đợi hắn sau khi giải quyết xong việc riêng thì sao đây? Đây cũng không phải là kiểu đắc tội bình thường. Lê Lạc muốn cướp bạn gái của Tiêu Nhất thiếu nhà người ta trước sau đó huy động cảnh sát mang súng ngang nhiên tìm đến khách sạn bắt người, đây lại là người đắc tội tìm đến chỗ chết rồi. Nam tử trẻ tuổi bình thường ai chịu nổi việc này? Đợi tiêu phàm giải quyết xong việc riêng, có thể không xử lý lê lạc sao? Mắt thấy cục trưởng vương gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Lưu Hồng liền nói. Cục trưởng vương, trưởng phòng tiêu đại nhân đại lược, không chấp nhận với chúng ta. Việc hôm nay đến đây thôi, chúng ta đừng ở đây quấy giày trưởng phòng tiêu nữa. Việc này, Chúng ta sau này sẽ bàn bạc lại Ai ai, được được Cục trưởng vương liên tục gật đầu đồng ý Nói thật ra, lúc này người dần vật nhất e chính là cục trưởng vương Ông ta chẳng những sợ tiêu phàm sau này tính sổ với ông ta Cũng sợ tạ ra thí xe dư tướng Thật sự nếu tiêu phàm không chịu tha thứ Không chắc tạ ra sẽ mang lão vương ông ta ra làm người chịu tội thay Ai bảo con trai ông ta dám rút súng trước mặt tiêu nhất thiếu người ta Vừa rồi khi tạ Minh Thu Lưu Hồng ở trong phòng nhận lỗi với tiêu phàm, cục trưởng vương ở bên ngoài cũng không đứng yên, đã hỏi rõ ràng tình hình cơ bản rồi. Hỏi xong đến mình cũng chán mồ hôi lạnh. Nhưng nếu Lưu Hồng đã nói như vậy, cục trưởng vương tạm thời cũng không thể có ý kiến khác nữa, chỉ có thể nhận lời thôi. Bất kể như thế nào, chỉ cần tiêu phàm không lập tức truy cứu, thì sự việc còn chưa đến mức gay gâu như thế. Có một chút thời gian hòa hoãn như vậy, còn có thể nghĩ được những cách giải quyết khác đi thôi. Lưu Hồng đưa tay giấu ra sau lưng, tiên phong đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, khách sạn vốn một lúc ồn ào náo động, lại trở nên yên tĩnh. Những người khách đứng bên ngoài xem kia nhìn thấy tình hình này, cũng rút đi hết, không còn dám thỏ đầu vào phòng 3026 nhìn trộm nữa. Bất cứ ai cũng biết, trong đó có một người rất lợi hại. Ngay cả Lê Thiếu cũng bị khiến cho tè ra quần, đám người vẫn cẩn thận thì tốt hơn, nhưng đừng rước sát thần vào cửa cứ như vậy là xong ư uyển thiên thiên nhìn tiêu phàm hỏi dường như có chút không cam lòng tiêu phàm cười cười nói chỉ là bài nhạc đệm việc chính chúng ta đều đã rất bận rồi làm sao có thời gian cho mấy chuyện vặt này chứ đường huyên khẽ cười nói nhất thiếu tôi đoán cho dù anh bên này muốn giàn xếp ổn thỏa chỉ sợ bọn họ cũng không chịu uyển thiên thiên đảo mắt cũng cười nói cũng đúng bọn họ nếu thật muốn cứ như vậy là xong thì cũng quá không hiểu chuyện rồi. Nói thế nào cũng phải thể hiện một chút ý tứ chứ. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, thở dài, nói. Tôi còn thực sự hy vọng bọn họ đừng đến làm phiền tôi nữa. Còn đem Lê Lạc và Vương Đại Hải xử lý một lần, chấp nhận đám người Lưu Hồng, Tạ Minh Thu, Cục trưởng Vương mở tiệc chiêu đãi, cằn nhằn một phen. Trong mắt người bình thường, đương nhiên là giá trị con người tăng gấp bội. Tiêu phàm sao lại nông cạn như thế được? Được rồi, được rồi, xem ra tối nay không có phim gì hay để xem rồi mọi người tắm rửa rồi đi ngủ thôi uyển thiên thiên ướn cái lưng mỏi trong lòng ủ rũ nói giơ tay rụi rụi mắt sau khi bị thương đã không có nội lực thâm hậu chống đỡ cô bé liền tương đối dễ kiệt sức tiêu phàm khẽ mỉm cười nói các người đi ngủ trước đi tôi ở đây e rằng còn có khách đến còn có khách ai vậy hai hàng lông mày của uyển thiên thiên nhướng lên ngay vào lúc này lại có người gõ cửa phòng, ba tiếng, đạc đạc đạc, không vội vàng không hấp tấp, rõ ràng rất biết kiềm chế. Mời vào." Tiêu Phàm thản nhiên nói. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, một người nam tử trung niên chậm rãi đi đến. "Là ông?" Uyển Thiên Thiên liền mở to hai mắt nhìn, Đường Huyên cũng có chút kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp của Tân Lâm lại hơi bắt đầu híp lại, trong đôi mắt đẹp tia sáng bắn ra bốn phía. Người đàn ông trung niên bước vào này Rõ ràng chính là nhân viên đi theo ngồi cùng với Lê Lạc trong đại hội giám bảo. Lê Lạc cũng đã vừa lăn vừa bò chạy mất, lại không biết ông ta tìm đến cửa là có ý gì. "Tiêu tiên sinh, xin chào." Người đàn ông trung niên làm như không thấy ánh mắt kinh ngạc của ba mỹ nữ, không vội vàng đi đến giữa phòng khách, dừng bước cách chỗ Tiêu Phàm ba đến 4 mét. Khóe miệng hiện lên một chút cười mỉm thản nhiên, rất bình tĩnh nói, hơi khom người. Tiêu Phàm cũng đứng dậy, cúi người đáp lễ, mỉm cười nói. Diêm Đại Sư, xin chào. Hai hàng lông mày của người đàn ông trung niên tên Diêm Đại Sư khẽ dương lên, hơi có vẻ ngạc nhiên, nói. Tiêu tiên sinh, ngài biết tôi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đúng là cơ duyên được gặp mặt một lần. Diêm Đại Sư cười ha hả, nói. Tiêu tiên sinh, quá khen, bị nhân Diêm Thái Hoa, tuy nhiên chỉ là thôn phu sơn giã, có tên tuổi gì để tiêu tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu uyển thiên thiên lại không chút khách khí nói ai xiêm đại sư ông cũng đừng giấu nữa tôi biết ông cũng là thuật sư biết pháp thuật xiêm đại sư liếc mắt nhìn uyển thiên thiên một cái lắc đầu nói uyển cô nương tôi không phải thuật sư tôi chỉ biết coi tướng đoán mệnh thôi thật không ông biết xem tướng đoán mệnh vậy ông xem cho tôi tôi là mệnh gì xiêm đại sư cười cười nhìn kỹ uyển thiên thiên vài lần nói uyển cô nương cô là tướng mệnh cực quý không cần xem nữa chỉ cần người hơi tinh thông tướng thuật đều có thể nhìn thấy được quyền thiên thiên lập tức liền hứng thú nhảy dựng lên nói tướng mệnh cực quý vậy ông nói xem tôi mệnh quý như thế nào ngay cả tân lâm cũng lộ ra vẻ tò mò cho dù bên cạnh cô có một vị đại thuật sư nhưng lại chưa bao giờ hỏi tiêu phàm quyền thiên thiên là mệnh lý tướng cách kiểu nào thậm chí ngay cả mệnh lý tướng cách của chính mình cũng chưa từng hỏi qua bây giờ vị diêm đại sư này đêm khuya đến nhà một dáng vẻ tinh thông mọi thứ tân lâm ngược lại cũng rất muốn biết ông ta xem tướng cho huyền thiên thiên như thế nào đại sư diêm nghiêm nghị nói huyền cô nương mệnh lý tướng cách người tin có người không tin cũng có nhưng không phải là nói đùa đâu hơn nữa có bậc thầy như tiêu tiên sinh ở đây tôi cũng không dám múa dìu qua mắt thợ huyền thiên thiên vội vàng nói tôi không có nói đùa đâu tôi là thật lòng muốn thỉnh giáo ông tôi là mệnh quý như thế nào? Tiêu phàm mỉm cười nói. Diêm đại sư ông cứ thỉnh giảng, không cần phải khách khí. Được, thế thì tôi xin trình bày cái kém cỏi vụng về một lần vậy. Diêm đại sư lại là người thẳng thắn, không hề nhăn nhăn nhó nhó. Uyển cô nương giữa chán đầy đặn, nhất là phục tê cốt thành hình vuông, có thể nhìn thấy rõ ràng, có thể thấy đường viền lờ mờ, đó là tướng đại quý. Đáng tiếc sinh ra là con gái, nếu sinh ra là đàn ông, thì xem như không thể chủ thiên hạ cũng là một thế hệ hào hùng. nếu cơ duyên trùng hợp thậm chí còn có thể thành vua một nước nhỏ, một đời vinh hoa phú quý hưởng không bao giờ hết. xiêm đại sư rất nghiêm túc nói. uyển thiên thiên kêu lên. ông nói tôi là nữ nhi tướng nam nhi, thân là đại đương gia yên chi xã nữ mà đầu đệ nhất tung hoành giang hồ, việc có liên quan đến tướng mệnh cũng nghe người ta nói qua rồi. cái gọi là nữ nhi tướng nam nhi từ miệng của thầy tướng có thể cũng không phải là dấu hiệu gì tốt. Diêm đại sư lắc đầu, nghiêm nghị nói. Uyển cô nương sai rồi, phục tế quả thực là thuần dương chi cốt, nữ nhi phục tê cốt, dĩ nhiên sát khí ngút trời. Nhưng Uyển cô nương không giống người bình thường, tướng mạo âm dương tương tế, cốt tướng này của cô, vạn người có một. Sinh ra là nữ nhi, cho dù hơi kém hơn so với nam nhi, vẫn phú quý vô cùng. Tuy rằng tương lai chưa chắc có thể mẫu nghi thiên hạ, ít nhất cũng có thể phi tần chính vị chúc mừng huyền cô nương, không mất vị trí đại phi. Nói xong, Diêm Đại Sư liền hướng huyền thiên thiên cúi người thật sâu, thần sắc trang nghiêm. Huyền thiên thiên không khỏi ngẩn người ra. chương 320, Pháp tướng luân hồi này, tiêu phàm, lời ông ấy nói là thật hay giả. Huyền thiên thiên sướng sờ một lúc, lập tức quay đầu nhìn về phía tiêu phàm, kêu la, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Tiêu phàm cười cười, nói. Cô vừa rồi là cầu xin Diêm Đại Sư xem tướng, không phải là cầu xin tôi xem tướng là thật hay giả không nên tới hỏi tôi hỏi bản thân cô tin hay không tin là được rồi nhưng ông ấy nói tôi tương lai là vợ bé của hoàng đế uyển thiên thiên tiếp tục kêu la đường huyên và tân lâm liếc nhau vẻ mặt cũng vô cùng kỳ lạ diêm đại sư sắc mặt trang nghiêm nói uyển cô nương là chức vị quý phi uyển thiên thiên xua tay kêu lên bất kể là quý phi cũng được cái gì cũng được tóm lại là vợ bé thôi. Diêm đại sư cũng sướng sờ, không ngờ tìm không ra lời phản bác lại. Quyền thiên thiên nói những lời này khá thẳng thắn, nhưng cũng là sự thật. Ngoại trừ hoàng hậu là vợ cả của hoàng đế ra, phi tần còn lại, nghiêm túc mà nói, thì đều là vợ bé. Chỉ có điều phi tần của hoàng đế, trong mắt người bình thường, đó lại là vô cùng cao quý, trong các loại tướng lý, đây cũng là tướng đại quý. Ai, tiêu phàm, nói như vậy, sau này anh là làm hoàng đế rồi. Uyển Thiên Thiên bỗng nhiên lại kêu lên với Tiêu Phàm. Đường Huyên hé miệng cười khẽ, sắc mặt Tân Lâm lại có chút không vui. Về phần Tiêu Chân Nhân, lại là vô cùng nhức đầu, không biết nói gì cho phải, chỉ có thể khẽ lắc đầu. Khả năng liên tưởng này của Uyển Thiên Thiên cũng không tránh khỏi quá phong phú rồi. Diêm Đại Sư lại không có cười, tỉ mỉ quan sát tướng mạo của Tiêu Phàm, phút cuối cùng, khẽ thở dài, nói. Tiêu Tiên Sinh, xin thứ lỗi cho tôi bản lĩnh kém, không nhìn ra được. Tiêu phàm thân là đại thuật sư, lực che lấp thiên cơ trên người rất mạnh, trong mắt thầy tướng bình thường, hắn chính là người không có tướng. Tiêu phàm mỉm cười hỏi. Diêm đại sư đêm khuya tới thăm, không phải là vì bói tính tướng mệnh cho chúng tôi mà đến chứ. Tiêu tiên sinh có con mắt tinh tường, tôi đúng là vì bình bát này mà tới. Nói xong, ánh mắt của Diêm đại sư liền đảo về phía bình bát tạp ngọc đặt trên bàn trà, không hề có vẻ gì che giấu hướng nhìn trong đôi mắt, Xin lỗi Diêm đại sư, bình bát này là của chúng tôi." Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Uyển Thiên Thiên lập tức tiếp lấy câu chuyện. "Bình bát tạp ngọc này, Tiêu Phàm nói rồi là gợi ý mà Ngọc Quy cho hắn, không hề nghi ngờ cực kỳ quan trọng." Tiêu chân nhân là quân tử hào phóng, không giỏi mặc cả, với người khác, những việc này đương nhiên phải để con gái ra mặt. Diêm đại sư đều không hề để ý đến Uyển Thiên Thiên, lập tức nói với Tiêu Phàm. "Tiêu tiên sinh, không giấu gì ngài, bình bát này đối với tôi mà nói rất quan trọng. Nếu không phải là Lê Lạc nói dối, trong đại hội giám bảo, tôi là sẽ đấu giá đến cùng với tiêu tiên sinh. Huyền Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Diêm Đại Sư, nói như vậy, ông cũng không phải là người tốt lành gì. Đại khái ông cảm thấy Lê Lạc có thể ý thế hát yêu ta ép người. Nếu đã như vậy, còn có gì hay ho để nói nữa? Cứng rắn tranh đoạt không thành, thì lại dùng bản lĩnh mềm mỏng ư diêm đại sư liếc uyển thiên thiên một cái thản nhiên nói uyển cô nương cô cũng không cần giả bộ vô cùng chính nghĩa ở trước mặt tôi tôi tuy rằng không biết lai lịch của uyển cô nương nhưng trong cơ thể cô sát khí nặng như vậy có thể thấy được nghề nghiệp của cô cũng thấy được không quang minh chính đại gì thì không cần đi vạch trần tôi chứ uyển thiên thiên không khỏi giận dữ con người trợn lên cười lạnh nói đúng bản cô nương chính là người trộm mộ đấy vậy thì làm sao Nghề nghiệp của tôi ám muội không có nghĩa là ông muốn ỉ thế hát yêu ta ép người cũng là rất chính nghĩa, chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, đại ca không nói nhị ca. Bây giờ chúng tôi đã giành được bình bát này rồi, bản cô nàng dùng 2 triệu để mua được nó, đây chính là đồ của tôi. Người đừng mơ tưởng lấy khỏi từ tay tôi, ông không được hoan nghênh ở đây, xin mời. Cô bé lại có chút thẹn quá thành giận rồi, ngược lại cũng có hứng thú. Sắc mặt diêm đại sư lập tức trở nên u ám như nước, khóe mắt không ngừng co giật, cho thấy được ở sâu trong đáy lòng vô cùng căm phẫn. Tiêu phàm thản nhiên nói. Diêm đại sư, mặc dù thiên thiên nói có hơi thẳng thắn, nhưng trên cơ bản cũng là ý của tôi. Bình bát này đối với ông rất quan trọng, đối với tôi cũng rất quan trọng. Cho nên, e rằng không thể được như ông mong muốn. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đây sẽ không mời ở lại rồi. Lại là như hạ lệnh đuổi khách. Uyển thiên thiên liền bĩu môi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bất kể nói thế nào, thời khắc quan trọng, Tiêu Phàm vẫn là rất bênh vực cho cô. Diêm đại sư cười ha hả, nói: "Tiêu tiên sinh, lời cũng không cần nói một cách tuyệt đối như thế chứ, bất cứ chuyện gì đều có chỗ linh động để thương lượng. Chỉ cần Tiêu tiên sinh bằng lòng nhượng lại bình bát này cho tôi, tôi tất nhiên cũng sẽ đưa ra đồ vật khiến Tiêu tiên sinh hài lòng để trao đổi." "Trao đổi? Rất xin lỗi, mặc kệ ông đưa ra cái gì" Chúng tôi đều không có thèm." Uyển Thiên Thiên thở hồn hển nói. "Thật không, Tiêu tiên sinh, thật sự ngay cả thứ này, ngài cũng không động lòng." Diêm đại sư cũng không để ý tới Uyển Thiên Thiên, lập tức lấy từ trong túi ra một thứ, đưa tới trước mặt Tiêu Phàm. Đám người Uyển Thiên Thiên, Tân Lâm, Đường Huyên đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn qua, đây chẳng qua là một trang giấy nhỏ mà thôi, gấp thành hình tứ phương, vô cùng bẩn thỉu, thật sự nhìn không giống giá trị 2 triệu hai hàng lông mày tiêu phàm hơi nhăn lại, không có vội nhận lấy tờ giấy kia, hỏi. Diêm đại sư, ông đây là ý gì? Tiêu tiên sinh, những gì tôi muốn nói, đều viết trong tờ giấy này, ngài nhìn sẽ biết ngay. Diêm đại sư cười cười nói, một bộ dạng rất thần bí. Được, thế đưa tôi xem xem. Tiêu phàm gật gật đầu. Rất nhanh một bàn tay trắng nõn thon dài dơ ra, Diêm đại sư còn chưa có lấy lại tinh thần, trang giấy liền đã nằm trong tay tân lâm trên mặt đại sư Diêm không khỏi hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Động tác này cũng không tránh khỏi quá là nhanh. Tân Lâm cầm lấy trang giấy, tiện tay mở ra, Uyển Thiên Thiên và Đường Nguyên cũng thỏ đầu đến xem, tất cả đều lộ ra vẻ mặt mê hoặc lẫn lộn. Nhưng chỉ thấy trong trang giấy viết mấy câu, còn vẽ ba cái hình đơn giản. Đây, hình như có chút giống địa ngục ngạ quỷ trong đạo luân hồi. Hàng lông nghi dài của Uyển Thiên Thiên chớp chớp vài cái, tự nói một mình, lại nhìn Đường Nguyên một cái nhị tỷ, chỉ còn có chút ấn tượng gì không? Thân là đại đương gia nhị đương gia của Yên Chi xã, thường xuyên vào các loại mộ cổ, cũng thường đến các loại chùa miếu Phật gia, những hình vẽ âm u khủng bố này luôn luôn có ý nghĩa giống nhau. Đường Huyên nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, trần trừ nói. Đúng là có chút giống lục đạo địa ngục ngạ quỷ của luân hồi, nhưng những hình vẽ này quá đơn giản, chỉ có thể ngầm hiểu, khó có thể dùng lời lẽ diễn đạt được. Tân Lâm không nói một lời, đem trang giấy giao cho tiêu phàm. Là, vệ sĩ bên người, của tiêu chân nhân, tân lâm chủ yếu là kiểm tra xem trên trang giấy này có dấu hiệu gì không. Về phần nội dung viết trên trang giấy, thì cô mặc kệ, đương nhiên do chính tiêu chân nhân phân biệt. Tiêu phàm tiện tay nhận lấy, liếc qua, hai mắt lại bóng dưng trợn tròn, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh, lộ ra vẻ cực kỳ cây ết yêu ta ép sợ. Làm sao vậy? Đám người uyển thiên thiên không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, không biết đã xảy ra biến cố gì, lại khiến một tiêu phàm luôn bình thản như nước bỗng nhiên biến thành bộ dạng như thế. Đừng nói huyền thiên thiên đường nguyên, dù là tân lâm, đi theo tiêu phàm hơn 3 năm, dường như cũng chưa từng thấy qua vẻ cây ết yêu ta ép sợ như thế. Tiêu phàm hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc của ba cô gái, dường như mê muội, hai mắt gắn chặt trên trang giấy nhỏ có nếp gấp kia, vẻ cây ết yêu ta ép sợ trên mặt, không có chút nào giãn ra. Là cố luân hồi chi đạo, khứ lai vãng phục, như luân hồi toàn lục đạo canh thế chu nhi phục thủy vô hữu bất biến tiêu phàm lẩm bẩm có tiếng trong miệng chị tân đây là vật gì quyền thiên thiên thật sự không kiềm chế được hạ giọng hỏi tân lâm dù sao thời gian ở cùng nhau giữa tân lâm và tiêu phàm cũng vượt xa thời gian cô và tiêu phàm quen biết nhau lại luôn ở cùng với tiêu phàm tại chỉ thủy quan những đồ vật thần bí này chắc chắn biết nhiều hơn mình tân lâm cũng rất hoang mang lắc lắc đầu hạ giọng nói tôi cũng không rõ lắm, hình như có chút liên quan đến luân hồi tướng mà anh ấy tu luyện. Luân hồi tướng, đó là cái gì vậy? Quyền thiên thiên càng thêm mơ hồ. Tân Lâm biết đến tình hình thất lạc số trang của vô cực cửu tương thiên, thiên nhân thiên, 10 không còn một, trường sinh thiên và tạo hóa thiên, hoàn toàn thất lạc. Thậm chí ngay cả luân hồi thiên mà tiêu phàm dốc lòng tu luyện thực ra cũng là không hoàn chỉnh, theo tiêu phàm nói. Quyển sách nguyên bản thiếu khoảng 2-3 phần 10 những thông tin này tân lâm đương nhiên sẽ không nhắc đến với uyển thiên thiên tiêu phàm cũng không có nói qua nhưng tân lâm lại biết từ lần trước nghịch thiên cải mệnh cho tiêu lão gia tử tiêu phàm gặp phải cường địch công kích tuy rằng giữ được tính mạng nhưng cảnh giới giảm mạnh các loại tướng ác nghịch liên tục xuất hiện muốn một lần nữa tu luyện luân hồi tương tới cảnh giới viên mãn theo tiêu phàm nói nhất định phải tìm lại những chương đã bị thất lạc kia của luân hồi thiên lúc này mới có thể tránh lối đi tắt tái tạo luân hồi. Nhìn tiêu phàm cây ết yêu ta ép sợ như thế, miệng nhắc tới lại có hai chữ, luân hồi, tân lâm liền mơ hồ đoán được. Những nội dung diêm đại sư ghi lại trong trang giấy này, khả năng đúng là những gì tiêu phàm khổ sở tìm kiếm. Diêm đại sư thì mỉm cười đứng lặng một bên, dường như đã sớm đoán trước được những gì sẽ xảy ra. Phải rất lâu sau, tiêu phàm mới ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt nhấp nháy nhìn thẳng diêm tướng, trầm giọng nói. Diêm đại sư, Mấy thứ này từ đâu ra vậy?" Diêm đại sư cười ha hả, nói: "Tiêu tiên sinh, cái này thì ngài đừng tìm hiểu đến cùng. Tôi chỉ muốn hỏi Tiêu tiên sinh, những khẩu quyết và pháp tướng này có phải là những gì Tiêu tiên sinh cần không?" Tiêu Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, Diêm đại sư, những khẩu quyết và pháp tướng này quả thật đều là những gì tôi cần. Nhưng Diêm đại sư cũng nên hiểu, khẩu quyết này cũng là không được chọn vẹn đầy đủ đâu." không nhiều bao nhiêu so với khẩu quyết mà tôi có được. Chỉ dựa vào khẩu quyết và pháp tướng không chọn vẹn này mà muốn đổi lấy bình bát này, e rằng không đủ. Diêm đại sư cười nói. Cái này tôi đương nhiên biết, làm kinh doanh mà, chính là đồng giá trao đổi. Tiêu tiên sinh yên tâm, khẩu quyết và pháp tướng đều là hoàn chỉnh đấy. Nhưng không giấu gì tiêu tiên sinh, những khẩu quyết và pháp tướng này cũng không phải là tôi tự tu luyện, mấy thứ này cũng không phải là do tôi viết. Tiêu tiên sinh nếu như muốn có được khẩu quyết và pháp tướng hoàn chỉnh, sợ là còn phải vất vả đi cùng tôi một chuyến đến gặp sư phụ tôi. Sư phụ ông? Hai hàng lông mày Tiêu Phàm hơi dương lên, hơi giật mình hỏi. "Đúng, chính là sư phụ tôi, Tiêu tiên sinh, ý ngài như thế nào?" "Được, chúng ta lên đường thôi." Tiêu Phàm không chút do dự gật đầu, nói. "Người này không ngờ lấy ra pháp tướng tu luyện và khẩu quyết thất lạc của Tướng Luân Hồi, việc này thật hề đơn giản." Đừng nói là đi gặp sư phụ ông ta, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, Tiêu Phàm cũng sẽ quyết không chần chừ. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 321: Bí mật bình bát. Ha ha, Tiêu tiên sinh cũng không cần quá nóng vội, sư phụ tôi ở cách đây hơi xa. Hôm nay cũng muộn rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường. Đêm nay tôi ở khách sạn này, phòng 4038. Tiêu Phàm vừa nhận lời, diêm đại sư lập tức khẽ thở phào một cái dù sao cũng không phải vội vã như vậy cười nói quyền thiên thiên lại nói ai muốn đi thì đi ngay trong đêm luôn ông không sợ chúng tôi trở quẻ à diêm đại sư cười ha hả nói thân thế tiêu tiên sinh như thế nào lời hứa đáng giá ngàn vàng làm sao sẽ nói một đường làm một nẻo tiêu tiên sinh tôi đây về phòng nghỉ ngơi trước ngày mai gặp ngày mai gặp tiêu phàm đã hoàn toàn bình tĩnh lại mỉm cười nói. Diêm đại sư vừa ra khỏi cửa, nhạc thanh lại mặt tươi cười chạy vào, không ngừng cúi lại hướng về tiêu phàm, nói tiêu tiên sinh, cửa phòng này hỏng rồi, chúng ta đổi phòng khác đi. Huyền thiên thiên cười lạnh một tiếng, nói. Nhạc tổng, ông cũng quá mất thể diện rồi, nói thế nào khách sạn này của ông cũng là năm sau đấy. Kết quả là bọn chim rùa khốn kiếp nào cũng đều dám chạy vào đạp cửa, tổng giám đốc như ông bất tài vậy sao? Vừa rồi đám người Lưu Hồng Tạ Minh Thu bước vào, Uyển Thiên Thiên tuân thủ, phép tắc, không có sen vào, nhưng không có nghĩa là Uyển Đại Đương ra cứ như vậy mà nguôi hết giận. Bây giờ Nhạc Thanh vừa bước vào, cô bé đương nhiên níu lấy ông ta chút giận. Vẻ mặt Nhạc Thanh xấu hổ, cười xòa nói. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, Uyển Tiểu Thư, đều là tôi không đúng. Để thể hiện thành ý xin lỗi của khách sạn chúng tôi đến mấy vị khách quý, mời mấy quý khách đến ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất tiêu phàm khoát tay chặn lại nói nhạc tổng không cần ở đây cũng rất tốt cửa phòng tạm thời cũng không cần sửa tôi tin sẽ không còn có người nào tùy tiện xông vào nữa đâu đúng vậy nếu lại có người tùy tiện xông vào thế thì chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm nhạc thanh liên tục cúi người liên tục nói không có không có yên tâm yên tâm chắc chắn sẽ không có người dám tùy tiện xông vào phòng của các vị nữa đâu thế thì tốt nhạc tổng cũng muộn rồi tôi muốn đi nghỉ, ông xin cứ tự nhiên nhé. Tiêu phàm không chút khách khí liền hạ lệnh đuổi khách. Đối với vị nhạc tổng khéo léo, thích nịnh nọt này, tiêu nhất thiếu thực sự không có thiện cảm lắm. Chỉ là tiêu phàm rất hiểu, loại người như nhạc thanh, trong chốn quan trường là kiểu người thường gặp nhất, vĩnh viễn đều không thể, dọn dẹp, sạch sẽ. Nhạc thanh thấy vẻ mặt tiêu phàm không vui, cũng không dám nhiều lời, lại liên tục cúi dạp người, lui ra ngoài. Tiêu phàm, khẩu quyết này. Đợi nhạc thanh vừa đi ra ngoài, Tân Lâm lập tức hỏi, vẻ mặt rất quan tâm. Cô mặc dù không có tu luyện qua, vô cực cử cửu tương thiên, nhưng nghe tiêu phàm đề cập đến không chỉ một lần. Nếu như có thể tìm lại được hết các trường đã bị mất của Luân Hồi Thiên, thì Luân Hồi Tương có hy vọng thực sự được tu luyện thành công. Thậm chí cưỡng ép đột phá, Thiên Nhân Tương, nhìn trộm cũng chưa thể biết. Thấy vẻ mặt lúc nãy và cách nói chuyện với Diêm Đại Sư của Tiêu phàm ngay cả Tân Lâm cũng nhịn không được vội vàng hỏi. Tiêu Phàm có thể hồi phục hẳn tu vi trước khi nghịch thiên cải mệnh thậm chí cố hết sức để giỏi hơn nữa. Thì xem ra mấy chương bị thất lạc của Luân Hồi Thiên có thể tìm lại được theo như ý muốn hay không? Ừ, khẩu quyết và pháp tướng này quả thật đều có liên quan đến tướng Luân Hồi, là một ít nội dung của câu thứ 6 trong Luân Hồi Thiên. Khẩu quyết này còn được lưu giữ lại một ít ở chỉ thủy quan, nhưng nội dung được viết trong trang giấy này đã vượt quá những số trang mà chúng ta hiện có, hơn nữa rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn còn có 6 câu pháp tướng này, trong nguyên văn của chúng ta cũng chỉ còn lại có hai pháp tướng. Trong trang giấy này của ông ta đã có thêm một pháp tướng, xem ra trong tay bọn họ, có lẽ khả năng có toàn bộ khẩu quyết và pháp tướng của Luân Hồi Thiên thứ 6. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó có thể nén nổi vui mừng. Tân Lâm và Tiêu Phàm cùng chung sống với nhau hơn 3 năm, cảnh tượng trên mặt Tiêu Phàm lộ rõ vẻ vui mừng như vậy. Thật đúng là rất ít thấy lập tức trên mặt cũng lộ ra nét tươi cười, nói, vậy, nếu quả thật tìm lại được câu khẩu quyết và pháp tướng thứ sáu, tu vi của anh có thể hoàn toàn được hồi phục phải không? Đây mới là vấn đề Tân Lâm trước mắt quan tâm nhất. Văn Nhị Thái Gia đã từng nói, tuổi thọ của tiêu phàm thực ra đã hết rồi. Lúc này những năm thọ này đều là mượn thôi. Tiêu gia tổ đức thâm hậu, sư môn và bản nhân tiêu phàm cũng nhiều năm làm việc thiện tích đức, lúc này mới có thể nghịch thiên kháng mệnh, nhưng cái này thật sự rất nguy hiểm, cũng không ai biết số tuổi thọ mượn này rốt cuộc có thể được mấy năm. Có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn giữa chừng. Nhưng Văn Nhị Thái gia và Tiêu Phàm cũng đã suy đoán, loại đạo thương này đều không có cách chữa trị. Quan trọng nhất chính là tu vi của Tiêu Phàm trong thuật pháp phải nhanh chóng hồi phục lại cảnh giới ban đầu, như vậy mới có thể khám phá thiên cơ, một lần nữa nghịch thiên hành sự, dần dần chữa trị đạo thương tìm lại cho đủ các trường bị thất lạc của Luân Hồi Tương là hy vọng duy nhất một lần nữa tu luyện tới cảnh giới viên mãn Luân Hồi Tương. Nụ cười trên khuôn mặt tiêu phàm dần dần thu lại, trầm ngâm nói. Những trường bị thất lạc của Luân Hồi Tướng không chỉ nội dung của câu thứ sáu. Thất lạc nhiều nhất thật ra vẫn là câu thứ ba, cũng chính là nội dung tu la đạo. Cho dù lần này có thể bổ sung đủ câu khẩu quyết và pháp tướng thứ sáu, muốn hồi phục toàn bộ tu vi trước kia trong khoảng thời gian ngắn vẫn rất là khó khăn nhưng ít ra sẽ có không ít lợi ích phải không tân lâm vội hỏi lòng đầy vẻ mong mỏi tiêu phàm khẽ mỉm cười đưa tay sờ sờ hai má của cô gật đầu nói cái này thì chắc chắn rồi gương mặt xinh đẹp của tân lâm lập tức hơi nổi lên hai vệt đỏ ửng kiểu động tác vô cùng thân thiết này giữa hai người cũng không phải là lần đầu tiên nhưng ở trước mặt uyển thiên thiên và đường huyên trước kia lại chưa từng xảy ra hàng lông nghi dài của uyển thiên thiên chớp hai cái dường như không nhìn thấy đường huyên lại không kìm nổi hỏi nhất thiếu bên trong bình bát tạp ngọc này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì vậy diêm đại sư không tiếc đưa ra vật quan trọng như vậy đến trao đổi e rằng tuyệt đối không phải là nhằm vào giá trị bản thân cái bình bát này chứ tiêu phàm gật gật đầu nói đúng là như vậy bản thân bình bát tạp ngọc này quả thật không có giá trị bao nhiêu. Nam Thúc cùng đưa ra giá 2.000, đã là rất cao rồi. Nhưng, lại không có mấy người biết, bình bát tạp ngọc này chỉ là một cái lọ. Thứ có giá trị thực sự, không ở bản thân bình bát, mà là thứ được giấu trong nó kia. Thứ được cất giấu, bên trong bình bát này còn giấu thứ gì vậy? Lần này, ba cô gái đều giật mình kinh hãi. Quyền Thiên Thiên liền cầm bình bát tạp ngọc để lên tay quan sát tỉ mỉ, nhưng vẫn không nhìn ra được cái cần thấy đại đương gia yên chi xã trình độ trên phương diện giám định và thưởng thức đồ cổ này lại quả thực không giống bình thường không có à hai hàng lông mày của uyển thiên thiên nhíu chặt mơ hồ lẫn lộn nói tiêu phàm lấy lại bình bát từ trong tay cô hai tay nhẹ nhàng vừa từ chính giữa khép lại liền xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta giật mình chỉ thấy bình bát tạp ngọc kia giống như là đã chịu áp lực nặng ngàn cân bề mặt bỗng nhiên hiện ra vô số vết giạt giống như mạng nhện, kéo dài chi chít ra bốn phía, rất nhanh liền trải đầy toàn bộ mặt ngoài bình bát. Sau đó, một tiếng, ba, cả bình bát tạp ngọc bỗng nhiên liền biến thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống ảo ảo. Cái, bảo vật, giá trị hai triệu này, cứ như vậy vỡ thành bột mịn. Này, huyền thiên thiên liền vô cùng sợ hãi kêu lên một tiếng. Đường huyên lại trợn mắt há hốc mồm, nhìn về trong ánh mắt của tiêu phàm, tràn ngập vẻ sợ hãi. Là nhị đương gia của Yên Chi xã, Đường Huyên cũng được xem là cao thủ võ thuật hiếm thấy, so với Uyển Thiên Thiên tuy còn có chút không bằng, nhưng nhiều năm tung hoành phương Bắc như vậy, cũng khó gặp đối thủ. Nhưng mà thuần túy chỉ dùng nội lực thâm hậu khiến bình bát tạp ngọc vô cùng cứng chắc như thế vỡ thành trăm mảnh. Hơn nữa cứ như vậy không tốn chút sức nào xử lý việc khó một cách dễ dàng, đừng nói cô trước kia chưa bao giờ thấy qua, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Loại nội công thâm hậu này, đường huyên vốn cho là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không hề ngờ đến, hôm nay lại tận mắt chứng kiến. Thật không biết nhìn tiêu phàm trong vẻ bề ngoài trầm tính nhã nhận, còn cất giấu bao nhiêu cơ mật kinh người không muốn người khác biết. Đây, đây là cái gì? Quyền thiên thiên chỉ kêu được nửa câu liền đột nhiên dừng lại, hai mắt trợn lên, dán mắt vào viên thuốc nhỏ màu đỏ tươi ở giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải của tiêu phàm. Viên thuốc nhỏ kia, dường như chỉ to bằng hạt đậu tương, nhưng thấp thoáng có ánh quang chuyển động một mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt lập tức tràn ra tuy rằng không phải quá nồng nặc nhưng khiến cho người khác vừa ngửi liền phấn chấn tinh thần vui vẻ thoải mái xem ra đây dường như là một viên thuốc đường huyên không kìm nổi hỏi viên thuốc này là được cất giấu trong bình bát sao tiêu phàm cười gật đầu nói đúng được giấu ở đáy bình bát quyền thiên thiên lập tức tìm hiểu đến cùng kêu lên giấu ở đáy bình bát tại sao chúng tôi đều không phát hiện ra anh làm sao phát hiện ra được? Tôi cũng vậy vừa mới phát hiện ra. Tiêu Phàm đáp lời, về phần sử dụng lực thần niệm thăm dò bên trong đồ cổ, lại không nhắc tới, loại bản lĩnh này người bình thường không thể học nổi. Tiêu Phàm lại nhìn chằm chằm viên thuốc này mấy lần, hai hàng lông mày hơi nhăn lại, hướng đến Tân Lâm, hỏi. Tân Nhi, em biết đây là viên thuốc gì sao? Chế đan thuật là một trong bảy đại tuyệt kỹ thất diệu cung, ngay cả tổ sư chỉ thủy đều vô cùng khâm phục. Tân Lâm giơ tay cầm lấy viên thuốc, quan sát tỉ mỉ một lúc, lại đưa lên mũi hít hà, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nói. Hơi giống với thất phương đan, nhưng dược lực mạnh hơn nhiều so với thất phương đan. Rốt cuộc là thuốc gì, em cũng không rõ. Tiêu phàm giật mình, nói. Dược lực còn mạnh hơn nhiều so với thất phương đan. Thất phương đan, có thể nói là một trong những thần đan của thất diệu cung, công hiệu rất mạnh, đã đạt đến trình độ không thể tin nổi, nghe nói có công hiệu kỳ lạ cải tử hồi sinh một viên thất phương đan thì có thể đổi một năm tuổi thọ bây giờ tân lâm lại nói công hiệu của loại thuốc này còn mạnh hơn nhiều so với thất phương đan thảo nào ngay cả tiêu phàm cùng đều giật mình ừ nếu lúc trước anh có thể tìm được viên thuốc như vậy chắc nội thương của anh nhiều nhất ba tháng đã có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu tân lâm rất quả quyết nói có những chuyện như thế ư tiêu phàm lại kinh ngạc đan dược thần kỳ như vậy trong điển tịch của thất diệu cung, vốn không có ghi chép lại sao. Tân Lâm lập tức trầm ngâm, hai hàng lông mày nhăn lại, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Hình như trong một quyển cổ tịch có ghi chép lại một loại thần dược chữa thương cứu mạng, tên là Thiên Vương Đan. Nhưng những dược liệu cần thiết rất khó tìm, người bình thường căn bản không thể luyện chế ra được. Thất Vương Đan của Thất Diệu Cung chúng em chính là mô phỏng theo Thiên Vương Đan, luyện ra được, bớt dùng đi tận mấy vị thuốc hiệu quả dĩ nhiên là phải giảm đi nhiều nhưng đây cũng chỉ là phán đoán của em viên thuốc này có phải là thiên vương đan hay không em cũng không thể chắc chắn trăm phần trăm tiêu phàm khẽ vuốt cầm, nói xem ra diêm đại sư cũng là vì viên thuốc này mà tới có lẽ ông ta biết chân tướng của viên thuốc này uyển thiên thiên khẽ vươn tay cầm lấy viên thuốc từ trong tay tân lâm nâng niu trong lòng bàn tay trắng như tuyết tỉ mỉ quan sát miệng có tiếng, chật chật, nói, bất kể có phải là thiên vương đan hay không, tóm lại nhất định là thứ tốt. Viên thuốc tốt như vậy, chúng ta thật sự muốn đổi cho Diêm Đại Sư kia sao? Không giữ lại cho mình dùng, cho dù hiện tại không dùng đến, cũng có thể cất giữ lại, phòng sau này cần dùng đến. Tiêu Phàm mỉm cười nói, viên thuốc mặc dù tốt, khẩu quyết và pháp tướng tu luyện của Luân Hồi Tương đối với tôi mà nói càng quan trọng hơn nếu thật sự trong tay bọn họ có khẩu quyết và pháp tướng hoàn chỉnh tôi vẫn nghiêng về dùng viên thuốc trao đổi với bọn họ quyền thiên thiên bĩu môi nói muốn có được được khẩu quyết và pháp tướng cũng không nhất định phải dùng viên thuốc để trao đổi tiêu phàm kinh ngạc hỏi thiên thiên ý cô là gì tân lâm thản nhiên nói ý của cô ấy rất đơn giản không cần trao đổi vậy thì dùng cách trộm nếu không thì dùng cách cướp cũng được e Uyển Thiên Thiên vừa ngẩng đầu, thản nhiên đáp. Uyển Đại đương ra được xưng là giang hồ đệ nhất nữ ma đầu, phong cách làm việc này đương nhiên không đồng nhất với chân nhân trưởng giáo vô cực môn. Tiêu Phàm sướng sờ một lúc, lập tức phì cười, khẽ lắc đầu. Với tính cách của Tiêu chân nhân, đương nhiên tuyệt đối sẽ không chấp nhận đề nghị của Uyển Đại đương gia. Chương 322, Nhất đại chí tôn. Sáng sớm ngày hôm sau, hai chiếc xe Việt giã cùng nhau chạy nhanh ra khỏi cố đô thành bao phủ sương mờ. Lúc ra cửa, tiêu phàm bọn họ phát hiện, khách sạn tối hôm qua đã phái nhân viên phục vụ trực ban bên ngoài phòng của bọn họ. Làm như vậy là để tránh có người tới quấy giày tiêu tiên sinh nghỉ ngơi. Xe Việt giã là do Uyển Thiên Thiên điều tới. Nếu Tống Hoàn bọn họ tới cố đô rồi, những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên có người giúp đại đương ra làm tốt. Bằng không, Uyển Đại Đương Gia đã nuôi không công mấy chục người này rồi sao? Đường Huyên làm lái xe, Uyển Thiên Thiên ngồi ở ghế phụ, Tân Lâm và Tiêu Phàm ngồi ở phía sau, chặt chẽ đi theo một chiếc xe Việt dã khác mà Diêm Đại Sư Diêm Thái Hoa đang lái ở phía trước. Vừa mới lên xe không bao lâu, Tiêu Phàm liền nhận được điện thoại của Tiêu Thiên. Anh, đi cố đô trời ư. Tiêu Thiên ở đầu bên kia điện thoại cười ha hả hỏi han. Tiêu Phàm cười cười, nói. Có phải có người bảo em đến cầu xin? Tiêu Thiên cười nói tiêu trưởng phòng thật sự là liệu sự như thần, nói ngài lúc này thật đúng là khiến người ta sợ hãi. Tiêu trưởng phòng đại giá Quang Lâm Cố Đô cũng không chào hỏi trước với cường hào địa phương, hại người ta có mắt như mù. Anh, nói thật ra, đây vẫn không phải là phong thái của anh, không có kiểu lừa người như vậy. Tiêu Phàm thản nhiên nói, em hãy nói cho bọn họ biết, việc này anh không truy cứu, để bọn họ tự giải quyết cho tốt. Đặc biệt là tên Vương Đại Hải kia, không thích hợp làm việc ở cơ quan công an nữa bằng không sớm hay muộn cũng sẽ gây ra đại họa cũng đã gây ra đại họa rồi cũng là anh khoan hồng độ lượng, không chấp nhận với bọn họ đổi lại là người khác nào có đơn giản như vậy tiêu nhị thiếu ra không kìm nổi thở dài nói phải nói động tác của bọn người tạ minh thu cũng rất nhanh đấy một giờ ba khác liền cầu tới chỗ tiêu nhị ca rồi những con ông cháu cha địa phương này mánh khóe thông thiên Bình thường đều nghĩ cách xây dựng quan hệ tốt đẹp với người ở kinh thành, cũng chính là tại loại thời khắc mấu chốt này, có thể có người ra mặt hỗ trợ. Lương trước được phân thưởng của Tiêu Nhất Thiếu đối với đồng bào huynh đệ sẽ không truy cứu quá ác. Tiêu Phàm lập tức hỏi tới tình hình gần đây của Tiêu Thiên. Hắn là quả thật không có ý định tiếp tục truy cứu chuyện tối hôm qua, lúc này Tiêu chân nhân có rất nhiều việc quan trọng cần hoàn thành, làm gì có nhiều tâm tư đi tính toán so đo với đám người như vậy. Em ở đây đều rất tốt anh, anh thực sự không truy cứu ư. Xem ra tiêu thiên ngược lại có chút không cam tâm. Tiêu lão đại đi cố đô thanh, lại bị người bới móc, cho dù tiêu lão đại nguyện ý bỏ qua cho người ta, còn phải xem tiêu nhị ca có vui hay không nữa. Được rồi, em an tâm làm việc, không cần tham dự vào những việc như vậy. Vậy, được rồi, em biết rồi. Tắt đứt điện thoại của tiêu thiên, tiêu phàm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tân lâm tập mãi thành thói quen, thờ ơ. Uyển Thiên Thiên lại bĩu môi, lại cũng không có ý định lại bước thêm một bước. Buổi chiều, hai chiếc xe Việt giã chạy nhanh rời khỏi tần quan, tiến vào địa giới tỉnh Hà Đông. Tân Lâm thay đường Nguyên lái xe. Uyển Thiên Thiên nói, người này ở cũng khá xa đấy, khó trách gã không chịu đi suốt đêm. Nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho Uyển Thiên Thiên càng không nói được gì. Đèn rực rỡ vừa mới lên, hai chiếc xe lái vào một huyện thành nhỏ. Diêm Thái Hoa dừng lại trước một quán rượu, nói với tiêu phàm. Vất vả tiêu tiên sinh, đêm nay ở đây ủy khuất một đêm, sáng sớm ngày mai, chúng ta vào núi. Vào núi, sư phụ ngươi ở trong núi à? Uyển thiên thiên lập tức hỏi. Diêm thái hoa cười cười, nói. Đúng vậy, lão nhân gia lớn tuổi, coi trọng lá dụng về cội. Trong núi không khí tốt, hữu ích thân thể khỏe mạnh. Đây thật ra là sự thật. Tiêu phàm dường như rất tin lời Diêm Thái Hoa nói, vẫn luôn nói không sao cả sau bữa cơm chiều trái lại rất có hưng trí cùng với ba cô gái đi dạo ngắm phong cảnh trong thị trấn thấy tiêu phàm một bộ dạng hưng trí giạt rào uyển thiên thiên có chút kỳ quái hỏi han tiêu phàm huyện thành nhỏ này có cái gì đặc biệt hay sao anh có hưng trí như vậy tiêu phàm mỉm cười đáp huyện thái hoa này thật ra tôi đã sớm muốn đến xem nói như thế nào cũng là nơi long hưng xuất hiện thiên tử đấy nơi long hưng ư a à, anh nói là chủ tịch trúc Huyền Thiên Thiên giật mình. Tiêu Phàm cười gật đầu, Chúc Lão trong lịch sử hiện đại là một nhân vật trọng yếu, từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tối cao, tuy nhiên thời gian tại vị không lâu, rất nhiều người trẻ tuổi đối với y sớm đã không có ấn tượng gì. Nhưng dựa theo tướng mệnh chi học, vị này chính là vạn tuế, chính nhi bát kinh, thiên tử mệnh trí tôn đều đủ cả. Phàm là nơi long hưng, tất có chỗ đặc dị, phong thủy long huyệt, thế núi hướng đi đều không giống bình thường. Thậm chí huyện thành này, đều sẽ nhiễm lên một chút hơi thở long hưng đương nhiên không phải tiêu phàm một thuật sư lớn như vậy cũng sẽ không cảm giác được tân lâm đột nhiên hỏi sư phụ của diêm thái hoa làm sao biết anh đang tìm kiếm khẩu quyết và pháp tướng của luân hồi tương giống như ông ấy sớm đã liệu định như vậy đem một mảnh giấy như vậy giao cho diêm thái hoa mang theo bên người gặp được anh sẽ móc ra cái nghi vấn này luôn luôn xoay quanh trong đầu tân lâm đây cũng khó trách tìm về văn chương thất lạc của vô cực cửu tương thiên chính là mục tiêu của trưởng giáo và môn nhân đệ tử vô cực môn qua nhiều thế hệ tân lâm đi theo tiêu phàm mấy năm này tiêu phàm gần như mỗi lần ra ngoài du lịch đều cố gắng tìm kiếm manh mối tương quan hơn một nghìn năm qua không cần nói toàn bộ văn chương thất lạc đã được tìm về mà ngay cả luân hồi thiên cũng chưa bổ sung đầy đủ được chợt cái người tên diêm thái hoa này liền xông ra còn trực tiếp đem khẩu quyết và pháp tướng đã thất lạc của đạo thứ sáu trong luân hồi tương đưa đến trước mặt tiêu phàm điều này sao có thể không gợi nghi hoặc trong lòng tân lâm được đây tiêu phàm nhẹ nhàng cười nói tân nhi loại sự tình này chủ yếu coi trong định số chính là cái duyên phận mà mọi người thường xuyên nói tới duyên phận tới rồi cần xuất hiện thì sẽ xuất hiện không đợi tân lâm nói cái gì nữa uyển thiên thiên đã đoạt nói theo như lời anh nói như vậy vậy thì mọi người cái gì đều không cần làm nữa chờ duyên phận xuất hiện không được sao sao đều nói mệnh đã định là của anh dù không muốn nó vẫn tới mệnh đã định không phải của anh thì dù có cầu cũng không được tiêu phàm cười nói tất cả những cố gắng của bản thân vốn là định mệnh đã xác định có nhân tất có quả đồng dạng có quả mới có nhân huyền thiên thiên nói vậy ý của anh là biết rất rõ ràng là vô dụng cũng phải liều mạng đi làm Tiêu phàm lắc đầu, nói. Biết rất rõ ràng là vô dụng, đương nhiên không cần làm rồi. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cô vĩnh viễn không biết cái nào là có dụng công, cái nào là vô dụng. Cô nếu như có thể biết, cô chính là tuyệt thế cao nhân rồi. Bói toán cũng tốt, suy diễn tướng mệnh cũng tốt, kỳ thật đều là phải bí mật dò xét thiên cơ, muốn biết cái gì là hữu dụng cái gì là vô dụng. Không hiểu. quyền Thiên Thiên lập tức lắc đầu liên tục, hai hàng lông mày nhíu chặt, Đường Huyên hé miệng cười, nói. Thiên Thiên, cô không hiểu là đúng rồi. Nhất Thiếu không phải đã nói rồi sao, cô nếu đã hiểu rồi, thì đã là tuyệt thế cao nhân. Theo ý tứ này của anh ta, kỳ thật chúng ta căn bản không cần đi tần quan, cũng không cần tham gia cái hội đấu giá kia, lại càng không cần phí 2 triệu để chụp được cái bình bát kia. Dù sao duyên phận tới rồi, Diêm Đại Sư liền sẽ chủ động tìm tới tận cửa. Uyển Thiên Thiên lại bắt đầu quấn vào rối rắm cực độ. Tiêu phàm bật cười ha hả, giơ tay vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, cũng không giải thích thêm. Huyền học vốn chính là huyễn hoặc khó hiểu gì đó. Huyền thiên thiên nếu như nhanh như vậy liền có thể hiểu được, vậy tiêu chân nhân còn cần lăn lộn sao? Trên thế giới này có bao nhiêu người có tài năng, đều bị bại trận trước huyền học. Giả dụ tiêu chân nhân không phải thiên phú kiệt xuất, lại bái danh sư, còn không phải cũng đều là không hiểu ra sao cả sao. Thị trấn Thái Hoa tuy rằng không lớn, đẳng cấp của khách sạn thị trấn lại là không thấp. Đám người tiêu phàm đi dạo phố trở về, bình yên nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, lại lái xe Việt dã vào núi. Khu vùng núi của huyện Thái Hoa tương đối mà nói, kinh tế chưa nói tới phát đạt lớn. Giao thông quốc lộ xây dựng khá bình thường, hai chiếc xe Việt dã ước chừng sóc nảy hơn 4 giờ, tới giữa trưa mới chạy tới một sơn thôn nhỏ. Sơn thôn nhỏ này nằm ở dưới chân núi lớn, từ xa nhìn lại, ước chừng có 40-50 gia đình trong thâm sâu núi lớn này cũng coi như là thôn xóm không nhỏ rồi. Lúc cách sơn thôn nhỏ ước chừng còn mười mấy cây số, đường cái xi măng liền biến thành đường cát đá gồ ghề. Xe Việt giã nhảy lên xuống chạy đến cửa thôn liền dừng lại. Đây đã đến cuối đường rồi. Nhà đá của sơn thôn nhỏ là dựa vào núi mà xây dựng lên. Trước thôn là một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy về phía nam, cũng coi là non xanh nước biếc. Quyền thiên thiên từ trong xe nhảy xuống, hít một hơi thật sâu ưỡn ngực nói ai nha trong núi chính là khác với trong thành phố nơi này quả nhiên không khí trong lành thật thoải mái diêm thái hoa cười nói ít nhất không có sương mù tiêu phàm không khỏi bật cười diêm thái hoa này vẫn là tương đối hài hước sơn thôn nhỏ yên tĩnh đám người tiêu phàm đến mang tới một trận chấn động nho nhỏ hai chiếc xe việt giã dừng lại ở trước thôn tự nhiên sớm đã bị người trong thôn chú ý tới không ít gia hộ đều có người ra thăm dò, coi động tĩnh. Nhìn thấy Diêm Thái Hoa, đại đa số hàng xóm láng giềng đều lộ ra tươi cười thuần phát. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người chào hỏi với Diêm Thái Hoa, ánh mắt kia tự nhiên quét tới quét lui ở trên mặt đám người Tiêu phàm, đầy mắt đều là ý kinh ngạc. Thật là quá đẹp. Các bà con của khu vùng núi Hà Đông ngày bình thường làm sao có thể gặp được những cô nương xinh đẹp như vậy chứ? Còn lập tức xuất hiện ba cô. Lại không biết Diêm Thái Hoa từ đâu lừa gái tới. Diêm đại sư, ngài cũng là người của thôn này sao? Thấy các thôn dân và Diêm Thái Hoa quen thân như vậy, tiêu phàm dường như có điều ngộ ra, hỏi. Diêm Thái Hoa liên tục xua tay, vẻ mặt hoảng sợ, nói. Tiêu tiên sinh, xin ngài ngàn vạn lần chớ gọi tôi là Diêm đại sư. Trong thôn này, Diêm đại sư chỉ có một vị, đó chính là sư phụ tôi. Tôi nếu như tự xưng là Diêm đại sư, mọi người sẽ cười tới rụng răng đó. Sư phụ ngài cũng họ Diêm ư? Uyển Thiên Thiên tò mò hỏi. Đúng vậy a, à, trong thôn này đại bộ phận thôn dân đều họ Diêm, trên cơ bản từng nhà đều có quan hệ họ hàng. Nếu luận tới quan hệ thân thích, tôi và sư phụ tôi còn là ông cháu, tôi phải gọi ông ấy một tiếng ông chú cơ đấy. Diêm Thái Hoa nói cười ha hả dường như trở lại quê nhà, tâm tình tốt lắm. Vậy vợ con ngài đâu? Bọn họ cũng ở trong thôn sao? Uyển Thiên Thiên hóa thân thành vấn đề thiếu nữ. Diêm Thái Hoa sắc mặt hơi đổi, lập tức bật cười ha hả, cũng là gạt cái đề tài này sang một bên, giống như không muốn đàm luận sâu với Uyển Thiên Thiên. Rất nhanh, một hàng năm người liền đi tới phía trước một căn nhà hầm bằng đá, Diêm Thái Hoa mỉm cười nói: "Tiêu tiên sinh, tới rồi, sư phụ tôi sống ở trong nhà hầm." Tiêu Phàm dương mắt nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên một chút thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, dường như có chuyện gì khiến hắn đặc biệt giật mình chương 323, nơi thất sát làm sao vậy? Quyền Thiên Thiên và Đường Nguyên đều giật mình kinh hãi, theo ánh mắt của hắn nhìn đi. Nhà hầm trước mắt này cũng rách dưới, là nơi ở thường thấy tại cao nguyên hoang thổ, thật sự không có gì đáng để giật mình. Diêm tiên sinh, hang động này là lệnh sư đích thân chọn ư. Kinh ngạc của tiêu phàm rất nhanh liền thu vào, quay đầu nhìn về phía Diêm Thái Hoa, nhíu mi hỏi, trong giọng nói vẫn tràn đầy hồ nghi. Sát khí ngút trời, Vị trí địa lý của hang động này ở trong mắt người khác tự nhiên không có gì, nhưng ở trong mắt tiêu phàm lại hung hiểm khó lường như vậy. Đây là nơi thất sát. Bên trong kham dư địa lý phong thủy học, nơi thất sát còn gọi là thất tuyệt chi địa, là một trong những địa thế hung hiểm nhất trong tất cả tuyệt địa, đứng sau thập tuyệt chi địa. Người hiểu sơ sơ về phong thủy địa lý, tuyệt đối sẽ không chọn chỗ như thế xây nhà ở. Làm nhà trên chỗ như thế này, đó chính là phải đoạn tử tuyệt tôn, đấy. Nếu như là người bình thường, không hiểu Kham Dư Phong thủy thì đã đành, Tiêu Phàm sẽ không giật mình như thế. Nhưng Diêm đại sư là người nào chứ? Đồ đệ của ông đã lợi hại như thế, làm sao có thể một chút cũng đều không hiểu Kham Dư Phong thủy, chọn nơi thất sát để xây nhà ở. Đây là cố ý gây khó dễ với mình mà. Diêm Thái Hoa cười khổ một tiếng, nói: "Tiêu tiên sinh cũng đã nhìn ra, nơi này đúng là sư phụ tôi tự mình chọn đấy." Ông ấy lúc trước kiên trì phải làm nhà ở đây, không chịu về nhà cha mẹ ở, nhất định phải ở chỗ này đào hang động này, ai cũng không lay chuyển được ông ấy." Tiêu Phàm nhíu mi nói: "Diêm tiên sinh, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngài vì sao không ngăn cản ông ấy? Thân là thuật sư, không ngờ để sư phụ của mình ở tại nơi thất sát mà không khuyên can, là mục đích gì? Nơi thất sát này chẳng những phương tử phương tôn, đối với bản nhân người ở cũng là có hại lớn." Diêm Thái Hoa lại lắc đầu liên tục, thở dài nói. Tiêu tiên sinh, ngài là không biết tính cách của sư phụ tôi, ông ấy rất cố chấp, nếu có thể khuyên được, còn cần kéo cho tới hôm nay sao? Nhà mới tôi đều đã xây cho ông ấy nhiều năm rồi, ông ấy chính là không chịu chuyển nhà. Có loại sự tình này sao? Tiêu phàm trong hai mắt, tinh quang lóe ra không ngừng, dường như cũng làm không rõ hành động của lão nhân ra quái dị này. Loại sự tình này, cũng không thể dùng tính cách quật cường liền có thể giải thích được. Nói một cách khác, trên thế giới này có rất nhiều người tự sát, điều này không kỳ quái, người nhất thời luẩn quẩn nghĩ không thông có rất nhiều. Nhưng gợi yêu ta ít bản thân mình nhiều năm như vậy, đau cùn dần dần cắt thịt, cũng tuyệt đối khó để giải thích. Thái Hoa, quý khách đến nhà, vì sao tùy tiện vô lễ như vậy? Liền vào lúc này, bên trong căn nhà hầm vang lên một giọng nói giả nua dị thường, một câu nói vẫn chưa dứt lời, liền có chút thở hồng hộc, Giống như cố hết sức, câu từ lại có vẻ nho nhã. Sư phụ, Diêm Thái Hoa vội vàng kêu một tiếng, lập tức chuyển hướng sang Tiêu Phàm. "Tiêu tiên sinh, mời." "Vâng, Diêm tiên sinh mời." Tiêu Phàm dưới sự dẫn dắt của Diêm Thái Hoa, chậm rãi đi vào trong sân ở bên ngoài căn nhà hầm bằng đá cổ xưa kia. Nhà hầm ở tỉnh Hà Đông cũng không phải chủ thể nhà ở của sơn thôn, đa số vẫn là nhà mái bằng làm bằng ngói, ở trong nhà hầm bằng đá chỉ là số ít không giống với tỉnh tần quan láng giềng kia, toàn bộ bắc bộ tần quan, đại đa số nông thôn đều là lấy nhà hầm làm chính. Căn nhà hầm bằng đá và cái sân này mang theo hơi thở của niên đại 7-80 thế kỷ trước, thậm chí trên vách tường còn lưu lại một chút dấu vết biểu ngữ của lúc đó, trong đó có một biểu ngữ chính là kiên quyết ủng hộ chủ tịch Trúc. Huyện Thái Hoa là cố hương của chủ tịch Trúc, kiên quyết ủng hộ là rất hợp lý. Sân rất bằng phẳng, nền sân xi măng là mới làm, có thể thấy được đã được tu sửa không lâu. Thấy ánh mắt của tiêu phàm chỉ là dừng lại ở phía trên biểu ngữ kia, Diêm Thái Hoa liền có chút cười ngượng ngùng một chút, nói. Lão nhân gia không cho chát vôi, nói đây cũng là một loại bằng chứng của lịch sử. Hơn nữa, cha của lão nhân gia cũng là thái công thứ 13 của lão Hà Thôn chúng tôi, năm đó thực sự đã có một thời gian gặp gỡ với chủ tịch Trúc. Hả, là kiểu gặp gỡ gì? Tiêu phàm lập tức hứng thú, mỉm cười hỏi. Việc này vẫn là đợi Tiêu Tiên Sinh tự mình hỏi lão nhân ra đi. Ông ấy nói sẽ rõ hơn so với tôi. Diêm Thái Hoa cười ha hả, bấm cái nút, lập tức đẩy cửa hầm ra, mời khách nhân đi vào. Bên trong nhà hầm rất sạch sẽ, cũng không có mùi mốc và quái dị gì, khác nhau rất lớn với những chỗ lão nhân ra bình thường sống một mình. Tiêu Phàm đi vào cửa đi, chỉ thấy một vị lão nhân ngồi xếp bằng ở trên giường gạch, bởi vì che bóng, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi nhíu lại một chút mới thích ứng được tình hình bên trong. Sư phụ, Diêm Thái Hoa lại bước nhanh tiến lên, đi tới bên người ông lão, cung kính kêu một tiếng, lại đưa tay làm bộ muốn nâng dậy. Lúc này, Tiêu Phàm đã thấy rõ ràng, ông lão ngồi xếp bằng ở trên giường gạch này, tóc trắng như tuyết, khắp mặt đều là da đốm mồi, nhìn qua ít nhất chừng 8 đến 90 tuổi rồi. Ánh sáng trong nhà khá tối, nhìn không rõ sắc mặt như thế nào. Mặc áo choàng ngắn màu thiên thanh, nhưng thật ra vô cùng sạch sẽ. Diêm đại sư, chào ngài. Tiêu phàm hướng tới ông lão hơi hơi cúi đầu, kính cẩn chào. Diêm thái hoa vừa rồi đã nói rất rõ, vị này mới là Diêm đại sư thực sự. Ông lão khoát tay áo, mỉm cười nói. Xin chào. Diêm thái hoa vội tức nói. Sư phụ, vị này chính là tiêu tiên sinh, đại danh gọi tiêu phàm, từ thủ đô tới. Ông lão gật đầu cười, nói với Diêm thái hoa. Con tìm được vật kia rồi hả? Diêm Thái Hoa vội tức nói: Vâng, sư phụ, con đã tìm được vật kia rồi. Vật kia bây giờ đang ở trong tay Tiêu Tiên Sinh, con mời ngài ấy đến nơi đây đưa cho người đích thân xem. Được, tốt lắm. Ông lão liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Y a a, à, à, có khách tới ư? Thái Hoa ca đã trở về rồi sao? Bên này đang nói chuyện, một giọng nói lớn vang lên cửa phòng két. Một tiếng. Một vị đại tẩu khoảng 40 tuổi đi nhanh đến. Vị đại tẩu này thân cao lớn, vô cùng khỏe mạnh, ngực dầu dĩ, giống như ôm hai quả dưa hấu, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách. Ha ha, Thúy Hoa đến rồi ư. Diêm Thái Hoa đối với vị đại tẩu này cũng rất quen thuộc, cười chào hỏi. Ơ, ờ, cô nương này ở đâu vậy, xinh đẹp như vậy. Chật chật, thật là xinh đẹp. Đến, trong phòng quá chật, không khí cũng không lưu thông, mọi người vào trong sân ngồi đi hạ thường, cũng không lạnh. Vị đại tàu tên Thúy Hoa này thật ra là tính cách tự nhiên vô tư, giọng nói thô lớn, bật cười ha hả, cũng không đợi chủ nhà có đồng ý hay không, rời cái bàn nhỏ ra ngoài sân. Diêm Thái Hoa liền cười hướng tiêu phàm giải thích nói. Tiêu tiên sinh, sư phụ tôi một mình ở nơi này, nhà Thúy Hoa cách đó không xa, bình thường đều là nhờ cô ấy thuận tiện chăm sóc sư phụ tôi. Cô người này là một người rất nhiệt tình, chính là người sống trên núi không hiểu lễ tiết, kính xin tiêu tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Từ trước đến nay thuật sư, ngũ tệ tam khuyết phạm kỳ nhất, sư phụ của Diêm Thái Hoa sống một mình, không có con cái, rất là hợp lý. Cũng không biết ông ấy có có con hay không. Diêm Thái Hoa nhờ Thúy Hoa ở gần chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày của sư phụ. Lão nhân gia vừa có người chăm sóc, Thúy Hoa không phải ra ngoài cũng có thể kiếm được tiền, cũng là vẹn toàn đôi bên. Trả trách cái sân này và bên trong căn nhà hầm này đều vô cùng sạch sẽ, trên người lão nhân ra cũng là sạch sẽ. Thúy Hoa hừng hực, rất nhanh liền có thể triển khai, nói chuyện, ở trong sân rồi. Đúng là sau giờ ngọ, mặt trời chó trang, tuy là ngọn núi, nhưng cũng không hiển rõ mát mẻ bao nhiêu, ngồi ở trong sân nói chuyện, quả thật thoải mái hơn nhiều so với ngồi ở trong nhà hầm. Diêm Thái Hoa tự mình giúp đỡ sư phụ đi ra, ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Thúy Hoa tay chân lanh lẹ mang lên bốn đĩa trà, thả hạt dưa lạc giang vào đó, lại rót cho mỗi vị khách một chén trà nóng đặt ở trước mặt dưới ánh mặt trời, cẩn thận đánh giá lại một lần nữa, liền phát hiện sắc mặt của lão nhân gia hơi có vẻ xám xịt tinh thần không phải rồi dào xem ra, cho dù lão nhân gia lúc còn trẻ thân thể khỏe mạnh đến mấy trình độ thuật pháp cao tới đâu hàng năm sống tại nơi thất tuyệt này vẫn là ngăn cản không nổi sát khí xâm hại tiêu phàm đang đánh giá lão nhân gia lão nhân gia cũng đang quan sát bốn người bọn họ khẽ vuốt cằm thái hoa vật kia đã đưa cho tiêu tiên sinh xem qua chưa xem qua rồi lão nhân ra gật gật đầu nhìn về phía tiêu phàm nói tiêu tiên sinh đến từ đông bắc nói một câu tiếng phổ thông tiêu chuẩn tiêu phàm mỉm cười gật đầu đáp đúng vậy diêm đại sư nói như vậy tiêu tiên sinh là truyền nhân vô cực diêm đại sư rất tùy ý hỏi han tiêu phàm hai hàng lông mày hơi hơi dương lên trầm giọng nói Diêm đại sư làm sao mà biết được. Lão nhân ra ha hả cười, thở dốc hai tiếng, rồi mới lên tiếng. Vì khẩu quyết và pháp tướng này, tiêu tiên sinh không quản xa xôi ngàn dặm đi tới nơi sơn thôn hẻo lánh này, phải là truyền nhân của vô cực môn rồi. Khẩu quyết và pháp tướng này tuy rằng bản thân tôi không có tu luyện, nhưng cha tôi từng nói cho tôi biết, đây là vật của vô cực môn. Hiện tại xem ra, thực là như thế này. Tiêu Phạm Yên lặng nhìn lão nhân, chậm rãi nói. Diêm Đại Sư, lệnh tôn đại nhân cùng vô cực môn chúng tôi có kết giao gì sao? Ông ấy làm sao biết khẩu quyết và pháp tướng này là truyền thừa của vô cực môn chúng tôi? Giọng điệu mặc dù bình thản, trong mắt cũng là phụt ra tinh quang. Lão nhân ra đối với ánh mắt sắc bén của tiêu phàm làm như không thấy, hai mắt mê ly, thở dốc một hơi, nhẹ giọng nói ra tiêu tiên sinh, luân hồi vãng phục, vạn vật gia hữu định sổ. Truyền thừa vô cực tuy rằng bác đại tinh thâm, cũng không chắc chắn không người biết được xin hỏi tiêu tiên sinh và triệu chỉ thủy lão tiên sinh xưng hô như thế nào tiêu phàm vội khom người nói chính là gia sư diêm đại sư lông mày trắng như tuyết thưa thất hơi hơi dương lên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tiêu tiên sinh là đệ tử thân truyền của chỉ thủy tổ sư mang theo một giọng điệu không thể tin thật sự tiêu phàm còn quá trẻ mà chỉ thủy tổ sư cũng đã trăm tuổi rồi ngay cả diêm đại sư đều tương xưng là lão tiên sinh hai vị này không ngờ là thầy trò, tuổi tác tranh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn chút. Rất khó tưởng tượng, chỉ thủy tổ sư tới 80-90 tuổi rồi còn có thể thu đồ đệ, tự mình dạy bảo. Đây cũng thật không phải nói giỡn, đệ tử thân truyền, làm sư phụ không biết phải tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết và tinh lực mới có thể bồi dưỡng đệ tử thành tài. Quả thật là một nhiệm vụ trọng đại mà không phải một vị lão nhân trên 80 tuổi có thể đảm nhiệm. Huyền Thiên Thiên cười khúc khích, nói. Diêm Đại Sư, Vị trước mắt ngài này chính là trưởng giáo chân nhân đời thứ 64 của Vô Cực môn. Chương 324, Sở cốt. Diêm đại sư lập tức kính nể hẳn lên, run rẩy đứng dậy, hướng Tiêu Phàm chắp tay làm lễ. Tiêu chân nhân đại giá quang lâm, hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Tiêu Phàm vội vàng đứng dậy đáp lễ, khách khí vài câu. Diêm Thái Hoa trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc, tin đồn có liên quan tới Vô Cực môn ông ta không chỉ một lần nghe sư phụ nói tới nhất là tin đồn về trưởng giáo đương đại vô cực môn chỉ thủy tổ sư lại nghe qua không ít. Thân là thuật sư, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ đối với chỉ thủy tổ sư vị lãnh thủ thuật pháp đương đại này. Thật không ngờ, vị tiêu tiên sinh tuổi trẻ trước mắt này lại chính là đệ tử thân truyền của chỉ thủy tổ sư, còn tiếp trưởng môn hộ vô cực môn. Tiêu chân nhân không cần phải khách khí, mời ngồi, mời ngồi. Chỉ thủy tổ sư thân thể còn khỏe mạnh chứ? Cảm phiền Diêm đại sư quan tâm, sư phụ tôi thân thể rất khỏe mạnh, còn thường xuyên ra ngoài dạo chơi. Diêm đại sư không khỏi vô cùng kinh ngạc, thở dài, nói. Chỉ thủy tổ sư đã hơn trăm tuổi rồi, còn có thể thường xuyên ra ngoài dạo chơi, thật là khiến người ta hâm mộ a. À. Bản thân Diêm đại sư tuổi cũng đã cao, tuy nhiên so sánh với chỉ thủy tổ sư, ông ấy lại trẻ hơn. Người ta hơn 100 tuổi rồi còn có thể ra ngoài dạo chơi, còn ông ta 8-90 tuổi lại đã phải cần người nâng đỡ. So sánh với nhau, Tự nhiên không kìm nổi than thở. Kỳ thật sự kinh ngạc trong lòng Diêm đại sư, trong lòng Tiêu phàm chỉ có càng thêm kinh ngạc. Đối với lợi hại của nơi thất sát, hắn là rất rõ. Diêm đại sư hàng năm sinh sống ở nơi này, rõ ràng còn có thể sống đến 80, 90 tuổi, thậm chí hiện tại cũng vẫn còn tai thính mắt tinh, so sánh với rất nhiều lão nhân cao tuổi khác, dường như thân thể còn tốt hơn một chút, đủ thấy trình độ thuật pháp của lão nhân gia này cao thâm cỡ nào thuật sư bình thường làm sao có thể trấn áp được sát khí sung thiên của nơi thất sát chứ? Chỉ không biết Diêm Đại Sư vì sao kiên trì phải sống ở tuyệt địa này. Dưới ánh sáng mặt trời trói trang, Diêm Đại Sư cẩn thận đánh giá Tiêu Phàm vài lần, muốn nói lại thôi. Tiêu Phàm cười cười, nói. Diêm Đại Sư, có chuyện mời nói thẳng. Diêm Đại Sư hai hàng lông mày tuyết trắng dần dần vắt đến cùng nhau, trầm giọng hỏi. Trước đó không lâu, tiêu chân nhân có phải đã trải qua đại kiếp nạn nghịch thiên hay không? Diêm Thái Hoa lập tức liền đứng thẳng người lên, trong khoảng thời gian này tiếp xúc với tiêu phàm, Diêm Thái Hoa cảm thấy trên người tiêu phàm cất dấu bí mật lớn nào đó, chỉ là bị lực thiên cơ che đậy rồi, không thể thăm dò được. Hiện giờ sư phụ một lời nói toạc ra, y tự nhiên liền trở nên lưu tâm. Ánh mắt của tiêu phàm lập tức cũng trở nên nghiêm túc, khom người, nói. Mời lão tiên sinh chỉ giáo. Diêm đại sư khoát tay áo, nói. Chỉ giáo không dám nhận, tiêu chân nhân đã là trưởng giáo của vô cực môn, là y bát truyền nhân của chỉ thủy tổ sư, trình độ thuật pháp là không cần phải nói rồi, khẳng định rất cao minh. Nhưng tướng mạo tiêu chân nhân vì sao lại bày ra nhiều loại tình cảnh ác nghịch như vậy? Nhất là trong ấn đường, huyết quang hiện lớn, sơn căn hung sát mạnh, đây là thể hiện thọ ngắn. Hơn nữa thiên đình mây đen che đỉnh, đại kiếp nạn chỉ ở trước mắt. Ứng đối không thỏa đáng, còn có nguy cơ đến tính mạng. Giọng nói của lão nhân ra càng thêm trầm trọng. Này, lão tiên sinh, ông đừng hù dọa người tốt chứ. Uyển thiên thiên nghe thấy hết hồn, diêm đại sư lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được kêu to lên, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ bừng, lại là khẩn trương, lại là kích động. Nếu không phải bởi vì diêm đại sư thật sự quá già, đổi là người khác, nói hưu nói vượn, như thế, nguyền rùa tiêu phàm, uyển đại đương ra chỉ sợ lập tức sẽ trở mặt động thủ, không có thể động dụng nội lực, mười ngón tay nhỏ dài, cong cũng móc đi con ngươi của ngươi, uyển thiên thiên mới không quản cao thủ có phong phạm hay không. Thiên thiên, tiêu phàm khoát tay chặn lại, đã chặn uyển thiên thiên lại, thần sắc cũng càng phát ra ngưng trọng. Diêm đại sư thật có thể khám phá thiên cơ. Diêm đại sư nói, khám phá thiên cơ, đương nhiên không dám khoe khoang như vậy. Nếu như tiêu chân nhân không ngại, có thể cho lão nhân tôi sờ sờ cốt cho ngài tiêu phàm hơi sững sờ, từ trước tới giờ đều là hắn sờ cốt bắt mạch cho người ta, suy diễn tướng mệnh, bói toán hỏi quẻ, thật đúng là có rất ít người đề xuất sờ cốt cho hắn. Diêm Thái Hoa vội vàng nói, tiêu chân nhân, cha của sư phụ tôi, cũng chính là sư tổ tôi, thập tam Thái Công, là đại sư sờ cốt đại danh đỉnh đỉnh trong vùng này, nổi danh Diêm Bán Tiên. Sư phụ tôi được thập tam Thái Công chân truyền, xem tướng sờ cốt, rất nắm chắc. Diêm đại sư lắc đầu liên tục, nói chút điểm ấy nào dám khoe khoang ở trước mặt truyền thừa chính tông của vô cực môn. Tiêu chân nhân nếu cảm thấy không thích hợp, thì thôi. Là lão nhân tôi quá lỗ máng. Miệng là nói như vậy, tuy nhiên nhìn ra được, lão nhân thật là muốn sở cốt cho tiêu phàm. Cái gọi là, thấy cái mình thích là thèm, chính là cái ý tứ này sao? Lão nhân ra cả đời này xem vô số tướng cho người ta, sở qua cốt của không ít người, nhưng suy diễn cốt tướng cho trưởng giáo chân nhân của vô cực môn cũng không phải dễ gặp được như vậy. Đây là duyên phận rất lớn. Hơn nữa trên người vị trưởng giáo chân nhân này, dường như còn cất giấu đại bí mật nào đó mà không muốn người ta biết, thì càng khơi ra hưng thú cho người ta. Tiêu phàm nghiêm mặt nói. Diêm đại sư, không phải tôi có băn khoăn khác, mấu chốt là lực thiên cơ che đậy quá mạnh, tôi là có chút lo lắng cho lão nhân ra người. Dựa vào văn nhị thái gia chỉ có thể suy diễn huyết tương tiêu phàm, cũng bởi vì lực thiên cơ cắn trả quá mạnh mẽ mà bị thương nôn ra máu. Diêm đại sư tuổi tác lớn hơn so với văn nhị thái gia, thân thể càng kém, tiêu phàm lo lắng như vậy thật ra là rất có đạo lý. Hắn đi ô tô hơn một ngàn dặm, đuổi tới sơn thôn hẻo lánh này, nhưng tìm đến Diêm đại sư là để trao đổi khẩu quyết và pháp tướng tu luyện của Luân Hồi Tương, cũng không nên chuyện chính còn chưa xử lý xong, trước tiên đã khiến lão nhân bị thương. Lực thiên cơ che đậy, lão nhân lập tức cười, hơi vẻ ngạo nhiên, nói. Chỉ cần tiêu chân nhân không ngại, lão nhân trái lại nguyện ý thử một lần. Thật sự nếu tình hình không đúng, tôi tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Được, Diêm Đại Sư, mời. Thấy lão nhân tràn đầy tự tin như thế, tiêu phàm cũng không tiện kiên trì nữa. Diêm Thái Hoa vội vàng đỡ lão nhân ra lên, run rẩy đi tới trước mặt tiêu phàm. Tiêu phàm khom người với ông, liền nghiêm nghị ngồi ngay ngắn. Lão nhân ra vươn hai tay khô héo gầy yếu, run lẩy bẩy đặt ở trên mặt của hắn. Bên trong tướng thuật sở cốt tướng mệnh, bất kể trường phái nào, đều thuộc tương pháp vô cùng cao thâm. Tướng mạo tướng tay của người cũng đều có thể bởi vì các loại nhân tố bên ngoài mà có thay đổi hậu thiên, duy chỉ có cốt tương là mệnh cách tiên thiên. Ngoại trừ huyết tương càng cao thâm của vô cực môn, trên cơ bản tất cả trường phái tướng thuật đều xem cốt tương là căn cơ của tướng pháp khác. Hai tay gầy mà ấm áp của lão nhân ra chậm rãi di động song trưởng trên hai gò má. Đám người Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên vẻ mặt chuyên chú, còn lộ ra vẻ hết sức tò mò. Trái lại Đại Tẩu Thúy Hoa ở một bên tiếp khách lại cười ha hả, dường như không kinh sợ trước những chuyện quái dị. Thời điểm sờ đến phần lưng của Tiêu Phàm, Diêm đại sư bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt chợt trở nên trắng bạch, hai tay mãnh liệt rời khỏi lưng Tiêu Phàm, giống như bị chạm điện, bị bắn ra. Sư phụ! Diêm Thái Hoa vẫn ngốc ở bên cạnh vội vàng đỡ lão nhân ra vội vàng kêu một tiếng. Tiêu phàm cũng xoay người lại, nhìn lão nhân ra, quan tâm hỏi han. Diêm đại sư, không sao chứ, thật sự không được, chúng ta không miễn cưỡng. Bản thân tiêu phàm từng nhiều lần gặp phải lực thiên cơ cắn trả, đối với cái này trong lòng xem như có chủ bị. Dựa vào khả năng của hắn, tu luyện hạo nhiên chính khí đại thành, trình độ thuật pháp vô cùng cao thâm, cũng thường xuyên bị lực thiên cơ cắn trả bị thương, chứ không cần nói đến diêm đại sư gần đất xa trời cưỡng ép suy diễn mệnh cách tương lý hoặc là bói toán cầu quẻ, thời điểm lực thiên cơ cắn trả mãnh liệt, không chỉ có là bị thương hộp máu đơn giản như vậy, thậm chí sẽ trực tiếp cắt giảm thảo nguyên của người thi thuật. Diêm đại sư điều hòa một chút hô hấp, trên mặt hiện lên một tia ngạo khí, chậm rãi lắc đầu, nói. Đừng lo, ta vẫn kiên trì được. Nói xong, lại đặt hai tay lên trên sống lưng tiêu phàm, chậm rãi lần đi xuống. Khi đụng đến xương cổ tay của tiêu phàm, Tiêu phàm tinh tường cảm giác được thiên địa nguyên khí quanh thân chợt một trận quay cuồng, vội vàng vận hơi thở đại chu thiên, điều động hạo nhiên chính khí tiến hành phản chế. Đang muốn mở miệng nhắc nhở một câu, lại chỉ nghe diêm đại sư lại là một tiếng, hừ, buồn, hai tay lại giống như giật điện văng ra, cả người đều lùi lại ra sau vài bước, nếu không phải diêm thái hoa đúng lúc đỡ lấy, chỉ sợ sẽ ngồi bịch xuống đất. Sư phụ, sư phụ, diêm thái hoa sắc mặt đại biến, liên tiếp kêu la ngay cả Thúy Hoa không quan tâm trên mặt cũng biến sắc, vội vàng chạy tới, cùng Diêm Thái Hoa dìu đỡ lão nhân ra. Diêm Đại Sư sắc mặt trở nên đỏ sẫm như máu, hai tay không ngừng run rẩy, môi mím chặt, dường như đang cố gắng tiến hành đối kháng với lực lượng nào đó. Tiêu Phàm không trần chờ nữa, nhẹ nhàng tiến lên, duỗi tay ra, liền bắt được mạch cổ tay của Diêm Đại Sư, hạo nhiên chính khí liên tục không ngừng chuyển vào trong cơ thể lão nhân ra, đem cổ lực thiên cơ thô bạo đuổi ra ngoài sau một lát, hai gò má đỏ sấm của Diêm Đại Sư mới chậm rãi khôi phục bình thường, tiêu phàm cũng liền buông tay hắn ra khỏi cổ tay lão nhân. Diêm Đại Sư thở phào một hơi, than thở nói. Thật là lợi hại, không hổ là trưởng giáo đương đại vô cực môn, thật lợi hại. Nhưng lại không biết ông lão đang than thở lực thiên cơ cắn trả quá mạnh mẽ, hay là khen tiêu phàm nội lực thâm hậu, trình độ thuật pháp cao cường, hoặc là cả hai đều có. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, hạ thấp người nói. Diêm đại sư quá khen, trình độ thuật pháp của đại sư cũng đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Khiến người ta khâm phục. Đây cũng không phải nói khách khí, khám phá lực thiên cơ che đậy mạnh mẽ như thế để suy diễn cốt tương cho hắn, không ngờ không có trọng thương hộp máu. Cho dù bởi vì hai người thuộc trường phái thuật pháp khác nhau, không có liên hệ trực tiếp, nhưng vẫn được coi là vô cùng lợi hại rồi. Lão nhân có thể sống ở nơi thất tuyệt nhất nhiều năm như vậy, cho tới nay vẫn không có hết thọ, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Lão nhân gia, tiêu phàm cốt tương như thế nào? Rất tốt hay là rất xấu? Uyển thiên thiên đã vội vàng hỏi, cái gọi là lực thiên cơ cắn trả, tiểu nha đầu tự nhiên là không hiểu. Tuy nhiên, thấy bộ dạng diêm đại sư hao tổn công sức sở cốt như vậy, Uyển thiên thiên liền biết việc này không phải là nhỏ. Bày ra trận chiến lớn như vậy, trung quy hẳn là sẽ có một kết quả rất tường tận chứ. Sư phụ, người ngồi xuống trước, chúng ta nghỉ ngơi rồi nói sau. Diêm Thái Hoa trừng mắt nhìn Uyển Thiên Thiên, liền đỡ Diêm Đại sư ngồi xuống ghế, lại vội vàng dâng nước trà cho lão nhân. Có lẽ ý thức được là mình quá nóng lòng chút, Uyển Thiên Thiên bĩu môi, cũng không thúc giục nữa. Chương 325, thập tam chân nhân và chân mệnh thiên tử Diêm Đại sư nâng chén trà lên uống một ngụm, ổn định tinh thần suy nghĩ, thật dài thở dài, nói: "Tiêu chân nhân, cốt cách thanh kỳ, vốn là mệnh thiên tử vô cùng cao quý a." À làm sao lại biến thành loại bộ dạng này tân lâm không kìm nổi hỏi ông cụ ông xem ra cái gì vậy từ lúc văn nhị thái ra suy diễn huyết tương cho tiêu phàm ở hoàng hải đã qua gần một năm tân lâm ở sâu trong nội tâm lo lắng càng ngày càng nặng chỉ có điều tiêu phàm thân là thuật sư lớn thầy tướng bình thường căn bản liền không thể suy diễn tướng mệnh cho hắn kế tiếp tiêu phàm rốt cuộc gặp phải loại kiếp nạn nào tân lâm một chút manh mối đều không có hiện tại thật vất vả mới gặp được một đại sư sở cốt như vậy, chủ động suy diễn cốt tương cho tiêu phàm, trong lòng tân lâm lại dâng lên một tia hy vọng. Tiêu chân nhân, hình như gần đây đã gặp phải đại nạn nghịch thiên. Nhưng, căn cứ theo cốt tương của ngài đến xem, vốn không nên có loại đại nạn này. Thật là khiến người khó có thể lý giải. Diêm đại sư không kìm được lắc đầu, hai hàng lông mày gắt gao nhào lên. Huống chi tiêu phàm vốn là thuật sư lớn, kiếp nạn bình thường, hắn lại làm sao có thể tránh né không được chứ tân lâm nói có chút phiền phức là anh ấy tự tìm ông cụ tôi muốn hỏi chính là anh ấy kế tiếp sẽ có đại nạn gì tự tìm phiền toái chẳng lẽ là nghịch thiên cải mệnh lão nhân thì thào tự nói tiêu phàm và tân lâm không khỏi hoảng sợ liếc nhau nhìn nhau một cái ông cụ nghịch thiên cải mệnh lấy thân thế kiếp nhưng còn có thể giải cứu không tân lâm vội hỏi vẻ mặt đều là ân cần, Diêm đại sư liếc mắt nhìn Tân Lâm một cái, chậm rãi nói: "Cô nương, cô hỏi quá lớn rồi, tôi không thể trả lời. Tôi chỉ biết là, thọ mạch trong cơ thể tiêu chân nhân vốn đã đoạn tuyệt, hoàn toàn dựa vào tổ đức âm công đang bảo vệ, còn có một cổ lực thiên kiếp cũng đang bảo toàn thọ mạch không dứt. Nhưng hiện tại, tổ đức âm công đã dần dần tiêu mòn sạch sẽ, chỉ dựa vào lực thiên kiếp để duy trì thọ mạch, có thể duy trì được hay không vẫn là hai chuyện." cho dù có thể duy trì được lực thiên kiếp này đầy ý hung bạo chỉ sợ đối với tâm tính của tiêu chân nhân sẽ là một ảnh hưởng lớn ông cụ tôi không hiểu lắm tân lâm không khỏi mê hoặc diêm thái hoa ở một bên nói tân cô nương ý của sư phụ tôi nói là lực thiên kiếp này vốn là không có ý tốt đối với tiêu chân nhân là trên trời hạ xuống trừng phạt hắn đấy sở dĩ duy trì thọ mạch hắn không dứt làm như vậy là để khiến hắn ở giữa trần thế này chịu khổ nhiều hơn chịu nhiều kiếp nạn hơn tổ đức âm công tiêu hao hết tâm tính của tiêu chân nhân sẽ vô tình bị lực thiên kiếp ảnh hưởng trở nên càng ngày càng bạo ngược quyền thiên thiên chen vào nói nói ông nói là hắn sẽ biến thành một tên đại bại hoại bị lực thiên kiếp gì đó kia yêu ma hóa sao là như thế đấy diêm thái hoa trầm trọng gật gật đầu hi hi kẻ bại hoại quyền thiên thiên hiển nhiên vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nghiêng đầu nhìn phía tiêu phàm hi hi mà cười dường như cảm thấy, người này thật sắp biến thành kẻ bại hoại, vậy cũng thật thú vị. Về phần cái gọi là thọ mạch đức, cô lại làm không rõ ý vị như thế nào. Tân lâm trái lại hít một hơi khí lạnh. Cô biết rất rõ, tiêu phàm nếu dần dần bị lạc bản tính của mình, hậu quả sẽ nghiêm trọng bực nào. Dựa vào thế lực của lão tiêu ra cùng với sự mạnh mẽ của bản thân tiêu phàm, hắn một khi bị lực thiên kiếp dần dần yêu ma hóa, biến thân thành, ác ma, tạo thành tai nạn hủy diệt rốt cuộc lớn bao nhiêu, ai cũng khó có thể đoán trước. Loại yêu ma hóa này đồng dạng sẽ mang đến tổn thương cực lớn cho bản thân tiêu phàm. Cái gọi là, gợi yêu ta ít người 10.000 tự tổn 3.000, người đối với người khác thương tổn càng lớn, người khác đối với người trả thù cũng liền càng mạnh mẽ mãnh liệt. Gây thù hằn càng nhiều, các phương hướng phóng tới đả kích ngấm ngầm hay công khai thì cũng càng nhiều. Tiêu chân nhân, tâm ma này vẫn cần ngài tự hành giải thoát theo ta được biết luân hồi đại pháp của quý giáo đối phó với tâm ma rất hữu hiệu diêm đại sư chậm rãi nói ngữ khí trầm trọng tiêu phàm trầm giọng nói diêm đại sư đối với vô cực môn chúng tôi hình như hiểu biết rất sâu sắc diêm đại sư mí mắt lược lược một hiên nói tiêu chân nhân cha ta năm đó và lệnh sư chỉ thủy tổ sư có duyên gặp mặt mấy lần truyền nhân thần tương thủy kính diêm thập tam không biết lão nhân gia ông ta có nhắc qua với ngài hay không Tiêu Phàm cả kinh nói. Diêm thập tam, thập tam chân nhân của thủy kính phái tiếng tam lừng lẫy, là phụ thân của ngài sao? Đúng vậy. Diêm đại sư khẽ vuốt cằm. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Diêm đại sư, sư phụ tôi chẳng những đề cập tới phụ thân ngài, còn đem chuyện ông và thập tam chân nhân kết giao đều tự tay ghi chép lại. Sư phụ tôi nói, tương pháp sở cốt của thủy kính thần tương vốn là bí hiểm, tương pháp sở cốt của thập tam chân nhân lại tài nghệ như thần tiêu phàm lời này cũng không phải nói ngoa, một đoạn giai thoại này, chỉ thủy tổ sư đúng là tự tay ghi lại trong vô cực thuật tàng thập di thiên. Đúng là đêm trước kháng chiến, chỉ thủy tổ sư đi mấy tỉnh Tây Bắc dạo chơi, ở cảnh nội Hà Đông đã kết bạn với thập tam chân nhân, hai người đều là đại sư thuật Pháp, vô cùng hợp ý nhau, trao đổi một số tâm đắc tướng thuật với nhau. Đối với tương pháp sở cốt của thủy kính phái, chỉ thủy tổ sư vô cùng tán thưởng, cho rằng rất có giá trị tham khảo, thậm chí đem một số sơ cốt chi đạo mà mình lĩnh ngộ được chép vào bên trong, vô cực cửu tương thiên, hy vọng đệ tử hậu bối có thể có thêm tu luyện. Hả, thật sự như vậy phải không? Chỉ thủy tổ sư tự tay ghi lại chuyện kết giao với cha ta sao? Diêm đại sư hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy, không khỏi hết sức vui mừng, vẻ mặt đều là ý cười. Hiểu ra thuật pháp giới của tiền triều, chỉ thủy tổ sư chính là một vị đại tông sư mạnh mẽ, địa vị cao, không người nào có thể giỏi hơn ngay cả ông đối với tương pháp sơ cốt của thập tam chân nhân và thủy kính thần tương vô cùng tôn sùng diêm đại sư tự nhiên có lý do để vui mừng tân lâm lại đối với đoạn giai thoại này không thể nào cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm hỏi ông cụ ngài đây ý là nói nếu tiêu phàm tu luyện cái khẩu quyết và pháp tướng kia là anh ấy có thể tránh thoát một kiếp này diêm đại sư nghiêm nghị nói cô nàng có phải có thể tránh thoát một kiếp này hay không tôi không dám khẳng định dựa vào chút năng lực ấy của tôi, vẫn không tư cách chỉ điểm trưởng giáo chân nhân vô cực môn. Nhưng khẩu quyết và pháp tướng này, quả thật có quan hệ với vô cực môn, điểm này cũng là khẳng định. Cha ta từng đã nói với ta, khẩu quyết và pháp tướng này phải lưu cho người có duyên. Quyền Thiên Thiên lập tức nói. Ông cụ, điều này có chút không đúng chứ. Nếu khẩu quyết và pháp tướng này là của vô cực môn, nên chuyển giao cho vô cực môn, tại sao gọi là lưu cho người có duyên? lão nhân ra người liền đem vật quy nguyên chủ, còn dùng cái gì mà trao đổi chứ? Rất không đủ thành ý rồi. Quyền thiên thiên rốt cuộc không hổ là đại đương gia của yên chi xã, thiên phú trên lĩnh vực có kè mặc cả này, hơn xa tiêu chân nhân và tân thiếu chủ. Giả sử có thể trong một buổi nói chuyện liền thuyết phục được lão đầu tử này, lấy khẩu quyết pháp tương về tay, vô cùng không đẹp. Diêm đại sư liếc cô một cái, cười cười, nói. Quyền cô nương, hết thảy đều có định số, khẩu quyết và pháp tướng này nếu vô cực môn từng bị mất, như vậy phải một lần nữa thu hồi về, tự nhiên cần người hữu duyên. Quyền thiên thiên còn muốn nói, tiêu phàm khoát tay, đã chặn cô lại, chuyển hướng sang diêm đại sư, hỏi. Ông cụ, tôi có một chuyện khó hiểu, mời ông cụ chỉ giáo. Khẩu quyết và pháp tướng này, thập tam chân nhân năm đó là thế nào tìm được? Diêm đại sư vuốt vuốt hàm dâu bạc trắng, chậm rãi nói. Tiêu chân nhân, đây cũng là một loại duyên phận lại nói tiếp việc này còn có liên quan đến một vị chân mệnh thiên tử chân mệnh thiên tử uyển thiên thiên không khỏi mở to hai mắt nhìn hai thầy trò này tựa hồ cũng có hoàng đế giao tình tối hôm trước diêm thái hoa nói cô có tướng quý phi hiện giờ vị lão tiên sinh này lại mở miệng liền nhắc tới chân mệnh thiên tử khiến uyển thiên thiên có chút hoảng hốt cho là mình không cẩn thận đã xuyên việt rồi về tới thời cổ diêm đại sư gật gật đầu nói đúng vậy thái hoa chúng ta vốn là nơi long hưng. Lúc nói lời này, lão nhân vẻ mặt kiêu ngạo. Huyện nhỏ thái hô nói này không ngờ ra đời chân mệnh thiên tử, quân lâm thiên hạ. Thân là người thái hoa, diêm đại sư tự nhiên cảm thấy tự hào. Tiêu phàm hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên, hỏi. Việc này có liên quan với chủ tịch Trúc? Có liên quan rất lớn. Cha ta ở thời kỳ kháng chiến là liên lạc viên ngầm đội du kích. Ông ấy lúc trước gia nhập chi đội du kích Thái Hoa, cũng có liên quan với Chủ tịch Trúc. Lúc ấy cha ta chỉ là một thầy bói có tật mắt, Chủ tịch Trúc là chi đội trưởng chi đội du kích. Có một lần đụng phải tiểu quỷ tử càn quét lớn tiểu quỷ tử, quân Nhật Bản Chủ tịch Trúc và đồng chí chi đội du kích, yểm hộ quần chúng lui lại. Bọn quỷ gắt gao đuổi theo, ép tất cả đám người chạy tới bờ sông, tình hình vô cùng nguy cấp. Chủ tịch Trúc quyết định thật nhanh, khiến đồng chí chi đội du kích một phân thành hai. Một bộ phận nổ súng thủ hút lực chú ý của bọn quỷ, một bộ phận yểm hộ quần chúng qua sông bên trong quần chúng có không ít người già dạ yếu chủ tịch chúc để cho hậu sinh tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cóng lão nhân trẻ nhỏ qua sông ông tự mình cóng cha ta tuy nhiên vừa mới đi vài bước cha ta chết sống cũng không chịu để cho ông ấy cóng thế nào cũng phải tự mình bước đi vì sao không thể nghi ngờ người mở miệng hỏi lại là uyển thiên thiên vẻ mặt thần sắc không thể tin nổi lửa cháy đến nơi lưới lê của bọn quỷ đều đến mông đít rồi thập tam chân nhân ra cái yêu thiêu thân gì chứ? Diêm đại sư liếc mắt nhìn cô một cái, nói. Uyển cô nương, cô đã quên, cha ta biết sở cốt. Vậy thì thế nào? Diêm Thái Hoa ngắt lời nói. Lúc ấy chủ tịch Trúc thập tam Thái Công qua sông, thập tam Thái Công có thói quen sờ sờ phần gáy của chủ tịch Trúc. Lúc này vừa sờ liền biết, đây là Long Cốt A. Chân mệnh thiên tử đang ở trước mắt, để lão nhân ra ông ta cóng qua sông, phải tổn thọ. Ai có phúc khí lớn như vậy, để ông ấy cóng chứ? Uyển Thiên Thiên lập tức líu lưỡi, liếc mắt nhìn Đường Huyên bên người một cái, Đường Huyên cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Đây hoàn toàn là phiên bản truyền thuyết dân gian a, hơn nữa còn là cái loại truyền thuyết dị thường cổ xưa này. Lại có người ở trước mặt các cô nói ra nghiêm trang như vậy, Uyển Thiên Thiên quả thực khó có thể tin, không khỏi lại hướng sang nhìn lại Tiêu Phàm bên kia, Tiêu chân nhân không ngờ khẽ vuốt cầm, tựa hồ đối với điều này rất tin, không nghi ngờ. Quyền Thiên Thiên chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh loạn mạo. Cô và Tiêu Phàm chẳng lẽ là người thuộc hai thế giới khác nhau sao? Sau đó như thế nào? Tân Lâm lại rất tỉnh táo, thấp giọng hỏi. Thấy cha ta kiên quyết không chịu để cho ông ấy cóng, Chủ tịch Trúc liền kéo tay của ông cùng nhau qua sông, tránh thoát bọn tiểu quỷ đuổi gỡ yêu ta ếch. Sau đó cha ta liền trở thành liên lạc viên ngầm của chi đội du kích Thái Hoa, lợi dụng thân phận của thầy bói làm yểm hộ, đưa tới không ít tình báo cho đội du kích. Ha ha, năm đó ở trong thành Thái Hoa, Diêm bán Tiên đại danh đỉnh đỉnh, đến đại đội trưởng của bọn tiểu quỷ đều mời ông đến xem tướng đấy. Bọn tiểu quỷ tử đó đánh chết cũng không biết, thập tam thái công lại có thể là liên lạc viên ngầm của đội du kích. Diêm Thái Hoa liền bổ sung nói rõ hai câu như vậy, cũng là vẻ mặt tự hào. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 326, Thiên Vương Đan. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Dựa vào năng lực của thập tam chân nhân, muốn dung dinh một số tiểu quỷ tử vụng về, tự nhiên không phải là việc gì khó. Có thân phận như vậy làm yểm hộ, liên lạc viên tại mảnh đất này khẳng định làm vô cùng thuận lợi. Ông cụ, lệnh tôn thập tầm chân nhân trở thành liên lạc viên ngầm của chi đội du kích, có liên quan gì với khẩu quyết và pháp tướng kia? Tân Lâm chỉ lo tra hỏi đến cùng. Có a, à, Tân Cô Nương, cô có biết khẩu quyết và pháp tướng này là phát hiện ở nơi nào không? Tân Lâm lắc lắc đầu, là phát hiện ở Đại viện Trúc Gia Tam Lý Trang đấy. Chủ tịch Trúc tuy rằng không phải sinh ra ở Đại viện Trúc Gia, nhưng Đại viện Trúc Gia lại là nơi từ đường họ Trúc, coi như là đất tổ tiên của chủ tịch Trúc. Đại viện Trúc Gia là gia truyền thư hương, tiểu quỷ can quét vào Đại viện Trúc Gia, đoạt đi một đống sách cổ và văn vật quý báu. Sau bọn tiểu quỷ lại dự định chuyển những sách cổ và văn vật đó đi, cha ta sau khi nhận được tin tức này, suốt đêm thông báo cho chi đội du kích. Chủ tịch Trúc dẫn theo các đồng chí của chi đội du kích đánh phục kích trên đường, hơn 10 tiểu quỷ và một liên nhị cầu tử toàn quân bị diệt, bị tiêu diệt một cách sạch sẽ. Khẩu quyết và pháp tướng này chính là tìm được ở trong đống sách cổ kia, cha ta liền giữ lại. Cho nên nói, hết thảy đều có định số. Nếu không phải lần đó chủ tịch Trúc hiểm hộ quần chúng lui lại, kết duyên với cha ta, cha ta cũng sẽ không gia nhập chi đội du kích trở thành liên lạc viên ngầm, nói không chừng đống sách cổ và văn vật này liền bị lưu lạc đến đông doanh hải ngoại rồi diêm đại sư nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng đông doanh hải ngoại tiêu phàm lại chấn động mạnh một cái như là bỗng nhiên lúc đó hiểu ra đúng vậy tôi như thế nào cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới phương diện này phương diện nào tân lâm ở một bên hỏi tiêu phàm lắc đầu nói chúng ta trước kia đều dốc toàn lực chú ý ở trong nước hiện tại xem ra có một số văn chương bị thất lạc vẫn thật sự có khả năng lưu lạc ra nước ngoài Tựa như Diêm Đại Sư nói, nếu không phải cơ duyên trùng hợp, có lẽ đống sách cổ kèm theo khẩu quyết và pháp tướng này trong đó đã bị bọn giặc đoạt đi rồi. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Phàm lóe lên một ý tưởng, dường như liền nghĩ tới một việc nào đó cực kỳ gấp gáp. Bởi vì trước kia chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này, đối với cái tin tức kia, liền không để mắt đến. Ông cụ, nếu lệnh tôn đại nhân nhiều năm trước đã phát hiện ra khẩu quyết và pháp tướng này, lại là bạn tốt với chỉ thủy tổ sư, vì sao không đem mấy thứ này trả lại cho vô cực môn chứ? vật quy nguyên chủ thôi. quyền thiên thiên lại đang tiến hành không ngừng nỗ lực muốn dung dinh người khác. ông cụ cười nhạt một tiếng nói thật giống như luân hồi quyết phải quy nguyên chủ đúng vào hôm nay thiên vương đan cũng phải về tay ta vào hôm nay. thiên vương đan, tiêu phàm và tân lâm liếc nhau đều giật mình kinh hãi. ông cụ ông có thể xác định đây là thiên vương đan. Tân Lâm không thể nào do dự, liền từ trong túi mang theo bên người lấy ra một bình ngọc nhỏ tinh xảo, từ bên trong đổ ra thuốc nhỏ màu đỏ tươi, đang quay tròn loạn chuyển trong lòng bàn tay trắng nõn của cô. Vừa thấy viên thuốc này, Diêm Thái Hòa đứng mạnh lên, hai mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm viên thuốc trong lòng bàn tay Tân Lâm, giật mình nói. Thực sự có viên thuốc này, là lấy ra từ bình bát tạp ngọc kia sao? Như thế nào, ông ngày trước còn chưa tin chuyện này, Vậy ông còn cùng chúng tôi kêu nhiều giá cả như vậy. Uyển Thiên Thiên lập tức mắt trợn trắng. Chưa thấy qua như vậy đấy, bên trong bình bát suốt cuộc có đồ vật gì đó, cũng không biết, giờ tấm biển lên liền loạn tăng giá. Nếu không phải Diêm Thái Hoa, gây sự, Uyển Đại Đương ra cần gì phải vì cái bình bát kia bỏ ra 2 triệu chứ? Ít nhất có thể tiết kiệm được một nửa tiền. Uyển Đại Đương ra trận này không thể, công tác, đã không có nguồn thu nhập, mỗi ngày sống bằng tiền dành dụng lập tức cũng cảm giác áp lực núi lớn. Diêm Thái Hoa cười khổ nói. Sư phụ chỉ bảo đấy. Là vậy sao? Nói như vậy, ông cụ thật đúng là thần tiên à. Người tránh ở trong khe núi này, sự tình xa ngoài ngàn dặm toàn bộ đều biết rõ sao. Uyển Thiên Thiên lại không tin tưởng lắm loại lời này. Diêm Đại Sư liếc mắt nhìn Uyển Thiên Thiên một cái, nói. Tiểu cô nương, nhìn ra được, cô không phải người trong đồng đạo, chúng ta ngành này, đều chú ý, vạn pháp đều là duyên. Cô vận khí không tệ, và tiêu chân nhân cũng coi như hữu duyên. Tuy nhiên cô phải nhớ kỹ, hết thảy đều phải thuận theo tự nhiên, không cần quá mức chấp nhất. Nếu như quá mức cưỡng cầu, hữu duyên cũng thay đổi thành vô duyên. Quyền thiên thiên trong lòng cả kinh, nhìn vào trong ánh mắt của lão đầu tử, liền hiện lên một tia kính sợ. Lão nhân này, dường như thật có thể nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm cô. Uyển Thiên Thiên không tin đây là ông cụ đoán mò, hai bên tuổi tác tranh lệch 6 70 tuổi, hoàn toàn không phải là người trong cùng một thời đại. Để một ông cụ 80 đến 90 tuổi đi đoán tâm tư của một tiểu cô nương 20 tuổi, quả thực chính là người đời cười chê. Tiêu Chân Nhân, ngài tìm được Thiên Vương đan này thế nào? Diêm đại sư không ngờ cũng lộ ra ý tò mò, cũng không có giơ tay đi lấy viên thuốc kia. Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Ông cụ, như chính lời ngài nói, hết thảy đều có định số, vạn pháp đều là duyên. Diêm đại sư không khỏi mỉm cười. Tiêu chân nhân đây là dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn gậy ông đập lưng ông rồi, ta chỉ là tò mò mà thôi. Nói những lời dài này, ông cụ ngoại trừ thỉnh thoảng thở gấp mấy hơi, uống nước nhuận nhuận hầu, trên tinh thần cũng có chút huệ hoài, không tỉnh táo như lúc mới gặp như vậy. Tiêu phàm cười ha hả, nói. Ông cụ, chuyện này, xin mời Diêm tiên sinh nói với ngài đi, ngài ấy cũng là người có kinh nghiệm. Ông cụ liền nhìn về phía Diêm Thái Hoa đang ngồi ở một bên. Diêm Thái Hoa vội vàng nói. Sư phụ, thứ này thực tại bên trong cái bình bát đó. Những ghi chép mà lúc trước thập tam Thái Công đã xem ở bên trong sách cổ là sự thật. Bình bát này, tối ngày hôm trước xuất hiện. Diêm Thái Hoa liền lời ít mà ý nhiều mà đem chuyện phát sinh trong đại hội đấu giá nói rõ một chút. Sư phụ, người nói, Thập Tam Thái công tại sao lại có thể xác định Viên Thiên Vương đan sẽ rơi vào trong tay truyền nhân vô cực môn, sau đó để chúng ta lấy khẩu quyết và pháp tướng này đi trao đổi. Không cần nói đến Huyền Thiên Thiên hồn nhiên khó hiểu, cho dù là Diêm Thái Hoa cũng là vẻ mặt vẻ nghi hoặc. Nhưng y là người đồng đạo, ở bên ngoài được người tôn xưng vì Diêm đại sư, ở thiết môn có người tôn thờ đối với y. Sau khi đến cổ đô, đến Lê thiếu đối với y cũng là vô cùng cung kính có thể thấy được là y có một bản lãnh thật sự. hiện tại y cũng có chút làm không rõ. diêm đại sư liếc nhìn y một cái, lông mày tuyết trắng hơi hơi nhăn lại, nói: như thế nào, còn cũng hồ đồ rồi sao? trên quẻ tượng chính là thể hiện như vậy đấy. lúc trước hình vẽ của bình bát tạp ngọc này và khẩu quyết pháp tướng đặt cùng một chỗ, sau khi bói liền có được quẻ tượng như vậy, sau mấy chục năm, quả là như thế, hoàn toàn ứng với quẻ tượng có thể thấy được trong tối tăm đều có thiên ý. Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên liếc nhau, ai cũng đều hoảng sợ. Rất rõ ràng, ba cô gái cũng nhớ tới cái quẻ khôn kia ở chỉ thủy quan, trên quẻ tượng liền biểu hiện Tây Nam có bằng hiếu. Thật sự là vô cùng tinh chuẩn. Tiêu chân nhân, viên thuốc này có thể cho ta xem không? Diêm đại sư nhìn viên đan dược màu đỏ trong lòng bàn tay Tân Lâm, ngưng thần hỏi. Có thể. Tiêu phàm khẽ gật đầu. Tân Lâm liền đưa viên thuốc đến trước mặt Diêm đại sư. Lão nhân tay run run, vươn ngón cái ngón trỏ, ở trong lòng bàn tay trắng nõn của Tân Lâm, nhặt viên đan dược lên. Thúy Hoa vội vàng thò hai tay ra ngả dưới bàn tay của ông, sợ lão nhân không vững, viên thuốc này sẽ bị rơi xuống đất. Bất kể Thúy Hoa hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng viên thuốc này rất quý báu, cô cũng là rất rõ ràng. Ha ha, quả nhiên là Thiên Vương Đan so sánh với màu sắc và kích thước trong sách ghi lại là hoàn toàn giống nhau như đúc. Diêm đại sư nhìn kỹ viên thuốc một chút, lại đặt ở dưới mũi hít hà, lập tức vẻ mặt mừng rỡ, liên tục gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía tiêu phàm, nói. Tiêu chân nhân, dùng viên thiên vương đan này trao đổi khẩu quyết và pháp tướng, ngài thấy sao? Ai, chờ một chút. Uyển thiên thiên lại sen mồm vào, giơ tay lắc lắc. Tiểu cô nương, cô lại có lời gì muốn nói? Diêm đại sư tràn đầy hứng thú mà nhìn về Uyển Thiên Thiên, mỉm cười hỏi. Đó là đương nhiên, đan dược này là tôi đấu giá giành được. Đổi hay không đổi, chúng ta đợi lát nữa lại thảo luận. Ông cụ, ông trước phải đem tác dụng của viên đan dược này nói cho chúng tôi, để chúng tôi nghĩ kỹ, trao đổi có hợp lý hay không. Buôn bán phải già trẻ không gạt, hay không phân thiệt, đúng không? Uyển Thiên Thiên chớp mắt to, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ha ha, đương nhiên là có thể cho dù cô không đề cập tới tôi cũng sẽ nói rõ ràng từ xưa tương truyền thiên vương đan này là tiên dược diêm đại sư mỉm cười nói tiên dược tiên dược gì quyền thiên thiên kêu lên thần sắc trên mặt hơi cảm thấy lẫn lộn nhưng càng nhiều hơn lại là sắc mặt vui mừng giám sưng tiên dược trung quy cũng phải thực sự chút linh nghiệm mới được cái gọi là tiên dược nghe nói là do trí thánh đông phương sóc thời kỳ tiền hán võ đế tự tay luyện chế. Sau khi ăn vào, chẳng những có thể cường thân kiện thể, loại trừ bách bệnh, còn có thể kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng. Diêm đại sư chính xác nói, đông phương sóc, thuốc này thật sự là ông ấy luyện. Quyền thiên thiên không khỏi ngây dại, liếc mắt nhìn đường huyên một cái, đường huyên cũng đầy mặt kinh ngạc. Không ngờ vòng vo ngoặt nghèo mãi như vậy, việc này thật đúng là lại có liên quan đến đông phương sóc có thể thấy được trong tối tăm thật sự đều có thiên ý, nửa phần cũng không khỏi nhân lực. Trong sách cổ đã ghi lại như vậy đấy, cho dù có khuyết đại, nhưng đan dược này hiệu quả tốt lắm, hẳn là khẳng định. Tân Lâm bỗng nhiên nói, ông cụ, thiên vương đan chúng tôi sẽ không đổi. Không đổi sao? Diêm đại sư cảm thấy kinh ngạc, hỏi lại một câu. Đúng vậy, không đổi. Tân Lâm khẳng định gật gật đầu. Vậy khẩu quyết và pháp tướng kia thì sao? các ngươi cũng không muốn." Diêm Thái Hoa lập tức hỏi, sắc mặt trở nên có vài phần khó coi. Tân Lâm lập tức nói, "Khẩu quyết và pháp tướng nếu là đồ đạc của vô cực môn, tự nhiên cũng phải vật quy nguyên chủ." Diêm Thái Hoa liền cười lạnh, châm chọc nói, "Tân tiểu thư, trên thế giới có chuyện tốt như vậy sao? Chỗ tốt gì đều là của các ngươi? Yên tâm, chúng tôi sẽ không lấy không đồ của các ngươi đâu." Ông nói cái giá đi, ngoại trừ viên thiên vương đan này cái khác đều dễ thương lượng. Chỉ cần chúng tôi có thể làm được, tuyệt đối dốc hết toàn lực giúp các người đi làm. Ông cụ, Diêm Tiên Sinh, không phải là chúng tôi lật lọng, thật sự viên đan dược kia đối với chúng tôi cũng vô cùng trọng yếu. Tân Lâm vô cùng kiên định mà nói. chương 327, năm năm Dương Thọ Diêm Thái Hoa tức giận không vui. Tân Tiểu Thư, cái này không thể, hoặc là khẩu quyết, hoặc là đan dược, mọi người đều chỉ có thể lựa chọn nhau. Các người cả hai thứ đều muốn, chúng tôi làm thế nào? Làm người không thể như vậy. Tân Lâm nói, có thể dùng thứ khác trao đổi. Tôi nói rồi, bất kể các người cần thứ đồ gì để đổi, chúng tôi đều sẽ tận lực. Đúng, muốn thứ gì, các người cứ nói, chúng ta toàn lực làm. Uyển Thiên Thiên cũng ở bên cạnh Phụ Hỏa. Cô tuy rằng không biết Thiên Vương Đan là thứ gì, thế nhưng Tân Lâm trước giờ luôn bình tĩnh đột nhiên trở nên nóng vội như vậy có thể thấy viên đan dược này không phải bình thường, nói không chừng đối với thương thế của tiêu phàm có ích lợi. Đối với huyền thiên thiên, đây cũng là chuyện lớn hàng đầu, cực kỳ quan trọng. Các người, Diêm Thái Hoa còn muốn nói, ông cụ khoát khoát tay, Diêm Thái Hoa liền cứng rắn đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống. Tiêu chân nhân, cái này chỉ sợ không hợp với giáo nghĩa của vô cực môn. Diêm đại sư nhìn tiêu phàm, không nhanh không chậm nói, vẫn không hề có ý tức giận. Sống đến tuổi này, những chuyện bình thường, quả thật rất khó làm cho tâm tình của ông cụ dao động. Tiêu Phàm khom thân người, nói: "Cụ, chúng tôi cũng chỉ có một đề nghị như thế này, có đồng ý hay không, còn phải xem ý của cụ. Viên đan dược này, nếu thật sự là Thiên Vương đan trong cổ tịch ghi lại, vậy thì dựa vào hình tình hiện tại của chúng tôi, quả thật đối với tôi vô cùng quan trọng. Nếu như có thể giữ lại trong tay, đương nhiên là không thể nào tốt hơn nữa. Thế nhưng, tôi cũng muốn thỉnh giáo cụ một chút." cũng muốn dùng viên thiên vương đan này là có ích lợi gì. Thay thế, ha ha, tiêu chân nhân, nếu như cậu có cách làm cho ta tăng thêm 5 năm tuổi thọ nữa, thế thì viên thiên vương đan này, cậu cứ giữ lại, khẩu quyết và pháp tướng cũng cứ lấy đi, ta quyết không có lời nào khác. Diêm đại sư không nhanh không chậm nói ra những lời này. Quyền thiên thiên liền mãnh mẽ, mẽ trợn mắt, rất khó chịu nói. Cụ, cụ thế này không phải là đang đùa chơi chúng tôi sao? tiên đơn linh dược cái gì, có thể dựa vào cái rỗng tuyết này tăng 5 năm, năm tuổi thọ. Hành động này của các người, không phải có một câu, gọi là, Diêm Vương gọi người canh ba chết, không dám giữ người đến canh năm, sao? Ngay cả tiêu phàm cũng nhíu lông mày, nói. Cụ, chuyện nghịch thiên cải mệnh như thế này, một viên đan dược, cho dù có quý hiếm hơn đi chăng nữa, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Lúc đầu vì nghịch thiên cải mệnh cho tiêu lão ra, tiêu phàm đã phải trả cái giá như thế nào? cuối cùng thất bại trong gang tắc, càn khôn đại hoàn đơn, chưa thành hình cũng không dám đảm bảo sẽ tăng thêm 5 năm tuổi thọ cho tiêu lão ra. Viên, thiên vương đan, này thật sự có thể có hiệu quả thần kỳ giúp con người ta kéo dài 5 năm tuổi thọ, tiêu chân nhân còn không phải thức đến hộp máu hay sao? Tiêu chân nhân, vẫn là câu nói kia, vạn pháp giai duyên. Hiệu quả của viên, thiên vương đan, này cũng là dựa vào người mà khác biệt. Dựa vào tình hình bây giờ của cậu, cho dù có uống thiên vương đan cũng khẳng định khó có thể sống thêm 5 năm. Thế nhưng đối với ta, thêm 5 năm dương thọ này, chẳng qua là chịu đựng thêm 5 năm đau khổ mà thôi. Trong mắt của những người trẻ tuổi như các cậu, cuộc sống là muôn màu muôn vẻ như vậy, mỗi một ngày đều đáng để trông đợi, chư vị lại nhìn xem dáng vẻ của ta bây giờ, sống nhiều hơn 5 năm, thực sự rất đáng để trông đợi sao. Diêm đại sư đưa tay vỗ vỗ bắp đùi của mình, thở dài nói. Mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy lời này thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Một ông cụ gần đất xa trời như vậy, đột nhiên nói những lời vô cùng mô phạm văn vẻ như thế, thật làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng nghĩ kỹ lời của Diêm đại sư, lại cũng rất có lý. Diêm Thái Hoa nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, thật lòng mà nói, trong quá trình của chuyện này, ngay cả y đều hồ đồ, chỉ là chiếu theo sự giao phó của sư phụ để làm việc." bây giờ thấy thần sắc cô đơn của sư phụ diêm thái hoa cũng không hiểu rõ lắm suốt cuộc là chuyện gì vậy cụ cụ nói rõ đi uyển thiên thiên hơi nóng nảy không kìm nổi kêu lên diêm đại sư hướng về phía uyển thiên thiên ôn hòa cười một chút sau đó chuyển hướng về phía tiêu phàm nói tiêu chân nhân trước khi bước vào trong hàn xá của ta không phát hiện ra chỗ nào không ổn sao tiêu phàm gật gật đầu nghiêm mặt nói nếu tôi đoán không nhầm tâm sự này của cụ hẳn là có liên quan đến thất sát chi địa. Diêm đại sư khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Tiêu phàm nhíu mày nói. Cụ, nơi này sát khí ngút trời, rõ ràng là tuyệt địa. Lời tiêu phàm còn chưa nói hết, song ý đó bất kỳ ai cũng hiểu được. Rõ ràng biết là thất sát chi địa, lão tiên sinh ông còn cố tình móc hai nhà hầm ở đây sống, đây không phải là cố ý sao. Trên mạng dài đó, Diêm Đại Sư lại không ở trước mặt trả lời tiêu phàm, ngược lại mỉm cười nói: "Tiêu chân nhân hôm nay đích thân đến cửa, đây cũng xem là một loại duyên phận hiếm thấy, lão có một thỉnh cầu quá đáng." Mời Diêm đại sư cứ nói. "Mong Tiêu chân nhân suy đoán một chút tướng mệnh của ta thế nào." Diêm đại sư mắt nhìn Tiêu Phàm, khóe miệng hàm chứa một nụ cười thản nhiên, dường như có chút mong chờ. "Sư phụ." Diêm thái hoa lại càng thêm hỗn độn khó hiểu. Y thực sự chưa từng ngờ đến sư phụ sẽ mời người bói toán cho mình phải biết cha sư phụ của y là thập tam chân nhân diêm thần tướng uy danh lẫm liệt trong nhà có một ông cụ lợi hại như vậy lại hà tất phải cầu đến người khác mặc dù thập tam chân nhân sớm đã qua đời thế nhưng nghĩ đến lúc tại thế hẳn là cũng đã từng xem tướng mệnh cho con trai mình tiêu phàm cũng không chối từ cười cười nói vậy được cụ tôi liền múa dìu qua mắt thợ một chút xin hỏi ngày sinh bát tự quý hợi. Diêm Thái Hoa lập tức báo ngày sinh tháng đẻ của sư phụ y. Diêm Đại Sư khoát tay chặn lại, trầm giọng nói. Thái Hoa, lấy giấy bút ra đây. Diêm Thái Hoa đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân mình cứ tùy tiện báo ngày sinh bắt tự, khó tránh bất kính với sư phụ, cũng là không tôn trọng đối với tiêu phàm. Đây vốn dĩ không phải là thuật sĩ Giang Hồ ngồi ở đầu đường cuối ngõ bày hàng lừa tiền người khác sống qua ngày, có thể tùy tiện qua loa. Rất nhanh, Diêm Thái Hoa liền lấy từ trong hầm ra văn phòng tứ bảo bao gồm giấy, bút, nghiên, mực trong nghiên mực có chút nước trong, đích thân mài thanh mực nồng đậm, đem một chồng giấy tuyên thành trên bàn trải rộng ra, hai tay dâng bút lông sói tiểu khải đến tay sư phụ. Ông cụ nhìn về phía tiêu phàm khẽ mỉm cười, giơ tay cầm lấy bút lông, chấm chút mực nồng đậm ở nghiên mực, thoáng hít qua một hơi, trùng cổ tay múa bút, viết ngày sinh bát tự của mình trên giấy tuyên thành. Nét chữ đầy đặn, nét mực đậm đà, không ngờ ông ở tuổi cao như vậy, cư nhiên lại cẩn thận tỉ mỉ, lúc hạ bút, nét bút không hề run rẩy một chút nào. Cụ, chữ đẹp, rất có gió trên đỉnh thường sơn. Tiêu phàm không khỏi thốt ra tán thưởng một tiếng. Tiêu chân nhân chê cười rồi. Ông cụ cười ha hả, có chút hơi tự đắc. Diêm thái hoa bèn cầm tờ giấy tuyên thành màu vàng lên, hai tay dâng đến trước mặt tiêu phàm, thần thái có chút cung kính. Hiển nhiên, y cung kính lúc này không phải tiêu chân nhân, mà là sư phụ của mình. Tiêu Phàm hai tay tiếp nhận. Tháng Giáp Tử, năm Quý Hợi. Tiêu Phàm thì thào trong miệng, tay trái bấm đốt ngón tay, hai mắt hơi hơi híp lại. Thấy dáng vẻ thần thần thánh thánh này của Tiêu Chân Nhân, Uyển Thiên Thiên thầm buồn cười, trong lúc này chỉ có thể liều mạng nhẫn nhịn, nghiêng đầu đi, chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ cười thành tiếng. Uyển Thiên Thiên mặc dù là nữ nhi giang hồ chính thống, thế nhưng dù sao thời đại cũng không giống nhau, ngày thường tiểu nha đầu so với những cô gái nhà bên thích làm trò đáng yêu thích theo đuổi thần tượng cũng không có khác biệt gì lớn đột nhiên nhìn thấy loại tư thái phong cách cổ giạt rào này từ trên người của tiêu phàm hiển nhiên nhịn không được tiểu nha đầu tác quái tiêu phàm đương nhiên không để ý chút nào từ từ đoán xong tướng số hai mắt mở ra nói cụ thỉnh cho xem mạch hai hàng lông mày của diêm đại sư hơi dương lên có vẻ hơi kinh ngạc nhưng vẫn theo lời đem của tay khô héo gầy yếu dơ về phía tiêu phàm. Suy đoán tướng mệnh, cần thay người bắt mạch, đây không phải là truyền thừa của vô cực môn, vẫn là sự sáng tạo của tiêu phàm. Ngoại trừ việc tu luyện thuật pháp vô cực môn đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, trình độ của tiêu phàm trong đông y học cũng là cực kỳ cao thâm. Nhất là thuật, ngũ vận lục khí, trong, hoàng đế nội kinh, tiêu phàm cho rằng nó và lý luận tướng học là ngầm tương thông. Mạch tượng của một người, không chỉ có thể biểu hiện tình hình sức khỏe gần đây của người đó, còn có thể xuyên qua mạch quan sát tình trạng hoạt động của ngũ vận lục khí bên trong cơ thể, từ đó tiến thêm một bước để suy diễn tương số. Một luồng hạo nhiên chính khí chậm rãi xuyên vào trong mạch cổ tay khô héo của ông cụ, Diêm đại sư chỉ cảm thấy thần kinh rung lên, dường như bỗng nhiên lúc đó, trong cơ thể liền tràn đầy một loại tinh lực không thể hiểu nổi, cả người đều ấm áp, cảm giác thoải mái khó nói ra. Mà thần sắc của Tiêu Phàm lại trở nên nghiêm trọng chính vào lúc này thiên địa nguyên khí xung quanh thân mình đột nhiên biến đổi một cỗ khí lực thiên cơ hùng hổ tấn công về phía tiêu phàm diêm đại sư hai mắt hơi nhíu lại tân lâm sắc mặt hơi biến diêm đại sư thân là thuật sư lớn hiển nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ quanh thân mình của thiên địa nguyên khí hiển nhiên là bởi vì tiêu phàm cưỡng ép dò xét thiên cơ dẫn đến sự chống trả của sức mạnh thiên địa làm con trai ruột của thập tam chân nhân người thừa kế chính thống của thủy kính thần tướng lực che đậy thiên cơ trên người diêm đại sư cũng là cực kỳ mạnh mẽ thầy tướng bình thường căn bản rất khó vạch ra thiên cơ tướng thuật bói toán suy đoán thật sự thường chỉ có thể đưa ra một số kết luận ở bên ngoài thậm chí so với số mệnh thật sự là chống đánh xuôi kèn thổi ngược thầy tướng có bản lĩnh tương đối thâm hậu cưỡng ép dò xét thiên cơ hiển nhiên sẽ dẫn đến sự cắn trả của sức mạnh thiên địa độ mạnh yếu của sức chống trả gần như do độ mạnh yếu của lực dò xét mà định ra thuật sư dò xét thiên cơ công lực càng thâm hâu, sức chống trả của thiên địa càng mạnh mẽ. Tân Lâm đi theo tiêu phàm lâu ngày, cũng có thể cảm giác được. Thế nhưng sức cắn trả ở mức độ này của thiên cơ, Tân Lâm cũng vẫn không để ý như thế nào. Một trận bảo quang chợt lóe trên mặt tiêu phàm, thiên địa nguyên khí đang vây quanh bốn bên liền bị ngăn ở bên ngoài không chút khách khí, mặc cho giấy rụa vặn vẹo như thế nào, cũng đều không thể tiếp cận tiêu phàm trong phạm vi ba tắc. Xiêm đại sư không khỏi ngầm gật đầu. Trưởng giáo chân nhân vô cực môn quả nhiên danh bất hư truyền, Tiêu Phàm mặc dù trẻ tuổi, trình độ thuật pháp này quả thật là quá xuất sắc. Thiên địa nguyên khí ở bốn phía quay cuồng vặn vẹo một trận, không có cách nào khác, cũng dần dần tiêu tan vô hình. Tiêu Phàm hơi hơi tăng lực, hảo nhiên chính khí đi vào bên trong cơ thể ông cụ càng nhiều, rất nhanh liền di chuyển khắp kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng, trên mặt Diêm đại sư, thậm chí dần hiện lên hai dáng đỏ hồng nhạt, rõ ràng có tinh thần hơn chương 328, thất tinh sung sát. Trong thời gian khoảng một chén trà, tiêu phàm chậm rãi thu ngón tay từ trên cổ tay của Diêm Đại Sư trở về, hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm ngâm không nói. Tiêu chân nhân, thế nào? Diêm Thái Hoa vội vàng hỏi, có chút thấp thỏm, y từng có lòng suy đoán tướng mệnh cho sư phụ, nhưng bất kể như thế nào đều không thể phá được sức mạnh của thiên cơ, hai lần đều thất bại mà lui. Lần phía sau đó, dưới sự cắn trả của lực thiên cơ, thậm chí còn bị thương phun ra máu tại chỗ, biết rằng dựa vào tình thầy trò trí thân, bản thân mình không thể suy đoán tướng mệnh cho sư phụ, chỉ có thể thở ra tâm tư này. Lại trầm mặc một lát, tiêu phàm mới nhẹ giọng nói. Ông cụ, số mệnh thật bạc béo, ác nghịch gia thân, trung niên khắc vợ, già khắc con, người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Tiêu tiên sinh, diêm thái hoa lập tức liền trừng mắt lên, vẻ mặt giận dữ. Tiêu phàm nói thế này cũng quá thẳng thắn rồi thì phải. Mặc dù nói người xem tướng tiết lộ thiên cơ, hơn một nửa sẽ có ác nghịch ra thân, Diêm Thái Hoa cũng không hề nghi ngờ tướng thuật của tiêu phàm có chuẩn xác hay không, thế nhưng trước mặt một ông cụ trên 80 tuổi, nói thẳng thắn như vậy, Trung Quy có chút không có hậu. Ông lão vốn dĩ từ trước đến giờ tâm tình như gió nhẹ mây bay, không hề gợn sóng, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ bi thương, hai hàng lông mày dày rậm trắng toát chậm rãi trùng xuống, thật lâu sau, mới từ từ nói. Tiêu chân Nhân cậu bây giờ đã biết tại sao ta phải ở nơi này rồi chứ tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu giữa hai lông mày hiện lên một tia thần sắc thông cảm sư phụ rốt cuộc là chuyện gì vậy con mỗi lần hỏi người người đều không chịu nói có chuyện gì sư phụ nói cho con biết con giúp sư phụ đi làm chuyện này con giúp không nổi diêm đại sư chậm rãi lắc đầu sư phụ không nói cho con biết là chuyện gì làm sao biết con giúp không nổi Diêm Thái Hoa cũng có chút không kiềm chế nổi, kêu lên. Diêm Đại Sư chỉ lắc đầu, không nói thêm lời nào nữa. Diêm Thái Hoa uất ức. Không có cách nào khác đây là ân sư thủ nghiệp, y có uất ức hơn nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Diêm Tiên Sinh, anh gặp qua vị sư đệ kia của anh chưa? Diêm Thái Hoa không khỏi sửng sốt. Sư đệ gì? Tiêu Phàm gật gật đầu nói xem ra anh cũng không biết rằng anh còn có một vị sư đệ cụ căn cứ theo tướng tay và tướng mặt tình hình trước mắt của lệnh lang vẫn rất tốt từ đó có thể thấy phương pháp này của cụ khả thi diêm thái hoa không kìm lòng nổi gãi đầu cười khổ nói tiêu chân nhân cậu cũng đừng giải câu đố nữa vui vẻ nói cho hiểu đi nếu còn tiếp tục như vậy sẽ làm cho người sống uất ức mà chết đó ta tán thành diêm thái hoa vừa dứt lời Uyển Thiên Thiên liền nhanh chóng giơ tay lên. Bị uất ức ghê gớm, là một mình Diêm Thái Hoa sao? Tiêu Phàm cười cười nói. Nói đơn giản thế này vậy, sư phụ của anh có một người con trai. Căn cứ vào tướng mệnh của ông cụ để suy đoán, vị sư đệ này của anh, theo lý hẳn là không thể sống quá 30 tuổi. Già khắc con, đây là do tướng mệnh của sư phụ anh quyết định. Thế nhưng ông cụ lại không chịu chấp nhận kết quả này, ông muốn thay đổi số mệnh. Chống lại ý trời hành sự, anh đã hiểu chưa? Uyển Thiên Thiên vỗ nhẹ hai tay, giống như bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. "A, à, tôi hiểu rồi, ông cụ, viên Thiên Vương đan này là muốn đem cho con trai uống, tăng thêm 5 năm dương thọ cho anh ta có phải không?" Diêm Thái Hoa lắc đầu nói, "Uyển cô nương, cô lầm rồi, viên đan dược này sư phụ ta là muốn tự mình uống. Ông muốn chịu khổ nhiều thêm 5 năm." Diêm Thái Hoa dù sao cũng là một thuật sư có trình độ không thấp tiêu phàm nhắc một điểm như vậy, y lập tức liền hiểu ra là chuyện gì. Đem những khổ nạn mà con cái vốn dĩ phải chịu, chuyển đến trên người của mình, do bản thân mình đi chịu đựng, dựa vào đó tiêu trừ ác nghiệt, đây cũng là một loại phương pháp nghịch thiên cải mệnh. Tiêu phàm nghịch thiên cải mệnh cho tiêu lão gia và thậm chí cả toàn bộ gia tộc tiêu thị, kỳ thực dùng chính là phương pháp giống như thế này. Loại phương pháp nghịch thiên cải mệnh này, đối với người thi triển thuật pháp yêu cầu cực kỳ cao. Ví dụ như Diêm Đại sự hiện tại dùng phương thức này, thuật sư bình thường tuyệt đối mô phỏng không nổi. Khí âm sát của thất tuyệt chi địa là thâm hậu đến cỡ nào? Thuật sư bình thường không ở nơi này nổi vài tháng, thì sát khí sẽ nhập vào cơ thể, bệnh nặng quấn thân, làm không tốt thậm chí còn đi đời nhà ma. Bản thân mình giống như bồ tát bùn qua sông, còn nói gì đến nghịch thiên cải mệnh. Sư phụ, người cũng đã ở đây hơn 20 năm gần 30 năm rồi, lẽ nào còn chưa đủ để tiêu trừ ác nhiệt hay sao? không đủ. Diêm đại sư nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn tiêu trừ hoàn toàn ác nghiệt, phải lịch đủ 36 kiếp nạn thiên cương. Mỗi một năm chịu nạn, chống đỡ một số kiếp thiên cương. Ta đã ở nơi thất sát trị địa này 29 năm, còn thiếu 7 năm sẽ lịch kiếp nạn đầy đủ. Nhưng con xem thân thể này của sư phụ, còn có thể kiên trì lâu thêm 7 năm sao? Trên mặt Diêm Thái Hoa hiện lên vẻ kiên quyết, cao giọng nói. Sư phụ, còn lại 7 năm này, con ở lại đây, con giúp người lịch kiếp nạn. Diêm đại sư thản nhiên cười, nói, Thái Hoa, phần tâm ý này của con, ta nhận rồi. Ác nhiệt của mỗi người mỗi người tự mình chịu đựng, con giúp không được. Cái này, tiêu chân nhân, tôi biết vô cực môn là thuật pháp chính tông, trưởng giáo chân nhân thần thông quảng đại, mong tiêu chân nhân giúp đỡ chuyện này. Diêm Thái Hoa tôi cảm kích vô cùng, viên thiên vương đan kia, tôi tình nguyện nhường cho các vị, chúng tôi không cần nữa vẻ mặt Diêm Thái Hoa tràn đầy khẩn khoản, những lời này hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Linh dược cho dù có tốt hơn nữa, cũng chẳng qua là làm cho sư phụ của mình chịu khổ nhiều thêm 5 năm mà thôi, nhìn từ góc độ này, có cái gì quý báu. Tiêu phàm, anh có cách nào không? Nếu như anh có cách, vậy thì giúp đỡ đi, tặng hoa hồng cho người khác, hương hoa vẫn lưu được trên tay. Quyền thiên thiên ở bên cạnh cỗ vũ. Tiêu phàm ngẫm nghĩ một chút, hơi hạ thấp người với diêm đại sư một chút nói cụ tạm thời thất lễ một chút diêm đại sư dường như biết hắn muốn làm cái gì mỉm cười vuốt cằm nói tiêu chân nhân xin cứ tự nhiên diêm tiên sinh có hứng thú đi cùng tôi một chút không diêm thái hoa có vài phần căng thẳng nhìn nhìn tiêu phàm lại nhìn nhìn sư phụ ngồi ở chỗ kia không làm sao nhúc nhích được dường như có rất không yên tâm đều nói không thể hại người nhưng không thể không phòng người ai biết lúc này tiêu phàm gọi mình đi, là có mục đích gì? Ngộ ngỡ để lại mấy người phụ nữ kia đối với ông lão gây bất lợi thì sao? Mặc dù ở đây là lão hà thôn, đa số thôn dân đều họ riêng, chỉ cần thúy hoa kia thét to gọi lớn một tiếng, trai tráng nhà nhà sẽ lao tới, nhưng cũng chưa chắc có thể cản đám người tân lâm. Tối hôm kia ở khách sạn Đại đường Vương Triều, một màn ở phòng 3026 đó, y ở xa đều nhìn thấy. Vương Đại Hải dẫn theo mấy tên cảnh sát có mang theo súng tiến vào cửa, chưa được bao lâu đều bay ra ngoài, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Bởi vậy có thể thấy, mấy cô gái này cũng không phải là đèn cạn dầu. Diêm Thái Hoa thậm chí cực kỳ hoài nghi, bên người tiêu phàm mang theo thị vệ đại nội. Những con cháu quan lại, xuất thân từ thế gia hào môn ở kinh sư như thế này, là nước thâm sâu đó. Con người ông cụ già thành tinh, hiển nhiên biết người đồ đệ này đang lo lắng cái gì, không khỏi ha hả cười, khoát tay áo nói. Thái Hoa, đi đi, đưa tiêu chân nhân đi lại một chút, có lẽ có thể làm cho con hiểu ra. Mắt thấy ông cụ điềm tĩnh tự nhiên, Diêm Thái Hoa biết rằng mình lo lắng thái quá rồi. Trưởng giáo chân nhân vô cực môn dĩ nhiên rất tài giỏi, truyền nhân chính tông của thủy kính thần tướng, cũng không phải là ăn hại. Luận về động thủ, lực của ông cụ có lẽ còn chưa đủ, thế nhưng chưa có sự đồng ý của ông muốn lấy được pháp tướng và khẩu quyết của luân hồi tướng, vậy thì đừng có mơ. Hơn nữa, vô cực môn uy danh hàng đầu trên giang hồ, chỉ thủy tổ sư là lãnh tụ thuật pháp một thời, tiêu phàm nếu như là truyền nhân chính thức của ông ta, trưởng giáo chân nhân mới của vô cực môn, làm sao có thể tự hủy thanh danh của mình. Tiêu phàm hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước ra đình Việt, tân lâm vô thanh vô thức, chặt chẽ theo sau. Quyền thiên thiên và đường huyên liếc nhau, ở lại trong sân, tiếp tục nói chuyện phiếm với ông cụ. Ở thời điểm quan trọng, Uyển Thiên Thiên cũng không cản quấy. Tiêu Phàm thuận theo một con đường nhỏ bên cạnh, đi về phía sườn núi. Bên cạnh con đường nhỏ này là một con mương thoát nước, cũng không phải là mương thoát nước được xây dựng chính thức do mưa cọ rửa mà thành. Mương thoát nước này là từ phía bên nhà hầm của Diêm Đại Sư trải qua, thất sát chi địa, đây là một sát trong đó. Thầy địa lý phong thủy có chút kinh nghiệm, sẽ không bao giờ chọn nơi ở bên cạnh một con mương như thế này. Bề mặt triền núi không cao, độ cao vuông góc vẫn chưa đến 100 mét, trên núi từng con đường mòn nhỏ uốn lượn hướng về phía trước, bước chân tiêu phàm nhanh nhẹn, không đến nửa khắc đồng hồ, đã leo lên đỉnh sườn núi. Diêm Thái Hoa đã có chút thở hổn hển, y lại không thể giống như tiêu phàm, nội lực tinh thâm, lực khí bên trong sung mãn. Đứng ở đỉnh triền núi, tiêu phàm đưa mắt nhìn quanh, khẽ gật đầu, nói. Diêm Tiên Sinh, anh đứng ở chỗ này của tôi, nhìn kỹ một chút vị trí nhà hầm kia của sư phụ anh, có ý kiến gì không? Diêm Thái Hoa nửa tin nửa ngờ bước đến vị trí mà Tiêu Phàm vừa đứng, cúi đầu nhìn xuống, trên mặt có chút thần sắc không cho là đúng. Tiêu Phàm cậu cho dù có tài giỏi hơn đi nữa, ở đây cũng là lão Hà thôn, tôi lúc nhỏ đã ở nơi này lớn lên, đối với địa hình ở đây, chẳng lẽ không quen thuộc bằng cậu? Không có lý do gì cậu vừa đến đã phát hiện ra bí mật gì tôi lại trước giờ không hay biết. Thế nhưng rất nhanh, thần sắc trên gương mặt Diêm Thái Hoa liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô cùng gây ết yêu ta ép sợ. Thất tinh xung sát, cái này sao có thể? Trong mắt Diêm Thái Hoa lúc này, nhà hầm và nhà lợp mái trên mặt sườn núi, mơ hồ hợp thành một thất tinh đại trận, trung tâm của đại trận chính là cái thất tinh chi địa kia. Diêm tiên sinh, anh hẳn là nhiều năm chưa hề quay về lão hà thôn rồi thì phải. Tiêu phàm ở bên cạnh hỏi. Diêm Thái Hoa lúc này mới phát hiện những căn nhà hầm và nhà lợp mái tạo thành thất tinh đại trận kia có không ít đều là vừa mới xây. Có thể thấy đây là do sư phụ của y có ý sắp xếp hết cả. Hy vọng của Diêm đại sư trong thôn cực cao, không có người nào có thể rèm pha. Phạm là người trong thôn muốn xây nhà mới, cơi nới nhà hầm đều phải mời lão tiên sinh thăm dò phong thủy địa lý trước. Lão tiên sinh nói nhà mới xây ở nơi nào thì xây ở đó, tuyệt đối không có người đưa ra nửa điểm dị nghị. Diêm Thái Hoa những năm này vẫn luôn ở bên ngoài, mấy năm chưa từng quay về Lão Hà Thôn, không ngờ cả thôn đã bị sư phụ âm thầm xếp thành một đại trận thất tinh sung sát. Thế nhưng cứ như vậy, gần như phụ lão hương thân của cả thôn trang đều chịu ảnh hưởng của thất sát lực. Thất sát chi địa, nằm ở vị trí trung tâm đại trận, phóng sát khí ra bên ngoài, từ cụ già trăm tuổi, cho đến đứa bé tóc để trỏng, đều không thoát khỏi. Thế này, thế này, sư phụ rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Diêm Thái Hoa lẩm bẩm nói, vẻ mặt nghi hoặc, thật khó có thể tìm ra cách lý giải. Chương 329, Càn Khôn Lục Hợp trận, Thất Tinh xung sát đại trận, này đúng là do ta sắp xếp. Đối mặt với ánh mắt trương cầu của Diêm Thái Hoa, ông cụ nói rất lạnh nhạt. "Sư phụ." Diêm Thái Hoa càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Ông cụ chậm rãi đứng dậy, nói: "Theo ta đi vào đi." Diêm Thái Hoa vội vàng tiến lên một bước, cùng với Thúy Hoa dìu tay ông cụ đi về phía bên trong nhà hầm nơi ở của ông cụ là hai gian liền nhau trong nhà hầm kỳ lạ ở chỗ cánh cửa của một gian bên trong nhà hầm kia được khóa chặt sinh hoạt ngày thường của ông cụ đều ở một gian hầm bên ngoài dù sao chỉ có một người bên cạnh không có con cái ngày thường ăn cơm đều là thúy hoa đưa đến một gian nhà hầm là đủ rồi thúy hoa mở ra ông cụ trực tiếp đi đến trước cánh cửa gian hầm khóa chặt kia nhàn nhạt phân phó một tiếng ai thúy hoa cung kính đáp lại từ bên hông móc ra một chùm chìa khóa mở cánh cửa gỗ khóa chặt nhiều năm như vậy sinh hoạt ngày thường của ông cụ từ khi bắt đầu sống ở đây đều là do thúy hoa chăm sóc giống như con gái ruột của ông cụ vậy đối với tình hình của hai gian hầm này bà quen thuộc hơn bất cứ người nào dù là như vậy khi mở cánh cửa gian hầm trên mặt Thúy Hoa vẫn hiện lên vẻ căng thẳng nhẹ nhẹ. Cửa phòng mở ra, một thất tinh đại trận lập tức liền đập vào mắt mọi người. Vượt ngoài dự kiến của mọi người, diện tích của gian phòng này rộng hơn rất nhiều so với diện tích của gian hầm sinh hoạt ngày thường bên ngoài, nền nhà lát đá nhám, vị trí trung tâm nền đá nhám được khảm một chiếc gương đồng sáng bóng, mỗi mặt của gương đồng đều có điêu khắc hình bát quái. Bên trên của gương đồng bát quái đặt một chiếc đèn dài leo lét ngọn lửa yếu ớt không ngừng nhấp nháy ngoại trừ những thứ này ra trong gian hầm không còn vật gì khác một cổ khí u ám kinh khủng đập vào mặt làm cho người ta không kìm được dùng mình một cái cư thật uyển thiên thiên không kìm nổi thấp giọng kêu một tiếng gian phòng này mặc dù nằm song song với gian bên ngoài lại thoáng như hai thế giới cảm giác uyển thiên thiên khai quật rất nhiều địa cung cổ mộ vẫn không thể bằng cái cảm giác u ám mà căn phòng này đem lại như thế. Thúy Hoa mặc dù không phải là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt vẫn lộ vẻ hoảng sợ, đứng ở cửa, không dám đi vào trong. Sư phụ, âm sát khí này, sao lại trở nên nồng đậm như vậy? Diêm Thái Hoa giật mình hỏi. Thái Hoa, con đã ba bốn năm chưa quay trở lại rồi thì phải. Trên mặt Diêm Thái Hoa lộ ra ý hổ thẹt, cúi đầu nói. Xin lỗi sư phụ, đều là con không đúng. Mấy năm nay, y bận biểu kinh doanh sự nghiệp của mình, Diêm Đại Sư uy danh. Đình đình, ở tận mấy tỉnh đều có cơ nghiệp của riêng mình, còn có một số lượng. Lớn, người hâm mộ, trong đó không thể thiếu những nhân vật lớn có thực lực máu. Mặt như lê lạc, đồng thiên lỗi, nhưng lại có rất ít thời gian về quê thăm sư phụ. Và người thân, ông cụ khoát khoát tay, nói. Không có cái gì là không đúng đây là lão hà thôn, vốn dĩ không phải là nơi còn ở lại lâu dài, con vốn không phải là mệnh, hổ ngồi một nơi, là mệnh, hổ. Rời núi, nhưng sư phụ, thất sát chi điện này, người trấn áp hai mươi mấy năm, làm. Sao âm sát khí lại ngược lại ngày càng nồng đậm, ông lão liếc mắt nhìn y, nhàn nhạt nói. Sư phụ già rồi, tuổi già sức yếu, không thể so với lúc còn trẻ. Âm sát khí của thất sát chi điện này, càng ngày càng khó chấn áp rồi. Thế nên ta mới sắp xếp thất. Tinh xung sát đại trận này, để tất cả mọi người trong thôn đến giúp đỡ, cùng nhau. Chấn áp âm sát khí này, cũng không biết ta có thể cố gắng đến lúc hoàn thành ba. 16 kiếp thiên cương hay không, cho dù hoàn thành 36 kiếp nạn. Thiên cương, âm sát khí này cũng chưa chắc đã hoàn toàn chấn trụ xuống được. Nói tới đây, ông cụ lại khe khẽ thở dài, vẻ mặt có chút cô đơn. Sư phụ, vậy chúng ta chuyển nhà đi, cả thôn đều chuyển đi, không ở nơi này nữa." Diêm Thái Hoa nghiến răng nói. "Cả thôn đều chuyển đi? Diêm Thái Hoa, anh có biết thôn của chúng ta có bao nhiêu người không? Gần 200 người, nếu như toàn bộ chuyển đi, chuyển đi đâu, phải chi bao nhiêu tiền hả?" Không đợi ông cụ mở miệng, Thúy Hoa đã kêu lên. Diêm Thái Hoa khoát tay chặn lại, nói: "Không sao, tiền để tôi nghĩ cách." vẫn là tốt hơn so với việc mọi người ở lại. Đây, ông cụ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Thái Hoa, chuyển nhà không phải cách giải quyết, người sống có thể. Chuyển, người dưới đất, làm thế nào để chuyển đây? Liệt tổ liệt tông của Diêm ra. Ở Lão Hà Thôn đều ở đây, cho dù con đem tất cả thôn dân đều chuyển ra ngoài. Cũng không giải quyết được vấn đề. Chiếu theo lý luận phong thủy, mệnh của người sống do người chết định đoạt. Lời này mặc dù chưa hẳn đã tuyệt đối như thế, thế nhưng phong thủy mộ táng của người già đối với ảnh hưởng đến đời sau khẳng định là có. Diêm Đại Sư, Thiên Vương Đan, nếu như để lại cho cụ, cụ nắm chắc được. Mấy phần, có thể trước khi hoàn thành 36 kiếp thiên cương, đem âm sát. Khí của thất sát chi địa này hoàn toàn chấn trụ xuống. Tiêu phàm đánh giá một chút bảy chiếc đèn đồng theo gió lay động trong gian. Hầm, đột nhiên hỏi, thân sắc của ông cụ cũng trở nên nghiêm túc, trầm ngâm nói. Lịch xong 36 kiếp thiên cương, ta có nắm chắc mấy phần thế. Nhưng chấn trụ âm sát khí của thất sát chi địa này, nhiều nhất chỉ có 5 phần chắc. Chắn, tiêu phàm ngẫm nghĩ một chút, nói. Cụ, thất sát chi địa, mặc dù lợi hại, thế nhưng dựa vào trình độ thuật pháp. Người truyền thừa chính tông của Thủy Kính Thần Tướng, bỏ ra 36 năm. Để bố trí chân áp, theo lý, không nên chỉ có 5 phần chắc chắn. Đúng lý mà nói, cho dù không có đủ 10 phần, cũng nên có trên 8 phần nắm chắc có thể đem. Âm sát khí của thất sát chi địa này hoàn toàn trấn áp xuống. Đôi lông mày tuyết trắng của Diêm Đại Sư Mãnh Liệt Dương lên, nói. Ý của tiêu chân nhân là, bản thân cụ họ Diêm, sinh ở Lão Hà Thôn, đây chính là mấu chốt vấn đề. Cụ, từ khi sinh ra, đã chịu ảnh hưởng của thất sát chi địa này từ một loại ý nghĩa. Nào đó mà nói, âm sát khí ở đây với cụ quá quen thuộc rồi. Do cụ đi chấn áp những âm sát khí này, hiển nhiên là công sức lớn hiệu quả không cao, khó có thể đạt đến. Hiệu quả toàn bộ, tiêu phàm nói, giọng điệu rất chắc chắn. Không ngờ là như vậy. Ông cụ hiển nhiên chưa từng suy nghĩ từ góc độ này, trong chốc lát liền lâm vào. trầm tư, diêm thái hoa lại nghi ngờ liếc về phía tiêu phàm một cái, nói tiêu chân nhân ý của cậu là âm sát khí của nơi này là có thể trấn áp hoàn toàn sao đúng diêm thái hoa lập tức lắc đầu liên tục vẻ mặt đều là không tin nói tiêu chân nhân nơi này chính là thất sát chi địa đó thất sát chi địa trong phong thủy được xưng là một trong những tuyệt địa cung hiểm nhất muốn chấn áp âm sát khí trong thất sát chi địa thật đúng là nói dễ làm khó Tiêu Phàm cười cười, nói. Muốn chân áp, thất sát chi địa, thực sự, đương nhiên là rất khó khăn. Nhưng, thất sát chi địa, ở đây, vẫn chưa hoàn toàn thành hình, chỉ ít có ba nơi chỉ có thể. Coi là, bán sát, sát một nửa, chân áp lên, độ khó sẽ không lớn như vậy nữa. Cuống hồ ông ông cụ đã chân áp 29 năm rồi, lại bố trí thất tinh xung sát đại trận, làm cho ba vùng đất, bán sát, đó từ đầu đến cuối đều không thể thực. Sự thành hình, tương đối mà nói, độ khó khăn của việc trấn áp hoàn toàn càng thấp. Đi một chút, Diêm Thái Hoa lập tức hỏi. Ý của tiêu chân nhân là vô cực môn các cậu có phương pháp chân áp hoàn. Toàn hung sát khí ở đây. Chính là như vậy. Lần này, tiêu phàm không hề khiêm tốn nữa, gọn gàng dứt khoát thừa nhận, giọng. Điều vô cùng chắc chắn. Trên mặt Diêm Thái Hoa lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ, nhìn qua, dường như vẻ hoài. Nghi nhiều hơn cũng khó trách Diêm Thái Hoa nghĩ như vậy, thực tế Tiêu Phàm còn quá trẻ, luận về đạo thuật pháp trong tâm trí của Diêm Thái Hoa, Tiêu Phàm bất luận như thế nào đều không thể đánh đồng với sư phụ của mình. Nếu như mọi người đều bắt đầu từ một độ tuổi giống nhau tu đạo, công lực của Diêm đại sư ít nhất phải thâm hậu hơn Tiêu Phàm năm 60 năm. Ngay cả Diêm đại sư bỏ ra gần 30 năm cũng không có nắm chắc việc hoàn thành đại nghiệp, Tiêu Phàm nói có nắm chắc như vậy bảo Diêm Thái Hoa làm. Sao hoàn toàn tin tưởng đây, huống chi còn liên quan đến sở hữu viên, thiên. Vương đan kia ở bên trong, làm không tốt tiêu phàm chính là một tên lừa gạt. Muốn lấy pháp tướng và khẩu quyết đạo thứ sáu của luân hồi tướng từ trong tay. Diêm đại sư, nhưng lại không muốn đem thiên vương đan, giao ra đây. Tiêu chân nhân, dựa vào công pháp kế thừa của vô cực môn, nếu như. Muốn chân áp âm khí của thất sát chi địa, này, phải bắt tay vào như thế nào? Ông cụ luôn một mực trầm tư đột nhiên mở miệng hỏi. Cũng là bầy trận chân áp, cụ, thất tinh sung sát đại trận, là trận pháp rất thích hợp, thế nhưng chỉ bố trí có một trận pháp như thế này, vẫn e rằng không đủ. Hơn nữa đem sức lực của toàn bộ thôn để đấu với khí hung sát, hậu quả thật là khó. Có thể đoán trước, ngộ nhỡ chân áp thất bại, người cả thôn đều bị liên lụy. Tiêu phàm nghiêm túc nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng. Thúy Hoa nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Mong tiêu chân nhân chỉ giáo. Sắc mặt ông cụ cũng hơi hơi biến đổi, trầm giọng nói. Cụ, chỉ giáo không dám nhận, cháu kiến nghị, bên ngoài thất tinh sung. Sát đại trận, lại bố trí thêm một, càn khôn lục hợp trận không những tăng. Cường lực chân áp của thất tinh sung sát đại trận còn có thể có tác dụng dự. Phòng, ngộ nhỡ chân áp thất bại, càn khôn lục hợp trận cũng có thể đem âm khí của thất sát chi địa vào một góc, chỉ có người thi triển thuật pháp có hại, không. Đến mức ảnh hưởng đến già trẻ của cả thôn. Tiêu Phàm cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi nói. Càn khôn lục hợp trận, hình như nghe cha của ta trước đây từng nói qua. Chỉ thủy tổ sư từng đàm luận với ông ấy về trận pháp này, thoát thai cho bát quái. Đại trận, lại biến hóa vô cùng phong phú, phân thành sáu cửa càn, khôn, sinh, tử. Thủy, hỏa, chính là một trong những trận pháp có tính chấn áp mạnh nhất của vô. Cực môn, tiêu chân nhân, nếu như ở bên ngoài, thất tinh đại trận xung sát lại. Bố trí thêm, càn khôn lục hợp trận này, quả thật giống như cậu vừa nói khi nãy. Có thể làm ra hiệu quả như vậy sao? Ông cụ nhìn thẳng tiêu phàm, trầm giọng hỏi, ánh mắt sáng ngời, vô cùng chuyên chú. Tiêu phàm cười cười, nói. Cụ, dịch lý tướng thuật, phong thủy, đạo thuật pháp, coi trọng đều là một. Chữ, biến, trên thế giới này, chuyện tuyệt đối 100% là rất ít. Chỉ, có thể nói, chiếu theo sự suy đoán lý giải của cá nhân tôi, thêm càn khôn lục hợp. Trận, xác suất chân áp thành công phải lớn hơn nhiều. Càn khôn lục hợp trận này, tiêu chân nhân khẳng định là biết bố trí chứ. Ông cụ không để ý lời này của hắn, đi thẳng vào vấn đề. Biết ạ. À. Tiêu phàm gật gật đầu, cho một đáp án chắc chắn. Vậy được, mời Tiêu chân nhân bày bố trận ở đây, chỉ cần uy lực của càn. Khôn lục hợp trận, xác thực giống như cậu nói, có thể trấn áp được hung sát khí ở. Đây, vậy viên Thiên Vương đan, ta không cần cũng được." Ông cụ nghiêm nghị nói. "Sư phụ." Diêm Thái Hoa kinh hãi, vội vã kêu lên. Ông cụ khoát tay, ngăn đồ đệ lại, nhàn nhạt nói. "Thái Hoa chỉ cần tiêu chân nhân thực sự có thể giúp ta trấn áp được sát khí của thất sát chi địa này, không có thiên vương đan, sư phụ con cũng chưa. Hẳn không thể sống thêm vài năm, có lẽ mấy năm này còn có thể trôi qua thoải mái một chút, không cần nếm nhiều đau khổ như vậy. Nếu đã như thế, tại sao lại không làm? Chương 330, mục tiêu xuất hiện. Mặt trời rực rỡ chiếu trên cao, một chiếc xe việt giã lắc lư tiến vào trấn lão hà. Trấn Lão Hà là thị trấn cách Lão Hà thôn gần nhất, cũng là thị trấn lớn nhất trong. Vòng bán kính 10 dặm, dựa theo sự quy hoạch kinh tế của huyện ủy Thái Hoa. Mấy năm trước, trấn Lão Hà phải xây dựng trở thành một thị trấn trung tâm của khu vực, có tác dụng phóng xạ giống như một cỗ máy phát huy kinh tế. Những năm này càng thêm đầu tư vốn cho trấn Lão Hà, muốn làm nền móng xây dựng to lớn, bởi vậy tuy rằng chỉ là một trấn nhỏ trong núi trên cao nguyên Hoàng thổ, nhân khẩu thường chú cũng đạt đến mấy nghìn, chợ tương đối náo nhiệt. Từ Lão Hà Thôn đến thị trấn Lão Hà, xe phải lái hơn một tiếng. Xe Việt giã phong trần mệt mỏi, két một tiếng dừng lại trước cửa tiệm thuốc bắc lớn nhất của thị trấn Lão Hà, ba nữ tử bước xuống, ngay lập tức thu hút không ít. Ánh mắt của người đi đường. Quả thực ba nữ tử này bước đi là hai thái cực khác nhau. Cô gái bước xuống từ ghế lái, dáng người cao gầy đầy đặn, bộ ngực cao ngất, mặc. Âu phục nữ màu lam, giống như uy phong đẹp đẽ của các nữ tổng tài trên truyền. Hình, cô gái bước xuống từ ghế phụ, lại là một người mặc trang phục mô phỏng. Theo phong cách Hàn Quốc, một gái có vẻ đẹp thiên kiều bá mị, đôi mắt linh động. Lông mi dài, tinh xảo giống như búp bê, trong phim chưa từng thấy một cô nương. Nào xinh đẹp như vậy. Nhưng ngược lại, bước xuống từ ghế sau của xe Việt giã lại là một vị đại tẩu trung. Niên khoảng hơn 40 tuổi, tay chân thô kệch, mặc một bộ âu phục màu vàng. Đất kiểu cổ lật cũ dành cho nữ, tóc ngắn ngang tai, làn da thô ráp, từ trên xuống dưới, đều rất quê mùa, vừa nhìn đã biết chính là đại tẩu ở vùng nông thôn địa. Phương, so với hai vị đại mỹ nữ bên cạnh một chút cũng không tương xứng. Ba người phụ nữ hoàn toàn không phải cùng một thế giới như vậy, làm sao lại có. Thể ở cùng nhau, ngồi cùng một xe đến được. Quả thật làm cho người ta cảm thấy rất khó lý giải vị đại tẩu trung niên cũng không thèm để ý đến ánh mắt đến ánh mắt của người. Xung quanh chút nào, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển cửa tiệm thuốc bắc, cười ha ha. Vài tiếng, nói, Uyển tiểu thư, đường tiểu thư, đây là tiệm thuốc bắc lớn nhất của thị trấn. Lão hà rồi, các cô cần mua thuốc gì, trong này đều có. Tôi không đưa các cô vào. Phải đi đến nhà em gái họ của tôi rồi. Chúng ta sau khi ăn trưa, 3 giờ chiều, vẫn gặp nhau ở nơi này, cùng nhau quay về. Vị đại tẩu trung niên này, hiển nhiên là thúy hoa của lão Hà Thôn, mà người cùng. Đến với bà ta lại là Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên. Đồng ý với lời mời của Diêm Đại Sư, tiêu phàm ở lại lão Hà Thôn giúp ông bày. Bố, càn khôn lục hợp trận kia, đây là đại trận dùng để trấn áp, thất sát chi địa. Không phải nhỏ, tính toán tiêu phàm là thuật pháp tông sư như vậy, cũng không. Thể một lần là xong. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị, chỉ riêng luyện chế vài món pháp khí bảy bố trận đã phải bỏ ra thời gian mấy ngày. Tiêu Phàm còn phải thêm vào linh lực cho mấy món pháp khí này, tiêu hao không ít tinh lực mấy ngày. Nay, cần bổ sung dinh dưỡng nhiều. Bổ sung dinh dưỡng của Tiêu Chân Nhân lại không phải là nhờ vào thịt cá, mà là cần uống một số các vị thuốc đại bổ nguyên khí. Vào những thời điểm quan trọng như thế này, Tân Lâm Hiển Hiên sẽ không rời bên cạnh tiêu phàm nửa bước. Uyển thiên thiên bèn sung phong nhận làm nhân viên mua sắm, cầm đơn thuốc. Mà tân lâm kê, đường huyên phụ trách lái xe, kéo theo thúy hoa tẩu dẫn đường. Xe Việt giã lắc lư cả đoạn đường, hướng về phía thị trấn Lão Hà. Nghe nói đến đi chợ phiên thị trấn, còn được thuận đường đáp nhờ xe, thúy hoa. Tẩu hiển nhiên mặt mày hớn hở, không có ý kiến gì liền đồng ý. Diêm Thái Hoa không phải là tên keo kiệt, mấy năm nay tuy rằng không quay về, lão hà thôn, lương cho Thúy Hoa lại là phát đều đặn từng tháng chưa hề rơi rớt. Một các cũng không thiếu, đãi ngộ của Thúy Hoa không hề thấp, đều đạt đến mức. Lương của công nhân viên chức bình thường trong xí nghiệp nhà nước rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà những năm này Thúy Hoa tận tâm. Tận lực chăm sóc ông cụ. Trong tay có tiền mặt, đi dạo chợ phiên liền trở thành niềm yêu thích nhất của. Thúy Hoa, có điều Thúy Hoa cũng tự biết mình, có chú ý đến thị trấn sẽ đi tìm cô em họ cùng nhau đi dạo, tuyệt đối không đi dạo cùng huyền tiểu thư đường tiểu. Thư, diện mạo, dáng vóc này quả thật kém xa vạn dặm. Cố ý làm dơ giấy chuyện. Của mình, tuyệt đối không thể làm. Huyền thiên thiên, đường huyên vừa từ trên xe bước xuống, đôi lông mày của. Một nam tử trẻ tuổi trong tiệm mì đối diện ở một góc liền dương lên, nghiêng đầu. Nhìn huyền thiên thiên và đường huyên, lại mở bàn tay nắm chặt, trong bàn tay đang nắm là một miếng ngọc phù mỏng manh. Chuẩn như thế, chủ nhân quả thật là thần tiên hạ phàm rồi, cảm nhận được từng đợt từng đợt tin tức mà miếng ngọc phù trong tay truyền đến. Nam tử trẻ tuổi không khỏi nhẹ nhàng cảm thán một câu. Nam tử trẻ tuổi này tướng, mạo vô cùng bình thường, cách ăn mặc cũng không hề xuất chúng, lẫn trong đám. Người, không có chút gì thu hút, đương nhiên, nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện anh ta trung quy cũng có điểm không giống với người bình thường đó chính là ánh mắt của anh ta đặc biệt sắc bén tinh quang lóe sáng quyền thiên thiên và đường nguyên hiển nhiên không thể phân biệt ra ánh mắt đặc biệt trong vô số những ánh mắt từ bốn phương tám hướng quang đến đối với đại mỹ nữ siêu cấp mà nói được đàn ông chú ý là việc hết sức bình thường sớm đã quá quen thuộc rồi yes sir đại tẩu cô đi thong thả nhé quyền thiên thiên cười khanh khách chia tay với Thúy Hoa Tẩu. Vốn dĩ huyền thiên thiên vẫn muốn mời Thúy Hoa Tẩu dẫn đường, ở thị trấn Lão. Hà này đi lại thăm thú một chút, đây là thói quen của huyền thiên thiên. Mỗi khi, đến một thị trấn mới, đều không nhịn được phải, thám thính, một phen, hy vọng. Có thể phát hiện ra cái gì đó. Dưới lớp đất hoàng thổ ở phía đông của sông Hoàng Hà này, nhất định được. chôn không ít đồ tốt nhưng thúy hoa tẩu người ta lại kiên quyết không chịu làm lá cây đi lót cho hai đóa hoa hồng các cô đây cũng gọi là không có cách nào khác đánh tiếng qua với hai cô thúy hoa tẩu liền vui vẻ đi về phía nhà của cô em họ trong tay xách theo một chiếc giỏ trúc bên trong là chút đặc sản địa phương như trứng gà rau quả các loại đặc biệt đi cho cô em họ ở thị trấn ngay cả uống ngụm nước cũng phải bỏ tiền ra mua thúy hoa tẩu vừa quẹo nam tử trẻ tuổi ngồi trong quán mì đối diện một góc liền đứng dậy bước nhanh theo đối với uyển thiên thiên và đường huyên vừa bước vào tiệm thuốc bắc hoàn toàn không quan tâm đến thúy hoa tẩu căn bản không phát giác ra có người đang bám theo nay cả ý nghĩ như vậy đều không có ai sẽ bám theo một phụ nữ nông thôn thô kệch như bà đây đùa chứ thị trấn lão hà nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ dù sao cũng có tận Mấy con phố, Thúy Hoa Tẩu mỗi năm đều phải đến đi dạo mười mấy lần, đối với đường lớn ngõ nhỏ của thị trấn, cực kỳ quen thuộc, dọc theo phố lớn đi một đoạn, bèn cua vào một hẻm nhỏ yên tĩnh, từ hẻm nhỏ này đi ra, đi thêm mấy trăm mét thì đến nhà em họ rồi, rất gần. Đi vào trong hẻm nhỏ, nam tử trẻ tuổi đã cách Thúy Hoa Tẩu chỉ có vài mét. Thúy Hoa Tẩu vẫn không hề phát hiện ra sau lưng có một người đi theo. Quả thực người Đàn ông kia bước đi giống như mèo vậy, không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Lại bước thêm một lúc, xuất phát từ bản năng của động vật, Thúy Hoa Tẩu rốt cuộc cũng phát hiện ra sau lưng có chút khác thường, mãnh liệt dừng bước, nghiêng đầu. Qua, thiếu chút nữa đụng vào mặt người đàn ông ngay đối diện. A! À, thúy Hoa Tẩu giật nảy người, không kìm nổi liền muốn kêu lên. Nhưng tiếng kêu sợ hãi này cực kỳ ngắn ngủi, duy trì không đến một phần mấy dây liền đột nhiên dừng lại miệng của thúy hoa tẩu bị che bằng một bàn tay mạnh mẽ có lực mặc cho bà ta giấy dụa vặn vẹo thế nào cũng giống như chuồn chuồn rung cột đá không thể giao động bàn tay kia một chút thúy hoa tẩu hai mắt trừng lớn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ muốn chết rất nhanh đôi mắt mở lớn của thúy hoa tẩu liền từ từ khép lại tay chân cũng ngừng vặn vẹo giãy dụa đầu nghiêng một cái hôn mê bất tỉnh khoảng chừng một giờ sau nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở một phòng khách sạn phía tây của thị trấn lão hà tên khách sạn là khách sạn lão hà là khách sạn cao cấp nhất của thị trấn lão hà đương nhiên ở địa phương nhỏ như thế này khách sạn có sang trọng đến mấy độ sang trọng cũng chưa chắc đã sánh bằng một nhà nghỉ của thành phố lớn tuy nhiên một gian phòng vip nhất của khách sạn tối qua đã có người ở đối với vị khách này ông chủ không những tôn kính thậm chí còn mang theo ý sợ hãi sâu sắc quả thật người đàn ông trung niên này quá uy nghiêm bất kỳ ai vừa nhìn thấy đều biết rằng ông ta là một nhân vật lớn rất tài giỏi sợ hãi từ trong tâm tưởng không nhận được sự phân phó ông chủ và phục vụ trong khách sạn ai cũng không dám đi quấy dày vị khách này trên thực tế tối hôm qua cả lầu ba của khách sạn đã trở thành vùng cấm uy Niềm của người đàn ông trung niên này không phải là đến từ một người ngoại, trừ căn phòng vip kia, các phòng khác của lầu ba đều bị tùy tùng của ông ta thuê. Lại nhân viên tùy tùng nam có nữ có, nhưng cũng không có gì là không đúng. Đặc điểm duy nhất chính là ánh mắt quá lạnh khi nhìn người khác, ánh mắt đó không mang theo một chút tình cảm nào. Những người khác trong mắt của bọn họ phảng phất là một cỗ thi thể hoặc là một đám rối gỗ mà thôi ông chủ khách sạn lúc trẻ cũng xem như chạy qua giang hồ, gặp qua không ít. Chuyện, cũng là một người có gan to, lại vẫn bị những người này dọa chết cây ếch yêu ta ép. Cảm giác, những người này quả thực chính là đến từ một thế giới khác, không? Giống như những sinh vật có máu có thịt có tình cảm trong cuộc sống. Nếu như là, trong phim viễn tưởng, ông chủ liền trực tiếp hoài nghi bọn họ là quái thai bị, sinh. Vật quái dị, chiếm cứ thân thể nhân loại nam tử trẻ tuổi không gặp trở ngại gì, lên tầng 3 của khách sạn Lão Hà trực. Tiếp đi thẳng đến trước cửa phòng VIP, nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng gõ cửa rất có tiết. Tấu, tỉ mỉ nghe qua, dường như ẩn chứa bí mật nào đó không muốn để người khác. Biết, hình như đang đối chiếu ám hiệu với người trong phòng. Một lát sau, cánh cửa phòng VIP mở ra, một gương mặt xinh đẹp của một mỹ nữ. Hiện ra, chỉ có điều lạnh băng, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng dựng hết lông tơ lên ánh mắt lạnh băng băng của mỹ nữ quét qua trên mặt anh ta một lượt sau đó mới nhường đường nam tử trẻ tuổi lách mình tiến vào liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách tham kiến diệp phương nam tử trẻ tuổi lập tức quỳ một gối xuống cúi thấp đầu cung cung kính kính nói mặc dù đây chỉ là một nhà nghỉ không được xếp hạng của một chấn nhỏ hẻo lánh nằm ở phía đông sông hoàng hà diệp cô vũ vẫn ngồi rất hào sảng có khí phách tư thế đó nghiễm nhiên không có gì khác biệt với khi ở trong căn phòng tổng thống của khách sạn trung thiên một mỹ nữ mặc áo bào trắng trẻ tuổi quỳ gối bên chân của ông ta nâng nắm tay trắng nõn nà nhẹ nhàng đấm bóp đùi cho ông ta mỹ nữ áo trắng vừa mở cửa cho người đàn ông trẻ tuổi kia cũng vô thanh vô thức quay về bên cạnh diệp cô vũ quỳ gối xuống một bên còn lại, cũng giơ nắm tay trắng nõn, nhẹ nhàng đấm bóp. Cho Diệp Vương. Nam tử trẻ tuổi giống như không khí, căn bản không hề tồn tại. Trong mắt các nàng, chỉ có Diệp Vương. Vị thần tối cao trong tâm trí của các nàng. Đứng lên. Diệp Vương chậm rãi nói, giọng điệu vẫn là thẳng thắn có lực như thế. Vâng. Nam tử trẻ tuổi theo lời đứng dậy, cúi đầu mà đứng, bình tĩnh hô hấp, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Vương. Báo cáo Diệp Vương, mục tiêu đã xuất hiện rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 330.